Nói ngắn gọn, Hiên Viên Vũ Phong cái kia hai đầu kiếp văn long vương thương, đâm ở trên người, đều không loại cảm giác này. Các loại huỳnh hỏa có cổ thánh kim thân, lại đến đạt sinh tử kiếp cảnh, thông thiên cương khí xuyên thấu năng lực, khó có thể tưởng tượng có bao kinh người. Đến, tạo phúc ta đi. Bọn họ mỗi một lần tiến hóa thành công, đều là Lý Thiên Mệnh thân thể huyết mạch, tăng lên thời điểm. Hắn cũng là thái cổ hỗn độn cự thú, mà lại là ba hợp một A. Cộng sinh tu luyện, lần nữa bắt đầu. Tam đại cộng sinh thú, vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể, thái cực hồng mông thể, tam đại thể chất, tụ tập một thể. Lúc tu luyện, huyết mạch của bọn nó tăng lên bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh lần này thu hoạch, thì có bao nhiêu. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình tố chất, thiên phú tầng thứ, đều tại điên cuồng tăng vọt. Không thể không nói, thái cổ hỗn độn cự thú mang tới thiên phú, mới là lớn nhất thăng bằng thiên phú. Các phương diện tăng lên, không có chút nào yếu hạng. So sánh tới nói, tiểu mệnh kiếp thiên phú, chủ yếu tại lĩnh ngộ lực phía trên. Một lần toàn phương diện thuế biến, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, chính mình chân chính trở thành một đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Mà lại, cảnh giới phía trên lần nữa đột phá. Sau một ngày, bọn họ một người ba thú, bước vào cổ thánh cảnh tầng thứ hai. Còn kém hai trọng. Lý Thiên Mệnh, lòng tin 10 phần. Chỉ dựa vào cổ thánh kim thân, đoán chừng nặng không đến thiên nguyên đỉnh tận cùng dưới đáy, đến có một môn tương đối mạnh luyện thể chiến quyết. Bất diệt kiếm thể chủ thể tại công kích phương diện, cũng không tăng cường thân thể tố chất năng lực. Ta còn cần một môn cùng loại Hiên Viên Vũ Phong loại kia, Hắc Diệu Long Nhân Quyết, luyện thể chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Hiên Viên Vũ Phong biến thành Hắc Diệu Long Nhân, nhục thân tố chất rất mạnh. Linh Nhi đã cho ta thiên địa kiếp nguyên, không tiện lại đi cùng với nàng lấy muốn đồ, vật. Lần này thiên địa kiếp nguyên, đều đã dẫn phát một số không xác định nhân tố, chúng ta đến kiềm chế một chút. Hắn đứng dậy, ra đi nhìn một chút, Lâm Tiêu Tiêu đã thu xếp tốt. Ta đi ra ngoài một chuyến, nhớ đến khắp nơi quét dọn một chút, nơi này thật lâu không người ở. Lý Thiên Mệnh phân phó nói. Biết, Lâm Tiêu Tiêu nhẫn nhục chịu đựng. Làm việc cẩn thận một chút, nếu không muốn bị ăn gậy, biết không? Đúng, thiếu gia, nói đến phần sau hai chữ, nàng cắn răng chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút. U, người cái này tức giận bộ dáng, còn thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh rời đi thiên hạ đệ nhất các, đi thẳng tới sát vách một ngọn núi. Phương Tinh Ảnh đang tu luyện. Có việc, hắn đi ra, đứng ở trong góc nhỏ, lãnh đạm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nơi nào có tương đối tốt luyện thể chiến quyết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn tấn thăng tốc độ quá nhanh, mới vừa ở Nhân Nguyên Tông quen thuộc, liền đến Địa Nguyên Tông. Trước mắt Địa Nguyên Tông, thì nhận biết một cái Phương Tinh Ảnh. Tam Nguyên Điện, có. Địa Nguyên Tông cùng Thiên Nguyên Tông đều có Tam Nguyên Điện, đều có thể mua được, sinh tử chiến quyết, cấp bậc luyện thể chiến quyết. Chỉ cần ngươi có tiền, hoặc là đi làm tông môn nhiệm vụ, săn giết hung thú, đóng giữ biên cảnh, truy sát treo giải thưởng hung phạm các loại, thu hoạch được điểm công lao đổi lấy. Phương Tinh Ảnh nói, Tam Nguyên Điện, có thể dùng tiền mua sao? Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Nhân Nguyên Tông quan phương con đường chiến quyết, chỉ có thể đổi lấy, không thể mua. Đương nhiên có thể. Ngươi có kiếp tinh sao? Không có, lần trước Khương Phi Linh cho tiền tiêu vặt, đã tiêu hết. Lần thứ hai còn không có lính, cái kia đáng đâm ngàn đao sát thủ xuất hiện, Lý Thiên Mệnh liền không có cách nào cùng Linh Nhi tự mình tiếp xúc. Điểm công lao có sao? Phương Tinh Ảnh tiếp tục hỏi. Không có thời gian đi làm nhiệm vụ. Vậy ngươi hỏi thăm lông? Phương Tinh Ảnh cười nói. Chẳng lẽ liền không có miễn phí loại kia? Lý Thiên Mệnh nói. Cổ thánh chiến quyết cấp bậc muốn hay không, ta đưa ngươi hai bản. Ta không để vào mắt. Cái kia không cách nào, Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi suy nghĩ lại một chút, nơi nào có đã miễn phí lại tốt, thuần dựa vào dáng dấp đẹp trai, liền có thể nhận lấy tuyệt thế bí tịch chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Có một chỗ có. Chỗ nào? Trong mộng cảnh. Nhàm chán, đi, Lý Thiên Mệnh quay đầu liền đi. Đúng rồi, ta nhớ tới một chỗ, còn thật có miễn phí. Phương Tinh Ảnh bỗng nhiên nói. Nói một chút. Phồn Tinh chỉ muốn mở ra, lần này có hai cái danh ngạch, Hậu Thiên, Phồn Tinh chiến trường, liền muốn khai chiến, ngươi nếu có thể cầm tới một cái danh ngạch, liền có thể tiến Phồn Tinh chỉ tu luyện, Trạm Tinh cổ thần thể. Trạm Tinh cổ thần thể, là Thái Cổ Thần Tông mạnh nhất chiến thể, chính là Thái Cổ Thần Tông bảng hiệu, danh chấn thiên hạ, là thiên hạ chín đại đỉnh phong chiến thể, một trong. Phương Tinh Ảnh ngữ khí lãnh đạm, thuận miệng nói ra.
Cái gì? Ngươi từ từ nói, lượng tin tức quá lớn. Đầu tiên, Phồn Tinh Trì là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh nghe nói, Trạm Tinh Cổ thần thể, cường đại, vội vàng cẩn thận lên. Trạm Tinh Cổ lộ hạch tâm chi địa, sinh ra tinh nguyên, địa phương. Tinh nguyên là cái gì? Một loại vật kỳ quái, nắm giữ kiếp văn, có linh tai uy lực, cũng có linh quảng tinh hoa cùng ngoại hình, cho nên bị cho rằng là linh tai cùng linh quảng hai trong một. Trạm Tinh Cổ thần thể, căn bản, cũng là dung hợp, tinh nguyên, nhập thể, đem nhục thân chế tạo thành sáng chói tinh thần thân thể, đại thành về sau, đủ để thông thiên triệt địa, tay hái thiên địa nhật nguyệt tinh, thậm chí ngao du tinh không, bay qua vực ngoại tinh không mà bất tử, thậm chí có thể trưởng khống Phồn Tinh Trì, trở thành Trạm Tinh Cổ lộ chi chủ. Trạm Tinh Cổ thần thể mạnh bao nhiêu, quyết định bởi tại dung hợp tinh nguyên số lượng. Mà tinh nguyên sinh ra rất có hạn, cho nên mỗi lần danh ngạch rất ít. Lần này mở ra, chỉ có hai cái danh ngạch. Phương Tinh Ảnh không nhanh không chậm nói. Nghiêu xoa như vậy, tu luyện đại thành, đều có thể bay lên tinh không a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Truyền thuyết là như vậy, ta làm sao biết? Phương Tinh Ảnh nói. Cái này cùng lục đạo kiếm thần, lục đạo sinh tử kiếm, so sánh như thế nào? Đây không phải là một cái loại hình, một cái là phổ thông chiến quyết, một cái là luyện thể chiến quyết. Nhưng, địa vị tương đương đi. Phương Tinh Ảnh nói. Tốt, ta quyết định là nó, làm sao cầm danh sách này a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phương Tinh Ảnh không có trả lời, hắn tại nén cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta vừa đùa ngươi, ngươi tham dự không được, báo danh đã hết hạn. Mà lại hạn định là 20 tuổi trở xuống địa nguyên tông, thiên nguyên tông đệ tử tham gia, ngươi quá tuổi đi. Cái gì thời điểm hết hạn? Chỗ nào báo danh? Lý Thiên Mệnh khẩn cấp hỏi. Nguyên Minh Điện, tìm Câu Ngọc Thu, điện chủ báo danh. Nhân nguyên tông minh hội trước khi chiến đấu, báo danh đều hết hạn. Hậu thiên Phồn Tinh chiến trường mở ra, chỉ ít có 20.000 người đi vào. Phương Tinh Ảnh nói. Đậu phộng, thật là xui xẻo a. Không có bắt kịp cái này một đợt, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Nói đến, người để nhân nguyên tông chủ xuất mã, để hắn ra mặt, thêm ngươi một cái không được sao. Cũng không phải trực tiếp đem Phồn Tinh chỉ danh ngạch tặng cho ngươi. Báo danh đối nhân nguyên tông chủ tới nói, cái này là chuyện nhỏ. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi nói đúng, Lý Thiên Mệnh cũng không dùng tới kiếm vô ý, báo danh sự tình, nhân nguyên thánh lệnh là có thể. Có điều, người quá tuổi, đây không phải làm rất dễ. Bởi vì giới hạn tuổi tác là quy tắc, nếu không phải là như thế, thiên nguyên tông những cái kia 21 tuổi đến 30 tuổi sinh tử kiếp cảnh cường giả thêm vào, liền không có người khác chuyện gì. Coi như nhân nguyên tông chủ xuất mã. Cũng không tiện cải biến ngươi tuổi tác sự tình. Phương Tinh Ảnh nói. Làm sao xác định tuổi tác? Chính mình báo, Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn tại Đông Hoàng Tông thì giấu giếm qua số tuổi, hắn đến từ thập phương đạo quốc, ai biết tuổi của hắn mấy tuổi? Đó cũng không phải, Nguyên Minh Điện có khảo nghiệm cốt cách tuổi tác thiên văn kết giới, có thể tinh chuẩn xác định thân thể của ngươi số tuổi. Muốn báo cáo láo số tuổi, không cửa. Phương Tinh Ảnh nói. À, Lý Thiên Mệnh muốn đi thử xem. Bởi vì, hắn có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, lại bởi vì thể chất đặc thù, không đi lên đo một chút, hắn đều không biết mình thân thể tuổi tác mấy tuổi. Hắn xoay người rời đi. Uy, ngươi thật muốn đi à? Phương Tinh Ảnh mơ hồ nói. Đúng. Kỳ thật nói thật, khác lãng phí thời gian. Vì sao? Phồn Tinh chỉ hai cái danh ngạch, là cho 20 tuổi trở xuống, lại tu vi kinh thiên, sinh tử kiếp cảnh thiên nguyên đệ tử, chuẩn bị. Địa nguyên đệ tử có tham dự tư cách, kỳ thật cũng là đi bồi chạy. 20.000 người đoạt hai cái, vạn bên trong cầu một, sao mà khó khăn. Thái cổ thần tông trong lịch sử, 200.000 năm, địa nguyên đệ tử cầm tới danh ngạch số lần, không cao hơn 3 lần. Phương Tinh Ảnh nói, ý tứ chính là, danh sách này là cho, Phương Tinh Khuyết, loại này người cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi, ngươi nói đúng, hắn mới 16 tuổi, cũng đã là đứng đầu. Bất quá, thiên nguyên trong tông, 20 tuổi sinh tử kiếp cảnh, thật đúng là không ít. Luận thực lực, hắn có thể xếp vào 10 vị trí đầu đi. Phương Tinh Ảnh nói, không có việc gì, kém là kém rất xa, ta thử một chút cũng không mất mát gì. Lý Thiên Mệnh nói, hắn vốn cho rằng một đoạn thời gian rất dài, chính mình cũng muốn tại địa nguyên tông lăn lộn, không nghĩ tới hậu thiên, đều muốn đòn khiêng thượng thiên nguyên tông siêu cấp thiên tài. Những người kia, cũng là đại lục đỉnh phong. Bình thường, chỉ cần là cá nhân, ý nghĩ đều giống như ngươi. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi còn có việc không? Lý Thiên Mệnh nói. Không có.
hẹn gặp lại. Nguyên Minh Điện. Có thể là bởi vì báo danh đã sớm kết thúc, cho nên nơi này rất tỉnh táo. Lý Thiên Mệnh sau khi đi vào, tìm được điện chủ Câu Ngọc Thu. Ngươi lại tới làm gì? Câu Ngọc Thu hỏi. Điện chủ, ta muốn tham gia Phồn Tinh chi chiến. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Báo danh kết thúc, Câu Ngọc Thu nói. Nhân Nguyên Tông chủ để cho ta tham gia. Lý Thiên Mệnh xuất ra Nhân Nguyên Thánh lệnh. Thành, đi đo tuổi tác muốn là vượt qua, cũng là phá hư quy tắc. Nhân Nguyên Thánh lệnh cũng vô dụng, Câu Ngọc Thu thản nhiên nói. Xem ra bà lão này thân phận địa vị không thấp, đoán chừng là cái gì kiếp lão, Lý Thiên Mệnh nhớ đến những người khác, nhìn đến Nhân Nguyên Thánh lệnh, trực tiếp đều quỳ. Chỗ nào? Gian phòng kia. Lý Thiên Mệnh đi vào về sau, phát hiện bên trong có một cái hình tròn không gian, hắn bước vào trong đó, từng cái kỳ diệu thiên văn đường vân, hòa tan vào thân thể, thâm nhập cốt tủy bên trong. Sau đó không lâu, thiên văn kết giới tầng ngoài, hết thảy 20 điều thiên văn đường vân hiện thân. 20 tuổi, tính ngươi vận khí tốt, Câu Ngọc Thu nói. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Không nghĩ tới bị vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cái này dày vò, thân thể ta ngược lại trẻ. Bất quá, đoán chừng cùng vừa kế thừa thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch có quan hệ. Hắn vội vàng cảm tạ Câu Ngọc Thu, hỏi, điện chủ, vậy ta tính toán báo danh thành công không? Thành, ngày kia cùng những người khác, cùng một chỗ đến Trầm Uyên chiến trường, các loại, Phồn Tinh chiến trường, mở ra. Đây là, báo danh lệnh bài, chiến trường mở ra, dùng nó đổi lấy, tinh nguyên kết giới, vào sân, đừng ném. Câu Ngọc Thu ném tới một cái lệnh bài. Phía trên có, đầy sao, hai chữ chạm nổi. Tạ điện chủ. Không cần cảm ơn, càng không dùng kích động, đây là thiên nguyên đệ tử tranh phong, các ngươi cũng là đi được thêm kiến thức, khiến người ta đánh mà thôi, không đáng cao hứng. Câu Ngọc Thu nói. Được rồi, đệ tử trước chuồn mất vì kính. Lý Thiên Mệnh vừa đi. Câu Ngọc Thu thổi phù một tiếng, cười ra tiếng tới. Mẹ nó, tiểu tử thúi này, liền Phương Thanh Ly lão bất tử này đều mắng. Còn để cho nàng cháu trai ăn. Sữa, vui chết ta rồi. Có điều, ta thích. Lý Thiên Mệnh rất nhiều hành động, kỳ thật các trưởng bối đều có thể trông thấy. Đương nhiên, hắn trong lòng mình nắm chắc. Hô, Lý Thiên Mệnh về tới Phương Tinh ảnh trước mắt. Nhìn, đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh tới lui trong tay, báo danh lệnh bài. Ngươi thành công. Đúng. Có hậu trường thật tốt, ngươi sẽ không phải là Nhân Nguyên Tông chủ con riêng a. Phương Tinh ảnh nói. Không thể nói, ngươi chậm rãi đoán. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, ngươi đi không? Đương nhiên đi, đây là một lần quý giá bị đánh kinh nghiệm. Phương Tinh ảnh nói. Thôi đừng chém gió, ngươi bị đánh còn thiếu đây. Lý Thiên Mệnh bĩu môi nói. Ngươi, Phương Tinh ảnh khẽ cắn môi, bởi vì Lý Thiên Mệnh nói trúng nỗi đau của hắn. Đến, cùng ta giới thiệu một chút, cái này, Phồn Tinh chi chiến, muốn làm sao chơi? Cái gì chơi như thế nào? Đi vào bị đánh, sau đó xám xịt đi ra, thưởng thức thiên nguyên đệ tử ngược chơi địa nguyên đệ tử, thì xong việc. Phương Tinh ảnh trợn mắt một cái, sau đó ý vị thâm trường, nói. Chúng ta đi vào, là bị chơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên nguyên đệ tử, phách lối như vậy, Lý Thiên Mệnh sờ lên cái mũi hỏi. Thái cổ thần tông mấy chục vạn người, chỉ có 500 cái thiên nguyên đệ tử. Mọi người số tuổi đều không khác mấy, mà thiên phú của bọn hắn tài hoa, lại có thể đứng ở thái cổ thần vực đỉnh phong, sớm muộn trở thành ức trên vạn người chúa tể, có người phách lối, có người trầm ổn, bình thường đi. Phương Tinh ảnh có chút hâm mộ nói. Có bao nhiêu thiên nguyên đệ tử, tham dự, Phồn Tinh chi chiến. Vượt qua 30 tuổi liền phải rời đi thần tông, quyết định tiền đồ. Thiên nguyên đệ tử đại bộ phận đều là 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. 20 tuổi trở xuống. Ước chừng hơn 100 người đi. Bọn họ trên cơ bản, muốn chiếm cứ, Phồn Tinh chi chiến, trước 100. Phương Tinh ảnh nói. Phồn Tinh chiến trường, là tại Trầm Uyên chiến trường thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Truyền thuyết Trầm Uyên chiến trường là Viêm Hoàng đại lục phản diện, liền chín đại thần vực bên này, đều có thể xuyên qua động không đáy, đến Trầm Uyên chiến trường, càng nói rõ đây là một sự thật. Đúng, thần tông tại Trầm Uyên chiến trường, lấy, Phồn Tinh kết giới. Hạn định một cái phạm vi phong bế, cũng là Phồn Tinh chiến trường. Phương Tinh ảnh nói, Trầm Uyên chiến trường có hung thú a? Có, hung thú khảo nghiệm, cũng là Phồn Tinh chi chiến một bộ phận, nếu là bị hung thú đánh bại, cũng sẽ đào thải ra khỏi cục. Như vậy,
như thế nào quyết định bài danh? Lý Thiên Mệnh đã hỏi tới trọng điểm. Tiến chiến trường trước, Trạm Tinh Điện tiền bối sẽ đem một cái tinh nguyên kết giới cắm vào đệ tử thể nội, một khi đệ tử nguy hiểm cho sinh mệnh công kích, tinh nguyên kết giới liền sẽ bị xúc động, chuyển hóa làm thủ hộ trạng thái, đem đệ tử bảo vệ. Nếu như vậy, cái kia đệ tử tương đương bị đánh bại, đào thải ra khỏi cục. Mà đánh bại hắn người, thu hoạch được một cái điểm số. Đánh bại đếm càng cao, bài danh càng cao. Phồn Tinh chi chiến tiếp tục một tháng, đến kết thúc ngày, trên bảng xếp hạng điểm số cao nhất hai người, mặc kệ là thân phận gì, đều có thể đạt được Phồn Tinh chỉ danh ngạch. Phương Tinh Ảnh toát ra thần sắc khát khao. Quy tắc chỉ đơn giản như vậy, Lý Thiên Mệnh nói, thứ này cũng ngang với Minh Hội chiến là đoàn đội chiến, mà cái này Phồn Tinh chi chiến là thuần túy cá nhân tranh phong. Nói đến đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản. Trong một tháng, suy tính các loại nhân tố, mà lại một khi chính mình tinh nguyên kết giới bị đánh tan, mặc kệ chính mình đánh bại bao nhiêu người, đều sẽ trực tiếp đào thải. Coi như một mực vững vàng xếp hàng thứ nhất, cũng có thể trong nháy mắt bị loại. Thậm chí, cường giả khả năng bị một đám người vây công, quy tắc liệt minh, mặc kệ người bị bao nhiêu người vây công, chỉ nhìn người nào đối người phát động nhất kích chí mệnh. Liền xem như cảnh giới thấp địa nguyên đệ tử, đều có thể trong nháy mắt đạt được cường giả toàn bộ điểm số. Phương Tinh Ảnh nói. Ý của ngươi là, nói thí dụ như, ngươi đánh bại 10 người, nắm giữ 10 phần, ta đánh bại ngươi, có thể trực tiếp đạt được ngươi 10 phần. Lý Thiên Mệnh nói, đúng, cái này liền kích thích, ý tứ chính là, đánh bại cường giả, điểm số càng cao. Nhất là hậu kỳ, chỉ cần lưu lại người, trên thân cơ bản đều có không ít điểm số. Lý Thiên Mệnh nói, thực lực thấp địa nguyên đệ tử, chờ đợi chính là, vận may như thế này bạo dạp cơ hội. Chỉ tiếc, loại cơ hội này rất ít. Bởi vì bất kể là ai, có thể leo lên đệ nhất đệ nhị, tu vi khẳng định không kém. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi nói đúng, tại loại này quy tắc bên trong, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể xếp tên trèo lên đỉnh. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này cùng Minh Hội chiến khác biệt, Minh Hội chiến có thể cầu thả, có thể cái này Phồn Tinh chiến trường lên, nhất định phải xuất kích, một lần cũng không thể thất bại. Còn có kích thích hơn đây này. Phương Tinh Ảnh cười nói. Nói một chút. Phồn Tinh chi chiến sau cùng 3 ngày, chỉ cần chung quanh 10.000 mét bên trong xuất hiện những người khác, thể nội tinh nguyên kết giới sẽ tự động lập lòe, chỉ dẫn ngươi vị trí của địch nhân, đồng thời, đối phương cũng sẽ biết vị trí của ngươi. Sau cùng 3 ngày, là một trận đại hỗn chiến, bài danh sẽ kịch liệt biến hóa, sẽ có rất nhiều người đào thải ra khỏi cục. Phương Tinh Ảnh nói, thực sẽ chơi a, Lý Thiên Mệnh cảm khái, ý tứ chính là, coi như ngươi bài danh cao, đằng sau muốn cầu thả đều không được. Một đầu cuối cùng quy tắc, kích thích nhất, Phương Tinh Ảnh nói. Còn có, tông môn quy định, Phồn Tinh chi chiến ngày cuối cùng, bài danh thứ nhất, thứ hai đệ tử, trên người tinh nguyên kết giới, sẽ có cường quang bạo phát, để bên trong chiến trường tất cả mọi người có thể nhìn đến vị trí của bọn hắn. Một khi bị đánh bại, hết thảy nước chảy về biển đông. Mới đệ nhất đệ nhị, tinh nguyên kết giới cũng sẽ có đồng dạng biến hóa. Dù sao chỉ cần lên đứng đầu bảng, bất kể là ai. Đều muốn bị toàn bộ chiến trường đệ tử truy sát, một mực tiếp tục đến Phồn Tinh chi chiến kết thúc. Cái này thứ nhất, thứ hai, cũng quá khó khăn a. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Cho nên nói, chỉ có mạnh nhất, nhất biết xem xét thời thế, thông minh nhất, chuẩn nhất nắm chặt thời cơ người, mới có thể trở thành đỉnh phong. Quy tắc chính là vì dạng này người mà chuẩn bị, dù là thực lực yếu một chút, nếu là phương diện khác xuất sắc, kỳ thật cũng có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất. Đương nhiên. Nếu như thực lực phương diện, siêu việt tất cả mọi người, đạp vào đỉnh phong cũng không gì đáng trách. Phương Tinh Ảnh nói, Lý Thiên Mệnh đối cái này Phồn Tinh chi chiến, tâm lý có chừng đếm. Đi Trầm Uyên chiến trường một tháng, sẽ chậm trễ Trạm Tinh cổ lộ tu hành, có thể sẽ ảnh hưởng tu vi của ta tiến triển. Có điều, không có cách, vì luyện thể chiến quyết, vì tiểu tứ, đụng một cái đi. Rất hiển nhiên, Thần Tông, Trạm Tinh cổ lộ có rất lớn tạo hóa. Mà Trầm Uyên chiến trường thiên địa linh khí quy mô, không có cách nào cùng Thái Cực Phong Hồ so sánh, tham dự cái này Phồn Tinh chi chiến, tu vi tiến triển sau đó hàng. Nhưng, Thái Cổ Hỗn Độn cự thú sinh ra, càng trọng yếu hơn. Hậu Thiên liền muốn khai chiến, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị đi gặp Linh Nhi một lần, dù sao, đoán chừng lại được tách ra một tháng. Ở trước đó, hắn trở về thiên hạ đệ nhất các một chuyến. Tiêu Tiêu, ta muốn đi tham gia Phồn Tinh chi chiến. Đoán chừng một tháng sẽ không trở về, Lý Thiên Mệnh nói.
Lâm Tiêu Tiêu nghĩ thầm, vừa vặn ta có thể bế quan, đến lúc đó, cho hắn một kinh hỉ. Địa nguyên các đều có một cái địa nguyên kết giới, tầng thứ không cao, nhưng là bị công kích, sẽ dẫn phát rất đại động tính, thụ người chú ý. Ta dẫn người đi kết giới hạch vị trí, người tại cái kia phụ cần tu luyện, lúc ta không có ở đây, người đem địa nguyên kết giới căng ra. Lý Thiên Mệnh nói, được, cái được thật tốt quét dọn, chứ có biếng nhác. Biết rồi. Thiên Viên Hồ, Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh, như thường lệ, đến Ngộ Kiếm, Khương Phi Linh thì tại hắn đối diện. Bên cạnh nàng, Hiên Viên Đạo cùng Phương Thanh Ly, thủ hộ hai bên, khoảng cách Khương Phi Linh không đến 3 mét. Tôn thần, ta ngày mai đi tham gia phồn tinh chi chiến, khả năng có một tháng thời gian, không thể tới Ngộ Kiếm. Rời đi thời điểm, Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Khương Phi Linh đưa lưng về phía Hiên Viên Đạo bọn họ, hướng về Lý Thiên Mệnh bẻ quyết miệng. Phồn tinh chi chiến, nửa đường có thể ra đi, ngươi liền quy tắc đều không rõ ràng. Phương Thanh Ly bỗng nhiên nói. Có thể đi ra, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, ta vừa tới Địa Nguyên Tông, hiểu rõ còn không nhiều. Trận này trò chơi tiếp tục một tháng, đếm ngược 3 ngày trước đó, chỉ cần ngươi chung quanh 3.000 mét bên trong không người, liền có thể xúc động tinh nguyên kết giới, để chạm tinh điện người mang ngươi đi ra, nhưng mỗi ngày chỉ có thể cách mở một lần, mà lại không được rời đi chiến trường 4 canh giờ. Phương Thanh Ly nói, vì sao an bài như vậy? Lý Thiên Mệnh có chút mừng rỡ. Cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt, chẳng những có thể lấy gặp Khương Phi Linh, còn sẽ không chậm trễ tu luyện tiết tấu. Thiên Nguyên đệ tử mỗi ngày tiến triển đều rất lớn, cần tại trạm tinh cổ lộ khổ tu, không thể bởi vì tham chiến mà chậm trễ tu hành. Phương Thanh Ly nói, Lý Thiên Mệnh minh bạch. Nguyên lai là chuyên môn vì Thiên Nguyên đệ tử, thiết định quy tắc, lại tạo phúc tất cả người tham chiến. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh có thể một bên tham chiến, mỗi ngày còn có thể đi ra. Đi trạm tinh cổ lộ tu hành. Về phần tại sao muốn, 3.000 mét bên trong không người, khẳng định là không cho đệ tử dùng biện pháp này đào mệnh. Ngăn chặn có người tao ngộ địch thủ, chọn rời đi chiến trường tránh né. Nếu như 3.000 mét bên trong có người, trạm tinh điện tiền bối liền sẽ không phản ứng. Biện pháp này cũng có thể dùng để xác định chung quanh là không an toàn, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Đếm ngược 3 ngày đại hỗn chiến, tự nhiên không được lại đi ra. Có điều, đại đa số người vì gia tăng điểm số, giành giật từng giây, chưa chắc sẽ đi ra. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn ngược lại không vội, bởi vì hắn biết, thực lực mới là căn bản. Quy tắc này, để Khương Phi Linh tâm lý vui mừng không ít. Vậy ta tiếp tục đến Lục Đạo Kiếm Cung Ngộ Kiếm. Lý Thiên Mệnh nói. Người có Lục Đạo Kiếm Thần tạo hóa, không cho phép lười biếng. Khương Phi Linh nói. Ý tứ chính là, người muốn thường đến xem ta. Dù là chỉ có thể mặt đối mặt dương mắt nhìn, kỳ thật cũng là Khương Phi Linh, tại cái này tu luyện khô khan bên trong, duy nhất mong đợi. Đúng, tôn thần, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn muốn đi, nhưng là, hắn muốn mạo hiểm một lần. Tôn thần, người ban cho ta bảo vật, ta gần nhất hơi nghi hoặc một chút chỗ, tôn thần có thể hay không làm đệ tử giải hoặc. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Lấy ra đi, Khương Phi Linh thân thủ. Vâng, Lý Thiên Mệnh đem Thái Nhất Tháp đem ra. Đặt ở Khương Phi Linh trên tay, hắn rất lần rất tới gần, nhưng hắn biết, Hiên Viên Đạo cùng Phương Thanh Ly đều đang ngó chừng hắn, một khi hắn có tâm làm loạn, tuyệt đối trong nháy mắt tử vong. Có gì nghi hoặc, Khương Phi Linh cầm lấy Thái Nhất Tháp, mò đến phía dưới có một tờ giấy, làm đến nàng rất khẩn trương. Đáy tháp có tam điều kiếp văn, phá lệ phức tạp, hoàn toàn không cách nào lý giải. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi mới cổ thánh cảnh, không cần phải gấp, chờ ngươi đến sinh tử kiếp cảnh. Sẽ chậm chậm tìm tòi. Khương Phi Linh đem Thái Nhất Tháp trả lại cho hắn. Bọn họ coi như ăn ý. Tờ giấy tới tay. Đây thật ra là cái mạo hiểm hành động. Nhưng là, người trẻ tuổi, có lúc thật chịu không được loại này, rõ ràng yêu nhau, lại không cách nào đến gần cảm giác. Tôn thần, đệ tử cáo lui. Lý Thiên Mệnh rút đi. Khương Phi Linh tiếp tục ngộ kiếm, nửa ngày về sau, nàng trở về Nhiên Linh Cung. Ta gần nhất có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi, các ngươi tại bên ngoài tẩm cung chờ. Nàng nói, đúng, tẩm cung của nàng, gia trì rất nhiều thiên văn kết giới, tầng tầng bảo hộ, Hiên Viên Đạo cùng Phương Thanh Ly đứng ở bên ngoài thủ hộ, không đến mức quá xâm phạm Khương Phi Linh tư ẩn. Liền xem như tôn thần, bị dạng này theo, luôn có không thoải mái thời điểm. Trong tẩm cung, Khương Phi Linh mở ra tờ giấy. Chỉ thấy phía trên viết,
Nếu có người hỏi, tưởng niệm linh nhì 4 ngày, ta sẽ trả lời, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Nếu có người hỏi, tưởng niệm linh nhì 3 ngày, ta sẽ trả lời, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Nếu có người hỏi, tưởng niệm linh nhì 2 ngày, ta sẽ trả lời, ban ngày, trời tối. Nếu có người hỏi, tưởng niệm linh nhì 1 ngày, ta sẽ trả lời, mỗi ngày. Ô ô, nàng che miệng, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Hôm sau, Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên tới, 9 đại thần vực Trầm Uyên chiến trường. Hắn cảm giác, bên này Trầm Uyên chiến trường, rất không bình thường. Đầu tiên là bầu trời, cái kia thiên không lên, không lại chỉ có lôi đình linh tai, mà chính là phong bạo, hỏa diễm, luồng khí lạnh, lôi đình chờ một chút đều có mạnh có yếu, yếu chỉ có phổ thông kiếp văn, mạnh lại có hơn 10 đầu thánh thiên văn. Những thứ này linh tai, tuy nhiên không có cách nào cùng thiên nguyên đỉnh so sánh, nhưng số lượng to lớn, toàn bộ thế giới đều là, không chỉ là trên trời, mặt đất khắp nơi đều đang phun trào linh tai, thậm chí có đủ lấy chí mệnh. Thiên nguyên đỉnh linh tai, chủ yếu cũng là theo Trầm Uyên chiến trường thu thập mà đến, Trầm Uyên chiến trường còn có rất nhiều linh quặc, thậm chí là kiếp văn linh quặc, là đoán tạo binh khí chủ yếu tài liệu. Còn linh túy, đại đa số thì sinh trưởng tại Viêm Hoàng Đại Lục. Linh tai, linh túy cùng linh quặc đều là trọng yếu tài nguyên tu luyện, quan hệ đến một cái thần vực, một cái siêu cấp tông môn tu luyện giả trưởng thành. Thần vực cùng thần vực ở giữa, bởi vì những tư nguyên này mỏ quặng mà đưa tới chiến tranh cùng mâu thuẫn, từ xưa đến nay vô số kể. Toàn bộ thái cổ thần vực Trầm Uyên chiến trường phạm vi bên trong, đoán chừng tốt nhất linh tai, chỉ cần là xuất thế, trên cơ bản đều được thu vào thiên nguyên đỉnh. Trước mắt cái này vô tận linh tai tuy nhiên hùng vĩ, bất quá, đối Lý Thiên Mệnh không có tác dụng gì. Về sau muốn về thập phương đạo cung, cho bọn hắn mang một ít trở về. Những thứ này nắm giữ thánh thiên văn linh tai, đều cùng không cần tiền giống như. Nhớ đến Miêu Miêu đản sinh thời điểm, hấp thu lôi đình, nhiều lắm là chỉ là màu đỏ thiên văn. Có thể thấy được Lý Thiên Mệnh so linh nguyên cảnh thời điểm, tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh chú ý lực, đặt ở mặt khác một vật lên. Cái kia chính là phồn tinh kết giới. Phồn tinh kết giới, tựa như là một người tạo tinh không, chỉ cần tiến phồn tinh chiến trường, trên đỉnh đầu liền sẽ là cái này óng ánh khắp nơi tinh không. Đứng ở bên ngoài nhìn, cái này giống như là một cái bán cầu hình tinh quang hình cầu, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận. Nghe nói, phồn tinh kết giới phạm vi bao phủ, là thái cực phong hồ gấp 20 lần. Mà lại, lần này là chân thực chiến trường, mà không phải huyễn cảnh. Nhân Nguyên Tông mấy chục vạn người đối chiến, huyễn cảnh chiến trường chỉ có thái cực phong hồ gấp 10 lần. Điều này nói rõ, hai người bọn họ vạn người tham chiến, ở bên trong có rất lớn hoạt động không gian, ngoại trừ sau cùng 3 ngày đại quyết chiến, thời gian còn lại, đều phải truy tung, đi săn, thậm chí có thể dựa vào linh tai, hung thú chờ một chút thiên nhiên hung hiểm, đến chế tạo bẫy dập, làm cho người mắc câu. Nếu là có thể sử dụng hung thú, đem người đánh tan, cuối cùng chính mình đi lên bổ đao. Đồng dạng tính toán đánh bại, dạng này, người yếu cũng có thể đánh bại cường giả. Cái này phồn tinh chi chiến biến số, quả thực quá nhiều. Lý Thiên Mệnh đứng tại 20.000 người trong góc. Phương Tinh Ảnh ngay tại bên cạnh hắn. Bọn họ hai bên đều là người, mà lại đều là thiếu nam thiếu nữ, số tuổi không cao hơn 20, có người non nớt, cũng có người tính cách thành thục. Tại phồn tinh kết giới trước đó, có một đám trưởng bối cường giả, ước chừng có hơn 200 người. Bọn họ thuộc về Trạm Tinh Điện. Trạm Tinh Điện chủ quản, Trạm Tinh Cổ Lộ, lần này phồn tinh chi chiến, cũng từ bọn họ đến xử lý. Nghe nói trên tay bọn họ, đều có một loại kiếp khí, gọi là, điếu tinh can, có thể kéo dài rất xa, đem bị đào thải đệ tử mang ra phồn tinh kết giới, cũng làm cho đệ tử tạm thời rời đi. Trạm Tinh Điện điện chủ, Dịch Tinh Ẩn, vậy mà tự mình đến. Phương Tinh Ảnh ngạc nhiên nói. Theo ánh mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh thấy được Trạm Tinh Điện trong đám người, có một người mặc tinh bào, tướng mạo 10 phần tuấn giật trung niên nam tử. Da thịt của hắn rất trắng, mục đích như sao, khí chất phi thường tốt, hắn sau lưng phồn tinh kết giới, tựa hồ cùng hắn hòa thành một thể, để hắn trưởng khống. Trạm Tinh Điện chủ là Thái Cổ Thần Tông tối đỉnh cấp kiếp văn sư. Toàn bộ Thái Cổ Thần Vực, chỉ có 2 vị tam nguyên kiếp văn sư, hắn là trong đó một vị. Phương Tinh Ảnh nói, kiếp văn sư. So thần văn sư cường sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi thật là không kiến thức. Đừng nói nhảm. Cửu tinh thần văn sư trở lên, là kiếp văn sư hết thảy tam nguyên,
Tam Nguyên Kiếp Văn Sư, chính là Viêm Hoàng Đại Lục đứng đầu nhất Kiếp Văn Sư. Bọn họ có thể bố trí Kiếp Văn kết giới, đó là siêu việt cửu tinh kết giới, có thể sử dụng Kiếp Văn lực lượng. Phương Tinh Ảnh sùng bái nói. Lý Thiên Mệnh nhìn không được, nhìn nhiều cái này Trạm Tinh Điện chủ liếc một chút. Thái Cổ Thần Tông có 9 đại thần điện, thị thần điện cùng Trạm Tinh Điện, đều là hắn một. 9 đại điện chủ địa vị, gần với 3 vị tông chủ, so độ kiếp phong, Tam Nguyên Kiếp Lão cũng cao hơn. Phương Tinh Ảnh tiếp tục nói. Nguyên Minh Điện là hắn một sao. Đúng vậy a, Nguyên Minh Điện trưởng quản địa Nguyên Tông cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử thu nhận sử dụng, biên chế. Bài danh 9 đại thần điện cuối cùng, ngươi không là gặp qua Câu Ngọc Thu điện chủ sao? Điều này cũng không biết. Phương Tinh Ảnh khinh bỉ nói. Thị thần điện xếp hàng thứ mấy? Đệ nhất. Trách không được Phương Thanh Ly như vậy chảnh. Toàn bộ Thái Cổ Thần Tông cao tầng hệ thống, Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm có mạch lạc. 3 đại tông chủ, 9 đại thần điện chi chủ, còn có độ kiếp phong kiếp lão, bên ngoài lại có Thái Cổ Thần Quân, Thái Cổ Thần Quân nghe nói có 9 đại thần soái. Lúc này, Trạm Tinh Điện chủ, Dịch Tinh Ẩn, nghe tại cho đệ tử gia trì tinh nguyên kết giới. Nghe tên họ này liền biết, hắn cùng Âu Dương Kiếm Vương một dạng, không phải thần tông tam đại thị tộc người. Chỉ thấy cái kia Dịch Tinh Ẩn, đem nguyên một đám tinh quang thiểm diệu cỡ nhỏ thiên văn kết giới, dung hội tiến đệ tử thể nội, xong việc về sau, đệ tử kia thì bước vào phồn tinh kết giới bên trong. Một khi trọng thương, tinh nguyên kết giới liền sẽ chuyển hóa làm, thủ hộ trạng thái, tự động hộ chủ, rốt cuộc không đánh nổi. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không phải, cổ thánh cảnh không đánh tan được, thủ hộ trạng thái, tinh nguyên kết giới, nhưng là sinh tử kiếp cảnh thiên nguyên đệ tử, có thể phá giới đánh giết. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Ý tứ chính là, thiên nguyên đệ tử có thể giết người a? Có thể, chỉ cần động tác so Trạm Tinh Điện trưởng bối nhanh. Vì sao muốn dạng này? Phân chia ra đẳng cấp cùng đặc quyền, kích phát địa nguyên đệ tử thành tựu sinh tử kiếp cảnh, trở thành thiên nguyên đệ tử dã tâm. Tàn khốc sao, Phương Tinh Ảnh nói. Người thắng làm vua, cường giả chấp trưởng sinh tử, không gọi tàn khốc, gọi hiện thực. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. 20.000 người xếp hàng chờ đợi. Thiên nguyên đệ tử tới. Không biết người nào hô một tiếng, đám người tao động. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, có hơn 100 thiếu niên thiếu nữ, tại Thiên Nguyên Tông chủ, Phương Thái Thanh, chỉ huy dưới, chạy như bay tới. Có Phương Thái Thanh chỉ huy, bọn họ khí thế càng mãnh liệt, chỗ đến, địa nguyên đệ tử toàn bộ nhường đường, để bọn hắn trực tiếp cắm đến đội ngũ phía trước nhất đi. Tinh Ẩn, những hài tử này, thì giao cho ngươi. Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh nói. Hắn trưởng quản Thiên Nguyên Tông, tuy nhiên ít người, nhưng là tông môn hạch tâm, siêu cấp cường giả cái nôi. Tông chủ yên tâm, Dịch Tinh Ẩn trả lời, thanh âm của hắn rất có tự tính, đối tiểu cô nương sức hấp dẫn cực mạnh. Được, Phương Thái Thanh quay đầu, đối một đám thiên nguyên đệ tử nói, biểu hiện tốt một chút, chớ có cho Thiên Nguyên Tông mất mặt. Vâng, tông chủ, chúng người lòng tin 10 phần nói. Phương Thái Thanh nhìn thoáng qua trong đám người màu phát thiếu niên, ánh mắt nghiêm khắc, thiếu niên kia vội vàng cúi đầu xuống. Sau khi nói xong, Phương Thái Thanh liền lách mình rời đi. Thiên nguyên đệ tử chen ngang đến phía trước, Dịch Tinh Ẩn không nói gì, dù sao cái này trình tự không ảnh hưởng cái gì, hắn liền trước cho thiên nguyên đệ tử ra chỉ tinh nguyên kết giới. Lý Thiên Mệnh thấy được Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng thân mang váy trắng, hất lên màu lam nhạt áo choàng, ra chỉ tinh nguyên kết giới về sau, nàng không nói hai lời bước vào phồn tinh kết giới. Hiên Viên Mộc Tuyết là Thiên Nguyên Tông, nhỏ tuổi nhất đệ tử một trong. So tinh khuyết đại mấy tháng mà thôi, nàng tại Hiên Viên thị địa vị rất cao, là tương lai lấy trọng bồi dưỡng đối tượng. Cùng Hiên Viên Vũ Hành không sai biệt lắm, Phương Tinh Ảnh hâm mộ nhìn lấy, những thứ này thiên nguyên đệ tử. Hiên Viên Vũ Hành quá tuổi sao, làm sao không đến, Lý Thiên Mệnh trong đám người tìm tòi một chút, không có phát hiện tung ảnh của hắn. Hắn đi qua phồn tinh trì, đã tu thành, Trạm Tinh Cổ Thần Thể. Phương Tinh Ảnh nói, Trạm Tinh Cổ Thần Thể. Chỉ là một loại tu luyện chi pháp, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, vẫn là phải xem dung hợp tinh nguyên số lượng. Phồn tinh chi chiến, không phải 10 năm tổ chức một lần. Hắn 10 tuổi liền có thể thắng, Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Dĩ nhiên không phải, hắn là bởi vì tại, tà ma thí luyện, bên trong biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được tiến, phồn tinh trì, đặc cách tư cách. Phương Tinh Ảnh nói, tà ma thí luyện, cùng thái cổ tà ma chi nhãn có quan hệ. Đúng thế. Cụ thể như thế nào? Không biết a,
dù sao chỉ có Thái Cổ Hiên Viên Thị Tam Nhãn Chân Long Mạch mới có thể tham gia, cùng bọn hắn con mắt thứ ba có quan hệ, địa điểm ngay tại Thiên Nguyên Thần Sơn, trong lòng núi. Phương Tinh Ảnh nói, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Có rảnh ra ngoài, thật tốt tìm hiểu một chút cái này, tà ma thí luyện, sự tình, cái này nói không chừng, là ta lấy đến Thái Cổ tà ma chi nhãn cơ hội. Tam Nhãn Chân Long Mạch, đều có con mắt thứ ba. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh cũng có a. Tất cả Thái Thanh Phương thị con cháu, toàn bộ đến ta bên này. Đúng vào lúc này, Phương Tinh Khuyết hô một tiếng. Siêu siêu siêu. Địa Nguyên Tông bên trong, chỉ ít có hơn 400 người đi ra, tăng thêm Thiên Nguyên Tông bên kia có 10 cái, hết thảy tiếp cận có 500 người. Thái Thanh Phương thị đệ tử, tại bọn họ số tuổi này, sống đến mức kém nhất cũng là Phương Hồng Hiên cùng Phương Bích Hàm, trước mắt cái này 500 người, đều so với bọn hắn muốn ưu tú. Đều nghe cho kỹ. Người nào động chúng ta người, ta đều sẽ ghi lấy. Sau khi đi ra, từ từ trả. Phương Tinh Khuyết cất cao giọng nói. Hắn liếc nhìn toàn trường, không người đáp lại. Đây cũng quá khoa trương a. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Thái Ất Kiếm tộc nhân đếm không coi là nhiều, duy nhất cùng bọn hắn không sai biệt lắm Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng Hiên Viên Thị trưởng bối tương đối nghiêm khắc, nội tình so sánh hùng hồn. Rất coi trọng tính cách cẩn trọng. Phương Tinh Ảnh nói. Khác biệt thị tộc. Xác thực có khác biệt thị tộc tinh thần. Vừa nói đến đây, trong đám người Phương Tinh Khuyết, hắn ánh mắt bỗng nhiên quét đến Phương Tinh Ảnh. Ngươi, tới, Phương Tinh Khuyết trầm giọng nói. Ai, không may, Phương Tinh Ảnh đã tận lực, giấu ở Lý Thiên Mệnh phía sau, nhưng vẫn là bị phát hiện. Hắn chỉ có thể đi qua, vừa đi lên, thì chịu Phương Tinh Khuyết một bàn tay. Ngươi đánh ta làm cái gì? Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi cùng hắn đứng cùng một chỗ. Đầu óc ngươi lớn lên bao hết, Phương Tinh Khuyết hỏi. Ta vì ngươi, đem hắn dẫn vào Phồn Tinh chiến trường, để ngươi có cơ hội động thủ, ngươi cái này cũng nhìn không ra sao. Phương Tinh Ảnh cắn răng ngân nói. Thật, Phương Tinh Khuyết ánh mắt sáng lên, ta trách oan ngươi, anh họ. Lần này, ngươi làm được coi như không tệ. Ừm, Phương Tinh Ảnh bụng mặt. Hắn không có lại về Lý Thiên Mệnh bên này, mà chính là cùng Thái Thanh Phương thị 500 con cháu. Cùng một chỗ tiến vào Phồn Tinh kết giới. Phương Tinh Khuyết tại tiến Phồn Tinh kết giới trước đó, cùng Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái, lãnh đạm cười một tiếng. Thật ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý cái này con ông cháu cha. Cái này Phồn Tinh kết giới bên trong, đều không người có thể đuổi kịp Miêu Miêu, hắn chả muốn động chính mình đâu. Nửa canh giờ về sau, Lý Thiên Mệnh đứng ở Dịch Tinh Ẩn trước mắt. Há, là ngươi. Dịch Tinh Ẩn nhỏ nhỏ cười nhẹ một tiếng. Điện chủ nhận biết ta, Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi thế nhưng là đại danh nhân, ta nghe Âu Dương cùng Câu Thái bà đều nói qua ngươi. Dịch Tinh Ẩn nói. Hiển nhiên, hắn nói là Âu Dương Kiếm Vương cùng Nguyên Minh Điện chủ Câu Ngọc Thu. Báo danh lệnh bài, hắn thân thủ. Lý Thiên Mệnh đem báo danh lệnh bài trình lên. Dịch Tinh Ẩn trên tay cầm lấy một cái tinh nguyên kết giới, ấn vào Lý Thiên Mệnh trong thân thể. Cái kia là một sức mạnh kỳ dị, dung hội tại da thịt tầng ngoài, để da của hắn, cho thấy nhàn nhạt tinh quang. Đi vào đi, Dịch Tinh Ẩn nói. Đúng, điện chủ. Đằng sau có người muốn kiểm tra tu di giới chỉ, nhưng Dịch Tinh Ẩn khoát khoát tay, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu, bước vào Phồn Tinh kết giới bên trong. Tại sao ta cảm giác, những thứ này, không phải tam đại thị tộc, tiền bối, đối với ta cũng không tệ lắm. Mặc kệ là Âu Dương Kiếm Vương, Câu Ngọc Thu, còn có cái này Dịch Tinh Ẩn, tựa hồ cũng đối với mình rất tốt. Đây chính là một cái tam nguyên kiếp lão cùng hai cái thần điện chi chủ. Âu Dương Kiếm Vương, vẫn là thiên nguyên đỉnh thủ hộ giả. Hắn không có nghĩ quá nhiều, xuyên qua Phồn Tinh kết giới, một trận bão táp bao phủ, hắn bị cuốn tới bầu trời đi, các loại rơi xuống thời điểm, hắn thì chỗ tại chiến trường chỗ sâu. Ngẩng đầu nhìn lên, tinh hà dày đặc. Dưới chân đều là u ám bùn đất cùng đất cát, liền nước chảy đều là màu đen, phóng tầm mắt nhìn tới đồi núi tiềm hình, khắp nơi đều là cao sơn khe sâu, chiến trường này cũng không phải là đất bằng, mà chính là răng khắp nơi hoang dã, cao điểm, biển sâu, thâm uyên, sơn cốc, khắp nơi có thể thấy được, còn có rất nhiều màu đen cổ thụ che trời, như là ác ma chi chảo, theo mặt đất dọc theo người ra ngoài. Giống, vô số hung thú gào rú, tại bên tai vang lên tới. Nghe nói Phồn Tinh kết giới bao phủ mảnh đất này, nguyên bản gọi là, vạn thú hung uyên, thánh ma thú có tiếp cận 100.000 đầu,
rất nhiều đều là cổ thánh ma thú, thậm chí có sinh tử ma thú tồn tại. Thành niên sinh tử ma thú, có thể so với sinh tử kiếp cảnh cường giả. Thú loại, phi cầm loại, loài cá, côn trùng loại, đặc thù loại, đủ loại hung thú, tiềm tàng, ẩn núp, sớm liền chuẩn bị một trận thịnh yến, muốn tặng cho Thái Cổ Thần Tông đệ tử. Có thể là bởi vì phồn tinh kết giới quan hệ, bọn họ biến đến nhất là táo bạo. Bắt đầu đi săn đi. Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa, đều theo cổng sinh không gian bên trong đi ra. Lam Hoàng rất khổ bức, bởi vì đây là không thể quá kiêu căng chiến trường, nó muốn là đi ra rêu rao, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ là sống cái cào. Có Miêu Miêu tốc độ, ta cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên thực lực của ta cùng cảnh giới, tại Địa Nguyên Tông tính toán hạ tầng, nhưng là, ưu thế của ta là, ta không muốn giao chiến người, đuổi không kịp ta. Có thể nói, Miêu Miêu lần này tiến hóa, lấy được vô ảnh vạn cực điện hồn, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, cũng là một trận giúp đỡ đúng lúc. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, Lý Thiên Mệnh cuối cùng lấy nó làm tọa kỵ. Một thân thông thiên phần ma vũ Huỳnh Hỏa, trực tiếp nằm tại Miêu Miêu trên thân, hăng hái. Điều khiển, Huỳnh Hỏa ra vẻ nói. Gà đại ca, ngươi nhưng muốn ngồi vững vàng meo. Miêu Miêu như tên trộm cười nói. Cứ việc bay. Siêu. Lôi đình lấp lóe, Miêu Miêu đã biểu bay ra ngoài. Huỳnh Hỏa bức trang lớn, tại gió lôi bên trong lộn xộn. Chờ một chút, ta kiểu tóc. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh con mắt thứ ba, thấy rõ ràng, phía trước thâm uyên sương mù dày đặc chỗ sâu, cất giấu một người. Cái này một con mắt, tuy nhiên không thể như huyễn cảnh trong chiến trường thấy rõ vị trí của đối thủ, nhưng là tối thiểu, làm cho Lý Thiên Mệnh ánh mắt càng kinh người. Đi, khai trai. Phồn tinh chi chiến, đơn giản cũng là đánh người. Lý Thiên Mệnh sớm liền định tốt, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy. Xì xì xì. Lôi đình lấp lóe, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt lao vút đến đây mắt người trước. Hắn nhìn kỹ, cái này lại là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Nàng người mặc thanh sắc váy ngắn, một đôi trắng như tuyết bắp chân nhì lộ ở bên ngoài, còn có một đầu xinh đẹp tóc ngắn. Được rồi. Lý Thiên Mệnh quay đầu liền đi. Tiểu cô nương này quá non nớt, trước ngực vùng đất bằng phẳng, hắn không xuống tay được. Ngươi không phải liền là Lý Thiên Mệnh sao? Bỗng nhiên, tiểu cô nương kia theo trong bóng tối đi ra, ánh mắt âm trầm nhìn lấy hắn. Ngươi cũng nhận biết ta, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình, thật nổi danh. Ta há lại chỉ có từng đó nhận biết ngươi, ta sẽ là ngươi ác mộng. Đối phương cười lạnh một tiếng. 14-15 tuổi, nụ cười như thế âm lãnh, xem ra, nàng cũng không phải là Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng nhuyễn muội tử. Ngươi vị nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta là Phương Tinh Khuyết Đường muội, ta gọi Phương Tinh Tinh. Tiểu cô nương lúc nói chuyện, từng bước một tới gần Lý Thiên Mệnh, nói, ta không sẽ giết ngươi, ta muốn bắt ngươi, đưa cho ta anh họ, đây chính là một cái công lớn. Phương Tinh Khuyết Đường muội, cái kia Phương Tinh Ảnh là ngươi anh ruột sao? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Hắn, tên phế vật kia, làm sao phối đâu? Cha ta là Thái Cổ Thần Quân, chín đại thần soái, một trong Phương Dục Minh. Phương Tinh Tinh cười lạnh. Lý Thiên Mệnh nghe rõ. Thiên Nguyên Tông Chủ, Phương Thái Thanh, huynh đệ không ít, trong đó Phương Tinh Ảnh phụ thân, đoán chừng là huynh đệ bọn họ bên trong, không nhận đãi kiến một cái đi. Chín đại thần soái chính là Thái Cổ Thần Quân, tối cao quyền vị, tại Thái Cổ Thần vực địa vị, tối thiểu cùng Trạm Tinh Điện Chủ một dạng, thậm chí quyền thế lớn hơn. Dù sao, binh quyền nơi tay. Đây hết thảy, đều là Phương Tinh Tinh kiêu ngạo tư bản. Ý của ngươi chính là, ta muốn đi, ngươi còn không cho rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đi không được, ngươi dám nhục nhã ta anh họ, ngươi chỉ có thể chết ở phồn tinh chiến trường. Phương Tinh Tinh nói. Ngươi mới 14-15 tuổi, cứ như vậy hung ác à. Lý Thiên Mệnh mỉm cười cười nói. Ta 13 tuổi, Phương Tinh Tinh tự hào nói. 13 tuổi, cổ thánh cảnh, địa nguyên đệ tử. Gia hỏa này tiếp qua mấy năm, đoán chừng cũng là sinh tử kiếp cảnh, nhất định thiên nguyên đệ tử. Tuyệt đối là thần vực nhóm đầu tiên lần thiên tài. Dù sao cũng là thần soái chi nữ. Ngươi đều 13 tuổi, còn không người giáo dục ngươi, làm người không nên quá phách lối sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Phách lối, giết ngươi, chỉ là một kiện thưa thất chuyện bình thường. Phương Tinh Tinh nói. Được, tuy nhiên khi dễ tiểu cô nương có chút mất mặt. Bất quá, ta vẫn là giáo dục một chút ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Tinh cười khúc khích. Cười xong trong nháy mắt,
nàng quất ra một thanh tam xích thanh phong, không nói hai lời, thì mãnh liệt vô cùng, hướng về Lý Thiên Mệnh ánh mắt đâm tới. Cùng lúc đó, nàng cộng sinh thú đột nhiên xông ra. Đó là một cái thanh sắc phượng hoàng, hình thể không có miêu miêu đế ma hỗn độn lớn, trong mắt hết thảy có 250 cái điểm sao. Nói thật, lấy nàng cổ thánh cảnh đệ thất trọng thực lực, cái này điểm sao tại Địa Nguyên Tông, đã tính toán khá cao, Địa Nguyên Tông liền không có cộng sinh thú điểm sao, vượt qua 300 đệ tử. Cái này cộng sinh thú, tên là Bát Dực Thanh Thần Hoàng. Cái kia 8 cái bao phủ thanh sắc phong bạo, thiêu đốt lên thanh sắc liệt hỏa cánh, triển khai về sau, thanh thế to lớn. Nếu như huỳnh hỏa bọn họ chưa đi đến hóa, đối mặt cái này gấp 3 điểm sao đối thủ, đoán chừng rất khó đối phó. Nhưng là, hiện tại huỳnh hỏa điểm sao, đều tiếp cận nó gấp 2. 418 ngôi sao huỳnh hỏa, tuyệt đối phồn tinh chiến trường đệ nhất. Ta lên, huỳnh hỏa chiến ý mãnh liệt, miêu miêu thì hóa thành đế ma hỗn độn, theo sát phía sau. Cẩn thận một chút, cổ thánh cảnh đệ thất trọng, là cổ thánh cảnh giai đoạn thứ 3. Cộng sinh thú sẽ giác tỉnh, thánh thú mệnh tuyền tăng lớn, làm đến cộng sinh thú thánh nguyên, so ngự thú sư đều cưỡng hiếp ngũ thành. Thần thông uy lực sẽ tăng vọt, Lý Thiên Mệnh nói. Cộng sinh thú thánh nguyên, chủ yếu tác dụng cũng là thi triển thần thông, mệnh tuyền tăng lớn, thần thông tự nhiên mạnh lên. Cổ thánh cảnh có tam đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nắm giữ 500 thọ nguyên. Giai đoạn thứ hai, nắm giữ cổ thánh kim thân. Giai đoạn thứ ba, nắm giữ thánh thú mệnh tuyền. Trong đó, cộng sinh thú tại thứ hai, giai đoạn thứ ba, phân biệt có nhục thân cùng thần thông tăng cường. Ngự thú sư, thì chỉ có tại giai đoạn thứ hai, nắm giữ cổ thánh kim thân, hơn nữa còn đến tu luyện, luyện thể chiến quyết, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cộng sinh thú huyết nhục tăng lên. Tại toàn bộ cổ thánh cảnh, cộng sinh thú chiến lực sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngự thú sư, đạt tới cùng nắm giữ thiên ý cùng chiến quyết ngự thú sư, cơ hồ ngang hàng trình độ. Cổ thánh cảnh tầng thứ 6 đến thất trọng, nhưng thật ra là một cái đường ranh giới. Làm cái kia Bát Dực Thanh Thần Hoàng thi triển thần thông, thanh hỏa đao hà, thời điểm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể cảm giác được, cái này thần thông uy lực, so Hiên Viên Vũ Phong ba đầu cộng sinh thú, đều cưỡng hiếp một cái cấp bậc. Đây chính là dựa vào hùng hậu, thánh thú mệnh tuyền, cho chống đỡ lên uy lực. Ầm ầm, ngọn lửa màu xanh cùng phong bạo, hình thành lưỡi dao tạo thành dòng sông, oanh minh mà đến. Phương Tinh Tinh tay cầm trường kiếm, xen lẫn trong cái kia thanh hỏa đao hà bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất, động tác mãnh liệt. Hèn mọn chi đồ, không biết tự lượng sức mình. Nàng cười lạnh dáng vẻ, không hề giống là 13 tuổi tiểu cô nương. Đúng vào lúc này, đế ma hỗn độn xuất hiện tại hắn trước mắt. Trên người của nó, ngưng tụ vô số màu đen lôi đình, đột nhiên bạo phát. Hồn thiên điện ngục, mãnh liệt lôi đình, tạo thành vòng xoáy một dạng tia chớp. Tại vạn điện cực chống đỡ dưới, cái này hồn thiên điện ngục uy lực tăng lên mấy lần. Loại này tăng lên, thậm chí so thánh thú mệnh tuyền tăng lên, còn muốn to lớn. Miêu miêu điểm sao 397, so cái này Bát Dực Thanh Thần Hoàng, cao hơn quá nhiều. Ầm ầm, hồn thiên điện ngục uy lực oanh tạc mà đi, lấy kinh khủng tư thái, nuốt sống thanh hỏa đao hà, mà thân ảnh của nó lăn lộn ở trong cơn bão táp, cơ hồ là trong nháy mắt, thì đâm vào cái kia Bát Dực Thanh Thần Hoàng trên thân. Nếu như nói miêu miêu hình thể là một cái phổ thông mèo, như vậy cái kia Bát Dực Thanh Thần Hoàng, ở tại trước mắt, cũng là một cái tiểu ma tước. Miêu miêu vạn ma độc nha, tại thiểm điện oanh minh bên trong, cắn một cái tại trên người của nó. Bát Dực Thanh Thần Hoàng kêu thảm. Thân thể của nó trực tiếp bị vạn ma độc nha xuyên thủng, thần thông không ngừng nện ở miêu miêu trên thân, nhưng là, không có đánh phá miêu miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới. Tràng diện kia, quả thực là một trận nghiền ép. Lý Thiên Mệnh đều kinh ngạc. Đậu phộng, một lần tiến hóa, để chúng nó mạnh đến loại trình độ này. Không chỉ là miêu miêu nghiền ép cái này Bát Dực Thanh Thần Hoàng, huỳnh hỏa lúc này thời điểm đã cùng cái kia Phương Tinh Tinh giết ở cùng nhau. Đinh đinh đinh. Phương Tinh Tinh kiếp khí, nắm giữ hai đầu kiếp văn, có thể xưng thần binh. Nhưng là, nàng liên tục ba lần bổ chúng huỳnh hỏa, vậy mà không có xé rách nó lông vũ. Tiểu mỹ nhân, người đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa. Huỳnh hỏa cười nói. Muốn chết, Phương Tinh Tinh giận dữ. Siêu. Huỳnh hỏa toàn thân chấn động, hóa thân không lông gà, mà hắn phần ma chi vũ, hóa thành phần thiên vũ linh, biểu bắn đi. Phương Tinh Tinh liên tục lùi lại, lấy siêu tuyệt kiếm thế ngăn cản, vẫn là bị trúng đích ba lần. Nàng một đôi tiểu bạch chân bị xuyên thủng,
máu me đầm đìa, trên mặt cũng bị phần ma chi vũ phá tới, trong nháy mắt phún huyết. A, à, nàng kêu đau kêu thảm. Đừng sợ, kê ra ta sẽ thương Hương Tiếc Ngọc. Huỳnh Hỏa thu hồi phần ma chi vũ, thi triển luyện ngục hỏa ảnh, một kiếm đánh tới. Mặc dù chỉ là thần tiêu kiếm quyết, có thể hội tụ hơn 5.000 bất diệt kiếm khí, lại thêm phần ma chi vũ thi triển, có thông thiên cương khí tại, cái kia xuyên thấu uy lực, có thể tại chỗ xuyên thủng Phương Tinh Tinh đầu. Phương Tinh Tinh kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Cho đến lúc này, nàng mới thật không thể tin nhìn đến, Huỳnh Hỏa trong mắt, điểm sao dày đặc. 400 trở lên, Phương Tinh Tinh triệt để ngây dại. Ầm, tại Huỳnh Hỏa xuyên thấu phía dưới, nàng tinh nguyên kết giới, trực tiếp xuất hiện, chuyển hóa làm thủ hộ trạng thái, tạo thành một cái ngôi sao lồng ánh sáng, đem bảo vệ. Tinh nguyên kết giới dọc theo đi, quả thực là đem Miêu Miêu trong miệng bát dược thanh thần hoàng, cho lôi kéo tiến vào Phương Tinh Tinh cộng sinh không gian bên trong. Nhưng, nó cũng đã trọng thương sắp chết. Phương Tinh Tinh giống như là cái kẻ ngu một dạng, ngây người tại chỗ, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng biết hắn có 3 cái cộng sinh thú. Nhưng là hiện tại, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào 2 cái cộng sinh thú, thì nghiền ép đánh tan chính mình. Phương Tinh Tinh thế giới quan đều đổ sụp. Nàng cả người run lên, nhất làm cho nàng khó có thể tiếp nhận, vẫn là Lý Thiên Mệnh cái này vượt qua 400 ngôi sao cộng sinh thú Huỳnh Hỏa. Loại này cộng sinh thú, rất có thể toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều không có. Ta, nàng nước mắt đều chảy xuống, một mặt khuất nhục. Thực lực ngươi không được tốt lắm, tính khí vẫn còn lớn. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi chết không yên lành. Phương Tinh Tinh ánh mắt đỏ bừng. Im miệng đi ngươi, muốn không phải cái này tinh nguyên kết giới, đem đầu lưỡi ngươi rút. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi, tâm lý vạn phần khó chịu, chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh tiêu sái rời đi. Lý Thiên Mệnh không biết là. Hắn cộng sinh thú điểm sao, đã tại phồn tinh kết giới bên ngoài, nhấc lên sóng to gió lớn. Phồn tinh chi chiến, là có thể quan chiến. Nhân Nguyên Tông, có nhất nguyên chiến trường. Địa Nguyên Tông, cũng có một cái, nhị nguyên chiến trường. Nhị nguyên trong chiến trường, có một cái tinh chủ kết giới cùng phồn tinh kết giới, cùng mỗi người đệ tử trên người, tinh nguyên kết giới, kỳ thật 3 cái làm một thể, lẫn nhau liên thông. Thông qua tinh chủ kết giới, nhị nguyên trên chiến trường địa nguyên đệ tử, thiên nguyên đệ tử, thậm chí là tông môn trưởng bối, có thể theo nhìn đến phồn tinh chiến trường bên trong đệ tử, thể nội tinh nguyên kết giới thị giác. Tinh chủ kết giới, hết thảy có mấy trăm thị giác. Những thứ này thị giác, kỳ thật cũng là một cái nào đó tinh nguyên kết giới chung quanh hình ảnh, thông qua tinh nguyên kết giới cùng tinh chủ kết giới ở giữa liên hệ, bị lan truyền đến tinh chủ kết giới, cung cấp người quan sát. Nói thí dụ như, tinh chủ kết giới hoán đổi thể hiện ra, Hiên Viên Mộc Tuyết, thị giác, như vậy nhị nguyên trên chiến trường người xem, có thể nhìn đến Hiên Viên Mộc Tuyết hết thảy chung quanh. Tinh chủ kết giới bên trên có mấy trăm thị giác, chạm tinh điện chủ dịch tinh ẩn, trên cơ bản điều động so sánh đặc sắc hình ảnh, hiện ra cho người xem. Người xem có mấy trăm lựa chọn, muốn nhìn người nào thì xem ai. So như bây giờ, mấy trăm thị giác bên trong, thì có một cái, Phương Tinh Tinh, thị giác. Nàng thị giác bên trong, xuất hiện Lý Thiên Mệnh. Hiện tại phồn tinh chi chiến vừa mới bắt đầu, rất nhiều người còn không có chạm mặt, tránh thức triển khai chiến đấu cũng không tính nhiều. Tinh chủ kết giới cùng tinh nguyên kết giới, đều là tam nguyên kiếp văn sư, dịch tinh ẩn tác phẩm. Chạm tinh điện chủ kiếp văn sư năng lực quá mạnh, hình ảnh rõ ràng như thế, quả thực thân lâm kỳ cảnh. Đáng tiếc nghe không được thanh âm, không phải vậy càng thêm hoàn mỹ. Có thể nhìn đến rõ ràng như thế hình ảnh, đã rất tốt. Liền cộng sinh thú điểm sao đều có thể thấy rõ ràng. Hôm nay là phồn tinh chi chiến ngày đầu tiên, rất nhiều người đều lựa chọn đến quan sát. Bao quát còn lại 402 bên thiên nguyên đệ tử. Bọn họ cơ bản quá tuổi, nhưng đều 30 tuổi trở xuống, cũng là Viêm Hoàng đại lục định nghĩa người trẻ tuổi. Tại nhị nguyên chiến trường chỗ cao nhất, ở trên cao nhìn xuống vị trí, nắm giữ tốt nhất thị giác. Nơi này trong một gian mật thất, có 2 nam tử, gác tay mà đứng. Trong đó một vị, người mặc trường bào màu xanh, lưng có màu phát sáng phượng hoàng đồ án, cả người khí chất cao nhã mà tĩnh mịch, như núi chi thanh tùng, thẳng tắp mà đứng, cúi đầu nhìn phía dưới. Hắn chính là Thái Thanh Phương Thị, tộc vương, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh. Ở tại bên cạnh, đứng đấy một vị cao lớn nam tử, hắn người mặc thanh sắc phượng hoàng khải giáp, giữ lấy một luồng tròm râu, một đôi hẹp dài mắt phượng, tướng mạo uy nghiêm bá khí, lại không mất tuấn giật,
xem xét chính là cái này Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, đỉnh cấp cường giả, ước trên vạn người nhân vật. Dục Minh, Phương Thái Thanh mục đích nhìn phía dưới, hô một tiếng. Nhị ca, Phương Dục Minh cung kính đứng tại hắn bên người. Âm Dương Ma Tông cùng Lục Đạo Kiếm Tông, động tĩnh như thế nào? Phương Thái Thanh nói. Ma Tông nóng lòng muốn thử, Kiếm Tông ẩn nhẫn không ra. Hai tông này môn thống hận nhất chúng ta, một cái bị chúng ta chiếm Thái Cực Phong Hồ, một cái bị chúng ta chiếm Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch. Những ngày qua, bọn họ không ít phái người, khắp nơi du thuyết. Phương Dục Minh nói. Chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ một khi thỏa đàm, khoảng cách vây công ngày, liền đã không xa. Phương Thái Thanh nói. Phương Dục Minh nhẹ gật đầu, liền sợ tôn thần trở về, còn không có xưng bá Viêm Hoàng, thế gian liền không có đệ nhất thần vực. Chớ nói nhảm, Phương Thái Thanh nói. Nhị ca, có phải hay không tôn thần chết rồi, liền không sao rồi. Ta để ngươi chớ nói nhảm, Phương Thái Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn chằm chằm. Biết, Phương Dục Minh cúi đầu xuống, có điều, đó là Thái Cổ Hiên Viên thị tôn thần, không phải chúng ta tôn thần. Chúng ta Thái Thanh Phương thị tổ tông, theo ăn nhờ ở đậu, cho tới bây giờ lực áp Hiên Viên, xưng bá thần tông, bỏ ra bao nhiêu máu tươi, bị dẫm đạp bao nhiêu tánh mạng, nhị ca ngươi tâm lý nắm chắc. Dục Minh, ngươi có phải hay không ngu xuẩn, tôn thần hiện tại bị người ám sát, ngươi còn dám có ý nghĩ như vậy, muốn để người nắm được cán, chúng ta Thái Thanh Phương thị liền muốn cõng nồi. Phương Thái Thanh cả giận nói. Không phải ngươi làm, Phương Dục Minh hỏi. Ta không có như thế ngu xuẩn đi ra cái này danh tiếng, lại nói, mẹ còn phụng dưỡng tại tôn thần bên cạnh đây. Phương Thái Thanh nói. Đã hiểu, dù sao, tôn thần cũng chỉ là một cái thiên phú ngang dọc nha đầu, đúng không? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Nhìn xuống đi, Phương Thái Thanh nói. Đúng, gần nhất, ngũ hành quỷ tông, ngũ hành quỷ quân, có bác rời động tĩnh. Thám tử hồi báo, ngũ hành thần vực cũng có ý tưởng. Cái này ba cái thần vực cùng chúng ta liền nhau, một khi bọn họ đạt thành nhất trí, hai quyền khó địch bốn tay, thật vô cùng khó. Nhị ca, người không tại biên cảnh, người không biết hiện tại quân tâm chấn động. Phương Dục Minh nói, bọn họ cũng không nhịn được, ngũ hành quỷ tông bọn gia hỏa này, thủ đoạn lớn nhất âm ngoan. Phía Nam muốn nhiều đề phòng điểm. Phía Nam không thuộc quyền quản lý của ta, ta quản Âm Dương Ma Tông bên này. Tam tài, tứ tượng, thất tinh, bát quái, cửu cung những thứ này thần vực đâu? Phương Thái Thanh hỏi. Bọn họ tạm thời muốn tĩnh quan kỳ biến. Nói thật, cũng là muốn ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại cục diện quá loạn, mỗi cái thần vực ở giữa, đều có một ít địa vực cùng tư nguyên tranh chấp, tất cả mọi người muốn thừa dịp loạn vơ vét một thanh. Nói trắng ra là, cái này, thứ 10 thượng thần Hiên Viên Si, cũng là Viêm Hoàng Đại Lục náo động căn nguyên, không biết đến có bao nhiêu người. Muốn vì nàng mà chết. Phương Dục Minh ánh mắt u ám nói. Trong lòng ngươi rất không thăng bằng. Ta chẳng qua là cảm thấy trước kia rất tốt. Phương Dục Minh khẽ cắn môi. Chúng ta Thái Thanh Phương thức con cháu, dựa vào cái gì muốn vì Thái Cổ Hiên Viên Thị tôn thần đi chiến tử? Trận chiến tranh này có thể thắng, đó cũng là Hiên Viên Thị thắng lợi. Loại lời này nói với ta liền tốt. Cùng những người khác, chớ nói lung tung. Cùng mình mẹ càng không thể nói. Nàng từ nhỏ bị thị thần điện tẩy não, ngươi muốn cùng nàng đối nghịch, nàng sẽ muốn giết chết ngươi. Phương Thái Thanh nói. Biết, muốn không phải thấy được nàng cái này lại nhảy dáng vẻ, ta thì không hận. Phương Dục Minh nói. Ngươi lần này trở về bao lâu? Các loại gặp Tinh Tinh, ta liền trở về biên cảnh. Tinh Tinh vừa mới tiến Phồn Tinh chiến trường. Ta biết, ngày mai ta để Dịch Tinh ẩn để cho nàng đi ra một chút. Rất lâu không gặp nàng. Phương Dục Minh nhớ tới nữ nhi, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Ngươi những năm này đều ở bên ngoài chinh chiến, vì thần vực liều mạng, đối Tinh Tinh chú ý ít. Phương Thái Thanh nói. Nhị ca, ngươi cũng không phải. Những hài tử này, đều là mình mẹ nuôi lớn, đều sủng cực kỳ. Quay lại nhiều giáo dục một chút, đều đã lớn rồi, bọn họ đều quá ngang, dễ dàng ăn thiệt thòi. Phương Thái Thanh híp mắt, nói, ngươi dám tin tưởng sao? Ta để Dịch Tinh ẩn. Lưu một cái danh ngạch cho Tinh Khuyết, người đoán hắn nói thế nào? Hắn không cho, Phương Dục Minh cười lạnh. Hắn nói, công bình công chính là hắn làm người thước đo, ta như vậy là để hắn ruồng bỏ tín ngưỡng. Phương Thái Thanh cười ha ha. Phương Dục Minh bật cười một tiếng. Cả ngày nghiên cứu thiên văn kết giới, não tử dỉ xét đi, những thứ này ngoại tộc, trước kia khúm núm, quỳ leo đến vị trí này, cái này Dịch Tinh ẩn coi như hắn mạng lớn, khi đó tại Thiên Nguyên Tông.
ta đâm hắn mười mấy kiếm, đều không cho hắn giết chết, hiện tại tự cho là có chút bản lãnh, bắt đầu ngang a. Cũng không nhìn một chút, Thái Cổ Thần Vực là thiên hạ của ai. Vừa nói đến đây, toàn bộ nhị nguyên chiến trường, bỗng nhiên truyền đến từng đợt kinh hô. Chuyện gì ồn ào đâu? Phương Dục Minh hỏi. Chỉ thấy người bên ngoài đều đang nghị luận. 418 điểm sao, người kia là ai? Không biết. Cổ thánh cảnh đệ thất trọng Phương Tinh Tinh, để hắn hai cái cộng sinh thú đánh bại. Còn có một đầu 397 ngôi sao. Thiên nguyên đệ tử, đều không cao như vậy à. Ta nhớ được tối cao cũng chỉ là 390. Bên kia nói, người này tên là Lý Thiên Mệnh, mới từ Nhân Nguyên Tông tới, còn tại Minh Hội chiến sát một cái tam nhãn chân long mạch, Hiên Viên Vũ Phong. Lai lịch gì? Không biết. Phương Thái Thanh đã nghe được. Hắn đưa tay chỉ tinh chủ trong kết giới một cái thị giác, nói, Tinh Tinh bị đánh bại, nhìn đến người kia không có. Thấy được, cái này điểm sao thật là cao, người nào con riêng. Hiên Viên Đạo, kiếm vô ý, không phải tam nhãn chân long mạch, cái kia chính là kiếm vô ý. Phương Dục Minh cười lạnh nói. Chính mình nữ nhi bị đánh bại, hắn nhìn nhiều thiếu niên tóc trắng kia mấy mắt. Dù sao, hắn đều không bỏ được để Phương Tinh Tinh khóc, còn đem nàng cộng sinh thú, cắn đến cùng chết chim sẻ giống như. Đều không phải là, hắn là tôn thần mang về người, tôn thần nói hắn thiên phú xuất chúng. Muốn tương lai thu hắn làm đồ, thú vị là, người này vừa tới thời điểm, vẫn chỉ là thiên chi thánh cảnh, hiện tại cũng có thể đánh bại cổ thánh cảnh đệ thất trọng. Tốc độ tiến bộ, quả thật kinh người. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Tôn thần mới trở về một tháng A, người này một tháng tiến bộ thất bát trọng. Phương Dục Minh kinh hãi hỏi. Không phải, ta đoán chừng cổ thánh nhất nhị trọng đi. Nhưng là, hắn có một loại rất mạnh vượt cấp đánh người bản sự, khả năng cùng tôn thần ban cho khác biệt đỉnh cấp bảo bối có quan hệ. Cũng có thể huyết mạch rất mạnh. Phương Thái Thanh nói. Bảo bối gì? Một thanh kiếm, một tòa tháp, không biết có bao nhiêu kiếp văn. Tôn thần đối người trẻ tuổi kia, đó là tương đương, coi trọng. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Tương đương. Ừm. Nhị ca, người không dám đem người này lấy ra, suy nghĩ một chút sao? Phương Dục Minh nói. Không thành, tôn thần lệnh cưỡng chế kiếm vô ý bảo hộ hắn, ai dám động đến hắn? Phương Thái Thanh nói. Coi trọng như vậy à? Bằng không, như thế nào để Hiên Viên Đạo tên này, trực tiếp ban cho hắn 4 cấp thiên địa kiếp nguyên? Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Hãy chờ xem, tôn thần đều tự thân khó đảm bảo. Tiểu hài này xem ra vẫn rất nhảy, tại địa nguyên tông trộn lẫn lăn lộn, coi mình là cái sừng. Phương Dục Minh lạnh lùng nói. Ta ngược lại thật ra đối với hắn khác biệt binh khí, thẳng có hứng thú. Phương Thái Thanh nói. À, Phương Dục Minh nhẹ gật đầu, nhị ca, ta tiếp Tinh Tinh đi. Nàng sớm đi ra, vậy ta sớm đi thôi. Đi thôi, bảo vệ tốt cương vực. Âm dương ma tông hận nhất chính là chúng ta Thái Thanh Phương Thị, tuyệt đối không thể bại cho bọn hắn. Phương Dục Minh sau khi đi. Phương Thái Thanh đứng ở cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn phía dưới tinh chủ kết giới, ngừng chân rất lâu. Mẹ, ngươi đánh giá quá cao thần. Nói không chừng có một ngày, ta Phương Thái Thanh, cũng là thần. Hắn híp mắt, nhìn lấy tinh chủ kết giới mấy trăm cái thị giác, cuối cùng khóa chặt một người. Đó là Phương Tinh Khuyết. Cái gì thời điểm, ta Thiên Nguyên Tông chủ, muốn cho chính mình nhi tử, cầm cái phồn tinh chỉ danh ngạch cũng không được. Hắn cười ha hả. Trong mật thất, quanh quẩn một mình hắn tiếng cười. Giống như quỷ mị. Phồn tinh chi chiến, ngày thứ hai. Lý Thiên Mệnh thông qua miêu miêu tốc độ, tại một ngày thời gian bên trong, đánh bại ba người, một cái cổ thánh cảnh đệ thất trọng, hai cái cổ thánh cảnh tầng thứ sáu. Hắn chả gặp được Thiên Nguyên đệ tử, bất quá vừa chạm mặt. Hắn liền trực tiếp chạy. Đối phương đuổi đến thở không ra hơi, chỉ có thể mắng từ bỏ, một mặt mộng bức. Trầm Uyên chiến trường sáng sớm, ma nhật tại phía đông dâng lên, thiên địa ngược lại càng thêm tối tăm, vô số linh tai trên bầu trời bao phủ mà qua, nơi này chính là phàm nhân không thể chạm đến địa phương. Lý Thiên Mệnh bên người, chỉ có Huỳnh Hỏa một cái. Miêu miêu tại phồn tinh chiến trường tác dụng to lớn, cho nên nó ỷ lại sủng mà kêu. Chủ động yêu cầu đại lượng lúc ngủ ở giữa, cũng uy hiếp không cho thì bãi công. Xét thấy nó lợn chết không sợ bỏng nước sôi, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể khuất phục, đem nó dùng ở lúc mấu chốt. Lam Hoang ngược lại là nghĩ đi ra phi nước đại, ngược lại là điều kiện không cho phép a. Gia hỏa này chỉ có thể ở cộng sinh không gian bên trong, luyện tập đi tới đi lui chạy,
đem cổng sinh không gian làm cho thanh thế to lớn, Lý Thiên Mệnh sợ nó đem còn lại 7 cái thái cổ hỗn độn cự thú trứng cho đạp vỡ. Hung thú. Hắn cùng Huỳnh Hỏa đang lặng lẽ trong khi tiến lên, ngửi thấy hung thú vị đạo. Phía trước sườn đồi chỗ, tựa như là một cái xào huyệt. Lý Thiên Mệnh nói. Nơi đây nhiệt độ rất cao, vách núi đều thiêu đến đỏ bừng, hẳn là hỏa thuộc tính hung thú. Huỳnh Hỏa nói. Hôm qua đến bây giờ, bọn họ chạm qua 3 lần hung thú, đều là bát giai cổ thánh thú, thực lực tương đương tại cổ thánh cảnh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Bọn họ săn giết về sau, luyện hóa thú hồn, nhưng lại không được đến giác tỉnh thần thông. Thử một chút cái này một đầu. Bọn họ lặng yên tới gần. Cái này sườn đồi hạ phong bão bao phủ, xuống lần nữa mới có một mảnh hỏa diễm linh tai hải dương, mà tại ngọn lửa này hải dương chỗ sâu, có một cái thiêu đến đỏ bừng xào huyệt. Lý Thiên Mệnh con mắt thứ 3, ánh mắt xuyên thấu biển lửa, thấy được một con kia hung thú. Đây thì cửu giai cổ thánh thú, tam đầu hỏa mệnh điểu. Sinh trưởng đến cực hạn, cổ thánh thú vô địch, cái này một cái còn non nớt, chúng ta cần phải còn có lực đánh một trận. Lý Thiên Mệnh nói. Nó trong mắt, một con kia tam đầu hỏa mệnh điểu toàn thân đỏ bừng, bộ dáng là một loại ngốc thú, hình thể rất lớn, lại dài ra 3 cái đầu, mỗi một cái đều giống như nung đỏ thiết côn, mỏ chim thô to lại sắc bén. Bén nhọn, cái kia huyết sắc lông vũ tựa như là từng mảnh lưỡi dao, ngoại trừ cổ cùng đầu, những bộ phận khác đều là loại này tích huyết lông vũ. Lên, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa hình thể, so sánh cái này tam đầu hỏa mệnh điểu tới nói, đều quá nhỏ. Lam Hoang, để ngươi đi ra chơi một chút, Lý Thiên Mệnh tại ở gần cái kia tam đầu hỏa mệnh điểu thời điểm, vừa cười vừa nói. Gia hỏa này nhanh nín điên rồi, đều nhanh muốn hủy nhà, Lý Thiên Mệnh vừa đem nó phóng xuất. Chỉ thấy nó cái này thân thể lớn như vậy, trực tiếp nện ở biển lửa phía trên. Trong lúc nhất thời vô cực tinh long đồ lập lòe, liền xem như cái này linh tai, đối nó đều không thể tạo thành tổn thương chút nào. Giống, Lam Hoang gia hỏa này nóng nảy thời điểm, mới mặc kệ cái gì gọi là động tĩnh lớn, nó trực tiếp thi triển hồng mông âm ba, hướng về cái kia bị đánh thức tam đầu hỏa mệnh điểu đánh đi lên, đồng thời thi triển trạm Lam Hải Ngục, đem cái này linh tai hạ mặt đất chuyển hóa làm biển cả. Đem tam đầu hỏa mệnh điểu cuốn lấy, trực tiếp kéo vào trong nước. Ầm ầm, hai đầu cự thú vào biển. Lam Hoang hình thể càng lớn, nó một đôi đầu rồng cắn đối phương cánh, còn có long chảo đè xuống đầu của đối phương, cái kia diệt tuyệt thần kiếm long đuôi liền hướng trên người đối phương chặt chém. Nó lần này huyết nhục thuế biến quá lớn, quả thực đao thương bất nhập, cái kia tam đầu hỏa mệnh điểu ngọn lửa trên người thiêu đốt ở tại trên thân, trong lúc nhất thời bên trong, đều bị sáng chói tinh quang. Ngăn tại bên ngoài. Rầm rầm rầm. Hai đầu cự thú chiến đấu ở cùng nhau. Người kê ra cũng đến, đầu hói chim, thần phục đi. Huỳnh Hỏa cái kia luyện ngục hỏa ảnh lấp lóe mà đến, lấy cánh mang theo thông thiên cương khí. Nó đang luyện tập lục đạo sinh tử kiếm, Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Còn thật đừng nói, xem ra ra dáng, tối thiểu đường đi là đúng. Lý Thiên Mệnh quyết định tiếp đó, để Huỳnh Hỏa luyện nhiều một chút. Nếu để cho nó nhân đạo chúng sinh kiếm, mà luyện đến chính mình loại trình độ này, vậy nó càng phải chiến lực tăng vọt. Phốc phốc, tại Lam Hoang đè lại cái kia tam đầu hỏa mệnh điểu thời điểm, Huỳnh Hỏa cánh, lấy thông thiên cương khí, vỡ ra đối phương lông vũ, trực tiếp đâm vào huyết nhục bên trong. Xì xì, bất diệt kiếm khí bạo phát, thiêu tiến vào thân thể của đối phương. Tam đầu hỏa mệnh điểu kêu đau kêu thảm. Ong ong ong, nó trên thân có lực lượng kinh khủng. Chính hội tụ tại 3 cái đầu phía trên, trong lúc nhất thời, nó 3 cái đầu chim, thiêu đến càng ngày càng đỏ. Đây là nó giác tỉnh thần thông cực hạn mệnh hỏa, đem toàn thân chi hỏa, hội tụ tại một cái điểm bên trên, lấy hình thành cực hạn hỏa diễm nổ tung. Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang, cũng mặc kệ cái này thần thông. Lam Hoang ỷ vào chính mình thân thể lớn, lực lượng hung mãnh, hơn nữa còn hoàn toàn không đánh nổi, thì gắt gao níu lại tam đầu hỏa mệnh điểu, ấn dưới đáy nước, một trận trà đạp. Huỳnh Hỏa càng là không thấy tăm hơi, trên dưới đâm xuyên, chỗ đến, cái kia tam đầu hỏa mệnh điểu trên thân, toàn bộ đều là lỗ máu. Đúng vào lúc này, tam đầu hỏa mệnh điểu thần thông, cực hạn mệnh hỏa, đã ấp ủ tới được đỉnh ngọn núi, nó 3 cái đầu chim tiếp xúc tại một cái điểm bên trên, một cái kia điểm bên trên, ra đời một cái rất nhỏ sao hỏa. Thế nhưng là cái này một cái sao hỏa, lại ẩn chứa nó trên thân tất cả lực lượng. Cẩn thận! Làm một cái kia sao hỏa rời đi nó, hướng về Lam Hoang, Huỳnh Hỏa đánh tới thời điểm, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Một cái nhỏ bé sao hỏa, trên thực tế rất khó gây nên người chú ý.
đột nhiên ở giữa. Sao hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới Lam Hoang bên người. Lam Hoang khẽ giật mình, hắn toàn thân tinh thần, bỗng nhiên tụ tập mà đến, ngăn tại sao hỏa đánh thẳng tới vị trí. Ầm ầm. Ngay tại sao hỏa va chạm phía trên thân thể của nó thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nổ tung, cái kia nổ tung đản sinh uy lực khủng bố cùng sóng lửa, như một phiến hải dương một dạng bao phủ ra. Uy lực thật mạnh. Đây chính là áp xúc uy lực. Lần này nổ tung, đem Lam Hoang hất bay ra ngoài, ở trên trời lăn lông lốc vài vòng. Ngươi không sao chứ, Lý Thiên Mệnh đi lên. Thật là đau a, Lam Hoang hét lớn, gia hỏa này da dày thịt béo còn sợ đau, lần này kêu to, lại để cho Lý Thiên Mệnh lỗ tai ong ong gọi. Hắn tập trung nhìn vào, Lam Hoang vết thương, vảy rồng có chút tổn hại, huyết nhục bị thiêu đến cháy đen, nhưng may mắn phạm vi không lớn, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Nhưng là, cái này tam đầu hỏa mệnh điều thần thông, có thể thương tổn được nắm giữ vô cực tinh long đồ nó, đã tính toán tương đối khá. Khác yếu ớt, nhanh đi báo thù, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nổi giận, Lam Hoang bị điên cuồng, phi nước đại chạy về đi. Cái kia tam đầu hỏa mệnh điều còn tại cùng huỳnh hỏa giao phong, liền bị cái này đánh thẳng tới ra hỏa, lần nữa đặt tại trong nước, trực tiếp va vào đáy nước. Rầm rầm rầm, Lam Hoang cuồng bạo đánh nhau. Ăn ta một kiếm, thằng ngu. Huỳnh hỏa lấp lóe mà đến, thông thiên phần ma vũ hỏa quang mãnh liệt, nó lần nữa thi triển lục đạo sinh tử kiếm, lần này càng thêm ra dáng. Nó cũng có hai cánh, cho nên sinh kiếm, tử kiếm đều rất thành thạo. Phốc suy phốc suy. Thông thiên cương khí xé rách đối phương huyết nhục. Ầm. Tại huỳnh hỏa cùng Lam Hoang liên thủ phía dưới, cái này tam đầu hỏa mệnh điểu, rốt cục hấp hối ngã xuống. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh dùng tế luyện pháp, đem thú hồn tinh luyện đi ra, giao cho huỳnh hỏa. Đừng lãng phí a, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cho chúng ta thần thông là nhặt a, còn phải xem vận khí. Huỳnh hỏa nói. Cực hạn mệnh hỏa không phải huỳnh hỏa thần thông, nó muốn là, dùng cái này thần thông làm dẫn con, để lộ huyết mạch gông xiềng, giác tỉnh thần thông của mình. Huỳnh hỏa về tới cộng sinh không gian. Ngươi cũng trở về đi, Lý Thiên Mệnh nói. Ta không, Lam Hoang cưỡng nói. Đau đầu a, à. Miêu miêu kéo không ra, cái này nhét không quay về. Ngươi không nghe lời, ta để thăm thẳm tỉ tỉ, không đùa với ngươi đỉnh thật cao. Lý Thiên Mệnh nói. Ô ô, ta nghe lời chính là, Lam Hoang ủy khuất nói. Đàn ông điểm, ta nghe lời chính là. Nó hai cái đầu, ghé vào Lý Thiên Mệnh bên người, dùng, đàn ông, thanh âm lớn hô một câu. Đậu phộng, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình lỗ tai, bị nó no bạo. Não tử đều là choáng đó a. À. Hắn vừa đem Lam Hoang lừa gạt trở về, bỗng nhiên có nguy cơ đánh tới, Lý Thiên Mệnh vội vàng né tránh. Đinh! Một mảnh huyết sắc cánh hoa, đâm vào hắn nơi vừa nãy. Đó là kiếp khí cấp bậc ám khí, kém chút phá Lý Thiên Mệnh cái ót. Nhất định là có người, để Lam Hoang động tĩnh hấp dẫn mà đến. Người nào? Vừa dứt lời, một người mặc màu nâu trường bào thanh niên, xuất hiện tại sườn đồi phía trên. Lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, người đụng tới ta, là trời muốn diệt ngươi. Thanh niên kia dáng người rất cao, có chút khô gầy, giống như là một cây đầu gỗ, trú ở phía trên. Trong tay của hắn nắm bắt một đóa hoa, tiêu tốn có 8 mảnh huyết sắc cánh hoa. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh dưới chân cái kia huyết sắc cánh hoa về tới trong tay của hắn. Này đóa hoa cánh hoa lúc này mới hoàn chỉnh, hết thảy 9 mảnh. Tại nam tử này sau lưng. Còn quay quanh lấy một đầu mộc sắc thần long, cái này thần long 10 phần cổ quái, thân thể của nó, tựa như là một cái cổ thụ che trời thân cây, xem ra rất thô ráp, hắn trên người có rất nhiều long chảo, tựa như là cây rong sợi rễ một dạng, đâm tại trên mặt đất, cái này khiến đầu này thần long xem ra, thì cùng là mọc trên mặt đất giống như. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác được mặt đất phía trên có chút động tĩnh, hắn vội vàng bay lên không trung, tiếp theo trong nháy mắt, lòng đất đột nhiên chui ra mấy cái long chảo. Răng rắc. Trong tay hắn Đông Hoàng kiếm vung lên, long chảo bị hắn chém đứt, nhưng là ngay sau đó thì có càng nhiều long chảo vươn ra, số lượng khoảng chừng hơn ngàn. Meo. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem Miêu Miêu kêu đi ra. Hắn phán đoán, người này rất mạnh, tạm thời không có cách nào đối phó. A, à, lại muốn chạy trốn mệnh a, à, nhìn bản mèo. Miêu Miêu thụy nhãn mông lung, hóa thành đế ma hỗn độn, giữ chặt Lý Thiên Mệnh liền chạy. Ngọa tào. Người chạy sai phương hướng. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi, cái này ngủ meo còn không có tỉnh lại,
vậy mà mang theo chính mình, hướng thanh niên kia trên thân chạy. Cái gì? Miêu Miêu một cái giật mình, lúc này mới mở to mắt, không trung khẩn cấp quay đầu. Phốc phốc phốc, vô số chất gỗ long chảo theo trên mặt đất chui ra, nhưng là bị Miêu Miêu tia chớp một dạng tốc độ tránh thoát đi. Người kia còn tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiên Viên Thương Thương, đối phương ánh mắt lạnh lùng, khống chế thần long, truy đuổi mà đến. Ngươi cùng ta có cái gì thù? Ta nhị đệ, gọi Hiên Viên Cương Cương. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh không có phản ứng đến hắn, lấy tốc độ của người này cùng chiến lực phán đoán, cần phải vượt qua cổ thánh cảnh tầng thứ 8, hắn không cần thiết cùng hắn sinh tử chiến. Hoặc là nói, còn chưa tới thời điểm. Gặp lại. Miêu Miêu đột nhiên ra tốc, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đi. Nhìn lại, Hiên Viên Thương Thương, sớm liền không có thanh âm. An toàn, Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dừng lại, cộng sinh không gian bên trong, tiểu thải chứng vậy mà tại nhảy nhót. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh đem nàng nhặt được đi ra. Nó nhảy tới Miêu Miêu trên thân, mang một cái địa phương, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, theo Miêu Miêu lông tóc bên trong, móc ra một cái tiểu lục đậu. Đây là cái gì Mèo? Miêu Miêu hỏi. Loại cây, có thể là Hiên Viên Thương Thương vừa mới vung đi lên, hắn có khả năng, có thể dựa vào cái này đuổi theo. Lý Thiên Mệnh nói. Oa, tiểu tứ thật giỏi, cái này đều có thể tìm tới Mèo. Miêu Miêu thân thể thu nhỏ, thân mật lục lọi tiểu thải trứng. Ta đã hiểu, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói. Ngươi hiểu cái gì? Lý Thiên Mệnh đem tiểu thải trứng cầm lên, nói, tiểu gia hỏa này, nó cùng thực vật, mộc thuộc tính, hoặc là nói sinh mệnh thuộc tính, có quan hệ. Sau đó không lâu, huỳnh hỏa luyện hóa hoàn thành. Thành công không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thất bại, ai? Huỳnh hỏa giận dữ nói. Ngươi cái này gân gà, đồ ăn đến không đành lòng nhìn thẳng. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, nhìn ngươi cái này tiểu nhân đắc chí sắc mặt, một mặt ngu xuẩn tướng, ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, ngươi bị đánh mặt về sau, biểu lộ sẽ đến cỡ nào phấn khích. Huỳnh hỏa ôm bụng cười cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta thành công, ha ha. Ta tới ngươi đi, trang bức. Lý Thiên Mệnh một bàn tay chùm lên trên đầu của nó, đem nó đập tiến trong đất bùn đi. Huỳnh hỏa xác thực thành công đã thức tỉnh tân thần thông. Kỳ danh là, luyện ngục mệnh hỏa. Lý Thiên Mệnh để nó thử một cái này thần thông không thể tức thời thi triển, cần thời gian nhất định tụ lực, nhưng, nó lại có thể hội tụ huỳnh hỏa toàn thân thánh nguyên, áp xúc vì một đốm lửa, ngưng tụ tại cánh nhọn vị trí. Ta có thể dùng thông thiên cương khí, xé rách thân thể của bọn hắn, đem luyện ngục mệnh hỏa cái này một đốm lửa, đánh vào đối thủ thể nội, sau đó nổ tung lên, hình thành từ nội ra ngoại lực sát thương. Tuyệt đối là tất sát nhất kích. Huỳnh hỏa hai cánh chống nạnh, khặc khặc cười to, Lý Thiên Mệnh, ngươi tưởng tượng một chút, ta đem luyện ngục mệnh hỏa, nhét vào ngươi trứng bên trong, bỗng nhiên nổ tung lên, sẽ là bực nào mỹ diệu tràng cảnh. Linh Nhi sau khi xem, về sau mỗi ngày chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt. Ha ha, ta còn muốn ăn nướng cánh gà đây. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Bất quá. Hắn không thể không thừa nhận, huỳnh hỏa cái này tân thần thông, tuy nhiên muốn tụ lực, thời gian hơi dài, nhưng muốn là có hiệu quả, lực sát thương xác thực khủng bố. Bọn họ tiếp tục lên đường. Đi không bao lâu, trên trời phồn tinh kết giới, tinh quang biến hóa, rất nhiều sao thần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một chuỗi tên. Đây là cái gì? Phồn tinh chi chiến điểm số trước 100 bài danh. Mỗi ngày biểu hiện một lần, đếm ngược 3 ngày, cả ngày biểu hiện. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Trước mắt hắn đánh bại 3 người, cần phải nắm giữ 3 phần. Phồn tinh kết giới trong danh sách, người thứ 100 nắm giữ 5 phần. Trùng hợp chính là, người này vừa vặn là Hiên Viên Thương Thương. Hắn cùng rất nhiều người đều là 5 phần, cùng phân tạm thời song song, nhưng bài danh thứ tự trước sau, khả năng cùng đạt được điểm số tuần tự có quan hệ. Dù sao lúc này mới ngày đầu tiên. Hạng nhất, Hiên Viên Mộc Tuyết, 31 phân. Người thứ hai mới 14 điểm, nàng thế nào sao có thể bắt người đâu? Huỳnh hỏa líu lưỡi nói. Có thể là vừa tốt đánh bại trên bảng xếp hạng, đã có phần đếm được đối thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Khuyết đâu? 38 tên, Lý Thiên Mệnh tìm được. Hắn cùng Huỳnh hỏa liếc nhau một cái, cười ha hả. Con số phù hợp người thiết lập. Chúng ta không nóng nảy, đi trước trạm tinh cổ lộ tu luyện. Lý Thiên Mệnh xúc động tinh nguyên kết giới, đại khái 30 hơi thở về sau, một cái trạm tinh điện trung niên nhân xuất hiện, hỏi, ngươi nhưng là muốn tạm thời rời đi chiến trường.
Vâng, tiền bối. Người kia trên tay điếu tinh can vung lên, đem Lý Thiên Mệnh quấn quanh lên, sau đó đột nhiên hất lên, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh từ trên trời vung ra phồn tinh kết giới. Cách không mở ra được vượt qua 4 canh giờ, mặt khác, lần sau tiến đến, vị trí tùy cơ. Cái kia thanh âm của người còn ở bên tai quanh quẩn. Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại phồn tinh kết giới trên không, hắn theo phồn tinh kết giới xuống tới, sau đó xuyên qua động không đáy, trở về Thái Cổ Thần Tông. Hắn trực tiếp đi Trạm Tinh Cổ Lộ. Địa Nguyên Tông Trạm Tinh Cổ Lộ, vừa vặn đường qua hắn thiên hạ đệ nhất các, hắn liền rơi xuống nhìn xem. Sau khi trở về, hắn bốn phía không có tìm được người. Nhà đầu này, không cố gắng làm vệ sinh, chạy đi đâu. Hắn dạo qua một vòng, phát hiện, suối nước nóng, bên kia có người, tới gần xem xét, hơi nước trong sương mù, có một nữ tử ngay tại ngâm trong bồn tắm. Đó không phải là Lâm Tiêu Tiêu sao? A, à, một tiếng thiếu nữ thét lên. Gọi cái rắm, ngươi không mặc quần áo sao? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Xuyên là xuyên qua, cũng là ăn mặc hơi ít. Lâm Tiêu Tiêu chơi đùa một hồi, khoác trên người lấy áo giày phục đi ra, nổi giận đùng đùng nhìn lấy hắn, nói, ngươi không phải một tháng không trở lại sao? Ngày đầu tiên, ngươi thì bị đào thải rồi. Không phải a? Lý Thiên Mệnh trừng nàng liếc một chút, nói, tốt ngươi cái Lâm Tiêu Tiêu, tại cái này làm thị nữ. Ngươi còn ở ta nhà, cua ta suối nước nóng, ta ở bên ngoài liều sống liều chết, ngươi ở chỗ này hưởng thụ, mặc sức tưởng tượng nhân sinh. Ngươi lại không nói không được. Lý Thiên Mệnh liền đến nhìn một chút, nhìn nàng đại khái an định xuống tới, hắn thì mặc kệ. Đi, hắn nói. Còn trở lại không? Không trở về, lão gia ta thương tâm, nô tỳ ngươi tùy tiện ngâm trong bồn tắm đi. À, Lý Thiên Mệnh chớp mắt liền đi. Hắn quan tâm ngươi đây. Khẳng định là thèm thân thể ngươi. Thái cổ tà ma hướng dẫn từng bước nói. Ngươi căn bản không biết, người hắn thích đẹp cỡ nào, mới có thể nói loại này lời nhàm chán. Lâm Tiêu Tiêu bĩu môi. Nàng chợt nhớ tới một người. Đúng rồi, Khương Phi Linh đâu? Cổ phong đường phố. Lý Thiên Mệnh theo Trạm Tinh Cổ Lộ tu luyện được, liền đến nơi này. Tỷ, ta đem bạch dạ bán về cho ngươi, ta thiếu tiền tiêu. Hắn về tới Tuyết Nghi kiếm các. Tìm được kiếm Tuyết Nghi, vội vàng nói. A, 700 kiếp tinh thật sao? Kiếm Tuyết Nghi thần chí có chút hoảng hốt, cho hắn đếm 700 kiếp tinh. 500 là được rồi. Lý Thiên Mệnh cho nàng đẩy 200 trở về. Tính ngươi hiểu chuyện, hừ. Kiếm Tuyết Nghi nháy mắt mấy cái, nói, chúc ngươi tại phồn tinh chiến trường, lấy được thành tích tốt. Nàng thu hồi bạch dạ kiếm, nàng còn phải dựa vào cái này câu nhà triệu phú đây. Cảm ơn tỷ. Lý Thiên Mệnh quan sát một chút nàng, hỏi, ngươi làm sao không quá cao hứng, tâm lý có chuyện gì sao? Đại bá ta qua đời, đến bây giờ hung thủ đều không tìm được. Kiếm Tuyết Nghi thương cảm nói. Kiếm Băng Hà tiền bối. Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn khi đó, cảm thấy người này nói dáng vẻ, có điểm quái dị. Đúng vậy, ngươi lúc đó còn gặp qua hắn đây. Minh hội chiến sau khi kết thúc đêm đó, tìm được thi thể của hắn. Hắn bị người nhất kích tất sát. Cộng sinh thú cũng là như thế. Một chút dấu vết đều không có. Kiếm Tuyết Nghi nói. Xuất thủ người rất mạnh. Ừm, mấu chốt là, đại bá ta kỳ thật không có gì kẻ thù, hắn theo không đắc tội người. Kiếm Tuyết Nghi hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Thần tông nội bộ, còn hung hiểm như thế đâu. Người đại bá loại này cường giả, sẽ còn tùy tiện bị giết. Ừm, Kiếm Tuyết Nghi cắn cắn môi đỏ, nói, Thiên Mệnh, cha mẹ ta nói, tôn thần trở về sau. Còn lại 8 cái thần vực rất bạo động, đến đón lấy có thể là loạn thế. Người ta đều cẩn thận một chút đi. Có ý tứ gì? Nghe nói tôn thần muốn trọng tu mới có thể thành thần, còn lại 8 cái thần vực, rất có thể kiêng kỵ nàng thành thần, cho nên, vì giết nàng, có thể sẽ phát động thần vực chiến tranh. Kiếm Tuyết Nghi nói. Há, đã hiểu, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, tỷ, ta còn có việc, đi trước. Chú ý an toàn ha. Được rồi. Rời đi Tuyết Nghi kiếm các, Lý Thiên Mệnh nhìn một chút Thương Thiên. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu một chút. Sau đó, bước nhanh tiến lên. Ai muốn động Linh Nhi, ta liền giết người nào. Toàn bộ thế giới, muốn giết nàng, vậy ta, liền muốn đổ toàn thế giới. Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh bỏ ra 500 kiếp tinh, mua một bầu rượu ngon, tên là Phù Dung Linh Tửu. Tửu giá cả, làm sao đều quý không đi nơi nào. 500 kiếp tinh mua rượu ngon, đã là tối đỉnh cấp, mà lại chỉ có nho nhỏ một bình. Âu Dương tiền bối,
đệ tử Lý Thiên Mệnh, đến đây hiếu kính ngươi. Lý Thiên Mệnh bò lên trên Thiên Nguyên đỉnh, cười híp mắt xuất hiện ở Âu Dương Kiếm Vương trước mắt. Đừng đem ta kêu lão già đi, gọi ta Âu Dương ca là được. Lộ ra tuổi trẻ, Âu Dương Kiếm Vương vừa nhìn thấy trong tay hắn bầu rượu, ánh mắt sáng lên, hắn nhìn bầu rượu, liền biết là rượu gì. Âu Dương ca. Ha ha, Phù Dung Linh Tử, lấy ra, cái này Mỹ Tử muốn tỉ mỉ phẩm, cùng đi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Được rồi, ta cho ngươi ngược lại. Tiểu hòa tử, thật hiểu lễ phép. Âu Dương Kiếm Vương nhất phẩm Mỹ Tử, hồn đều nhanh bay. Một già một trẻ, ngồi tại ngày này nguyên trên đỉnh, nâng chén cộng ẩm. Mỹ Tử, làm sao có thể thiếu được thơ hay đâu. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, hai người chúng ta, đến một trận thi sĩ ở giữa quyết đấu. Âu Dương Kiếm Vương cười hắc hắc nói. Xin chỉ giáo, Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Âu Dương Kiếm Vương trầm ngâm một lát, mặt mũi tràn đầy thâm trầm, ánh mắt mê ly, văn khúc tinh chiếm hữu, ngâm nói, nghe cho kỹ a, rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít, có thể uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Thơ hay, Lý Thiên Mệnh kinh động như gặp thiên nhân, đứng lên vỗ tay. Bêu xấu, người tới. Âu Dương Kiếm Vương khiêm tốn nói. Có chút khó a. Lý Thiên Mệnh gãi đầu một cái, nghĩ nửa ngày, ngâm nói, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, không có bệnh ngươi thì đi hai bước. Dây, áp phận, tinh tế, xem ra tiểu tử ngươi thẳng có tài hoa. Âu Dương Kiếm Vương nâng ly một chén, hắn cảm nhận được áp lực, gật gù đắc ý nửa ngày, vỗ đùi nói, hỏi thế gian tình là gì, hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. Này thơ đã kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, Lý Thiên Mệnh sợ hãi than nói. Quá khen, quá khen. Đến phiên ngươi, Âu Dương Kiếm Vương đắc ý nói. Tiểu tử kia thì cả gan lại bêu xấu một lần, cái kia ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Không tệ, nghe ta trời như có tình, trời cũng lão, người như đa tình chết sớm. Âu Dương Kiếm Vương đầu hất lên, thơ hay vừa ra đời. Chấm cùng tiên sinh giải chiến bào, phù dung ấm chướng độ xuân tiêu. Lý Thiên Mệnh tế ra tuyệt sát. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một đám thái giám phía trên thanh lâu. Âu Dương Kiếm Vương giải quyết dứt khoát. Âu Dương ca chính là đệ nhất kỳ tài, tiểu tử trong bụng không mặc, khó có thể địch nổi a. Lý Thiên Mệnh chắp tay nhận thua. Ha ha, tiểu hỏa tử có thể có này tài hoa, suýt nữa cùng ta bất phân thắng bại, đã tương đối khá. Hậu sinh khả úy a. Âu Dương Kiếm Vương hết sức cao hứng, hắn lần nữa cùng Lý Thiên Mệnh chạm cốc, sau đó nói thẳng đi, tới tìm ta làm gì? Âu Dương ca, ta muốn đi, tà ma thí luyện. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nói. Tà ma thí luyện, đó là tam nhãn chân long mạch, ma luyện con mắt thứ ba, tu luyện nhãn thuật địa phương. Bình thường người ánh mắt, nhìn không được thái cổ tà ma chi nhãn trùng kích. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ta cũng có con mắt thứ ba. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra. Con mắt này tuy nhiên kỳ diệu, nhưng ở cái này chín đại thần vực, kỳ diệu đồ vật tầng tầng lớp lớp. Hắn tin tưởng có Khương Phi Linh chỗ dựa, cái này con mắt thứ ba, đã không phải là cần trông coi bí mật. Ngọa tào, Âu Dương Kiếm Vương chừng mắt xem xét, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi lỗ đít lớn lên trên tay. Được, xem ra ngươi là ta thờ hữu phân thượng, ta hướng, độ kiếp phong, đưa ra một cái xin, tiến cử ngươi tham gia tà ma thí luyện. Đoán chừng phải các loại một chút thời gian xét duyệt, đến lúc đó, ta để, lão dịch, thông báo ngươi. Âu Dương Kiếm Vương cười nói, độ kiếp phong, là đủ để chống lại ba đại tông chủ quyền lực tổ chức, đối ba đại tông chủ, hình thành giám sát tác dụng. Tạ tiền bối, gọi ca, được rồi, ca. Tham gia phồn tinh chi chiến đệ tử, mỗi ngày chỉ có thể theo phồn tinh chiến trường, rời đi 4 canh giờ. Lý Thiên Mệnh tại trạm tinh cổ lộ bên trong, đã tu hành 2 canh giờ, tăng thêm một số vụn vặt thời gian, đạt được Âu Dương Kiếm Vương trả lời chắc chắn về sau. Hắn liền phải chạy về phồn tinh chiến trường. Chính đương lúc muốn rời đi, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, Thiên Nguyên đỉnh hạ trong lòng núi, bỗng nhiên mở ra một đạo thiên văn kết giới tràn đầy thanh đồng đại môn. Trong môn, một cái thanh niên áo trắng từ bên trong đi ra, bước chân hắn tập tễnh, nhìn thẳng liếc một chút thương thiên. Hắn không nhìn thấy Thiên Nguyên đỉnh phía trên Lý Thiên Mệnh, nhưng là Lý Thiên Mệnh lại thấy được ánh mắt của hắn. Ba con mắt, đều phủ đầy thiêm máu. Hắn chính là Hiên Viên Vũ Hành. Hắn nhìn trước mắt Tuyết Quốc, nháy nháy mắt, sau đó vội vàng rời đi. Hắn vừa mới ngay tại Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, trước tu luyện. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng,
Đoạn thời gian gần nhất, hắn tiến nhập sông vào giai đoạn, cơ bản tiếp tục không ngừng. Âu Dương Kiếm Vương tán thưởng nói. Vì sao, cần chuẩn bị ứng phó cái gì không? Lý Thiên Mệnh nhìn lấy Hiên Viên Vũ Hành đi xa bóng người hỏi. Vì, thiên hạ đệ nhất hội, a, à, Âu Dương Kiếm Vương nói. Thiên hạ đệ nhất hội, Lý Thiên Mệnh vừa đem chính mình địa nguyên các, mệnh danh là thiên hạ đệ nhất các đây. Đúng thế, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lần này đến phiên chúng ta Thái Cổ Thần Vực, tổ chức thiên hạ đệ nhất hội, đến lúc đó, tông môn có thể náo nhiệt, bát đại thần vực các cường giả, sẽ mang lấy bọn hắn cái này đệ nhất người bên trong, tối đỉnh phong, xuất chúng nhất tiểu bối, đến đây tranh đoạt, thiên hạ đệ nhất, xưng hào. Chúng ta làm chủ nhà, tự nhiên không thể bị mất mặt, khiến người ta chà đạp. Cho nên trong khoảng thời gian này, thiên nguyên đệ tử áp lực phi thường lớn, nhất là vượt qua 20 tuổi cái này một nhóm, bọn họ đến lúc đó, cần cho chúng ta đệ nhất thần vực, bảo trì tôn nghiêm, tranh đoạt vinh dự. Âu Dương Kiếm Vương cảm khái nói. Như thế kình bạo đâu, ý tứ chính là, quyết ra, thiên hạ đệ nhất thiên tài, sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ là như vậy. Kỳ thật đây là bát đại thần vực một trận đánh cược, thắng bại thắng thua liên lụy đến rất nhiều, đánh cược hiệp nghị, thắng bại, bao quát tư nguyên, lãnh thổ cạnh tranh thuộc về. Như là cường giả chính diện tranh đấu, cái kia chính là thần vực khai chiến, cho nên chỉ có thể đem tranh phong, đặt ở tiểu bối trên thân, để hậu bối định thắng thua. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất, kỳ thật cũng là cái tên tuổi. Khát vọng vinh dự, muốn danh chấn đại lục người trẻ tuổi, sẽ liều mạng đuổi theo, vì thị tộc tranh thủ vinh dự. Vinh dự cùng uy danh, nghe rất trống, nhưng đây là làm cho người trẻ tuổi huy sái nhiệt huyết, thậm chí là tánh mạng độc dược, thiên hạ đệ nhất, người nào không mộng tưởng cái danh hiệu này a? Ta lúc còn trẻ, thì làm qua vô số lần dạng này mộng. Rất tự kỷ, nhưng cũng rất tốt đẹp. Có điều, đối các trưởng bối đến xem, càng xem trọng là thần vực tương lai lực lượng giao phong. Còn có trận này giao phong thắng bại, quyết định tư nguyên, lãnh thổ thuộc về. Âu Dương Kiếm Vương nói. Tuổi trẻ lực lượng là một cái thần vực tương lai, tại cái này, thiên hạ đệ nhất hội, có thể thắng được thắng lợi, nghiền ép người đồng lứa người trẻ tuổi, tương lai cũng sẽ mang theo chính mình thị tộc cùng thần vực, đi về phía huy hoàng A. Lý Thiên Mệnh hỏi, trên đại thể dạng này, nhưng không bài trừ, có người có thể có tài nhưng thành đạt muộn. Âu Dương Kiếm Vương nói, chuyện này, cùng Lý Thiên Mệnh mục tiêu, thái cổ tà ma chi nhãn, cũng không có quan hệ gì, cho nên hắn không thế nào để bụng. Âu Dương Kiếm Vương uống rượu, cảm khái nói một câu. Tôn thần trở về, bát đại thần vực khí thế hung hăng mà đến, bọn họ muốn không tại thiên hạ đệ nhất hội, làm chút văn chương, ta đem tên viết ngược lại. Trước mắt, thần tông khỏi bị mất mặt co đầu rút cổ, dù sao từ xưa đến nay, đều không có chủ nhà không dám tổ chức tiền lệ. Lần này, khó a. A, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sâu trầm xuống. Ai biết, bát đại người của thần vực. Có thể hay không chạy Khương Phi Linh mà đến. Những người này đều điên rồi, liền tôn thần cũng dám ngấp nghé, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương lạnh giọng cười một tiếng, bỗng nhiên vỗ não tử, nói, ai nha, ta và ngươi cái này tiểu hài tử nói cái này làm gì, đây đều là chúng ta nhức đầu sự tình, ngươi đi phồn tinh chiến trường đi. Cái kia ta đi trước. Có rảnh lại đến đấu thơ, lần sau để ngươi kiến thức một chút, ca tồn kho. Âu Dương Kiếm Vương trêu chọc một chút tóc. Tự luyến nói. Ha ha. Nửa canh giờ về sau. Lý Thiên Mệnh về tới phồn tinh chiến trường, lại từ lối vào đi vào, cái kia phồn tinh kết giới trời đất quay cuồng, đem cuốn vào bên trong chiến trường. Lần nữa rơi xuống đất, căn bản không thể nào phán đoán, mình rốt cuộc tại cái này, vạn thú hung nguyên, vị trí nào. Hắn ngẩng đầu nhìn, trước mắt khắp nơi đều là màu đen núi cao nguy nga, dưới núi nước chảy cực nhanh tiến tới, tuyệt mệnh hung thú ẩn tàng trong đó. Có lớn có nhỏ, thậm chí có nho nhỏ độc trùng, đều là cổ thánh thú, hắn toàn thân kịch độc, nếu là chúng độc, rất có thể tinh nguyên kết giới đều cứu không được. Tại cái này phồn tinh chiến trường bên trong hành tẩu, mặc cho ai đều phải cẩn thận. Cứ dựa theo trước kia tiết tấu tới đi. Cái này phồn tinh chi chiến, vượt qua thời gian tương đối dài, ta tiền kỳ vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Không đến cuối cùng 3 ngày, bảng danh sách bài danh ý nghĩa không tính lớn. Ngày cuối cùng. Muốn là cầm xuống bảng nhất bảng hai, trên tay điểm số coi như là không, đều có thể trong nháy mắt trèo lên đỉnh. Lý Thiên Mệnh cũng không nóng nảy. Hắn đem thời gian chủ phải đặt ở hai phương diện, một mặt là thiên ý lĩnh ngộ, một phương diện khác vẫn là lục đạo sinh tử kiếm ma luyện. Dù sao, thấy người thì luyện kiếm. Không thấy người, vậy liền đi tiêu hóa,
dung hội phồn tinh thiên ý, đồng thời lấy hắc ám cánh tay, suy nghĩ Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp, lấy phong phú chính mình đế hoàng thiên ý. Như thế, hắn mỗi ngày trải qua, hai điểm tạo thành một đường thẳng, thời gian, cũng không kinh diễm biểu hiện. Xem xét lại toàn bộ phồn tinh chiến trường, thời khắc đều đang chém giết lẫn nhau chiến đấu, tinh chủ trong kết giới bảy biện ra đệ tử tranh phong, vẫn luôn rất đặc sắc. Đảo mắt, phồn tinh chi chiến, 10 ngày đã qua. Đột phá, cổ thánh cảnh tầng thứ 3. Đêm ngày khổ tu, rốt cục được đền đáp. Địa Nguyên Tông chạm tinh cổ lộ, tăng thêm mỗi ngày 2 canh giờ dung hội quan sát, hiệu quả tốt rất nhiều. Ta đến cổ chi thánh cảnh, tốc độ phát triển, lại còn không có hạ xuống được. Tu hành đến càng cảnh giới cao, trên thực tế độ khó khăn tăng lên, thiên ý trưởng thành càng là tiếp cận đỉnh phong, có khả năng đốn ngộ cùng trưởng thành không gian càng ít đi. Như Lý Thiên mệnh dạng này, theo thú mạch cảnh bắt đầu, thì duy trì đồng dạng tốc độ tu luyện giả, cơ hồ không có. Chuyện này chỉ có thể nói, hắn tại tu luyện đồng thời, thiên phú và tư nguyên, đều tại đồng bộ trưởng thành. Địa thánh cảnh cùng thiên thánh cảnh, chủ yếu dựa vào Đông Hoàng kiếm. Bây giờ cổ thánh cảnh, lại có trạm tinh cổ lộ phồn tinh thiên ý quán thâu, mỗi ngày đều tại học tập thần tông tiền bối thiên ý lĩnh ngộ, 2 canh giờ, có thể quan sát hơn 10 vị tiền bối thiên ý, triệt để dung hội tại đế hoàng thiên ý bên trong. Nếu không phải có trạm tinh cổ lộ, ta chỉ dựa vào tự thân thiên phú và Đông Hoàng kiếm, sẽ từ từ tao ngộ bình cảnh, chí ít tu hành tốc độ sẽ hòa hoãn lại. Trên thực tế, hắn một mực siêu thoát thường nhân lý giải, cũng không phải là trước mắt tu luyện tốc độ, mà chính là hắn không ngừng tích lũy thiên phú, dẫn đến tu luyện tốc độ một mực không giới hạn. Nói thí dụ như, hắn ở trên trời thánh cảnh vượt qua rất nhanh, người khác coi là thiên thánh cảnh có loại này trưởng thành, kỳ thật không tính khoa trương. Nhưng là, đến cổ thánh cảnh thời kỳ cuối, thậm chí là sinh tử kiếp cảnh, còn có thể có tốc độ như thế, vậy liền khoa trương. Chỉ là, muốn là Lý Thiên mệnh thành tựu sinh tử kiếp, bọn họ mới phản ứng được, cái kia sẽ trễ. Bởi vì khi đó, hắn đã có nhất định tư bản. Cổ thánh cảnh tầng thứ 3, như vậy, ta có thể trước gia tăng điểm số. Phồn tinh chi chiến còn lại 20 ngày, hắn dù sao cũng phải vì đếm ngược 3 ngày, đánh cái cơ sở. Không phải vậy đến lúc đó, giết đều giết không nổi. Vào lúc giữa trưa, phồn tinh chi chiến bài danh lại lần nữa hiển hiện ra. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua. Hạng nhất Hiên Viên Mộc Tuyết, 1,008 phân. Người thứ hai Phương Tinh Khuyết, 631 phân. Người thứ 136 phân. Phương Tinh Khuyết tăng lên nhanh như vậy, Lý Thiên Mệnh cau mày một cái. Mấy ngày nay hắn đều có chú ý cái này. Phồn tinh bảng, ngay từ đầu Phương Tinh Khuyết tại 38 tên, nhưng là càng lui càng nhanh, hiện tại mỗi ngày mới tăng, so Hiên Viên Mộc Tuyết cũng còn nhiều. Gia hỏa này thích làm náo động, người thứ hai đoán chừng hắn đều khó chịu, hiện tại đoán chừng đang toàn lực xông vào đệ nhất. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười gằn. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ, một bên đi săn, một bên luyện kiếm. Hắn hiện tại điểm số là 31 phân, gần 100 tên. Hắn vận khí không được tốt lắm, trước mắt đánh bại đối thủ, mỗi cái đều chỉ có một phần. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ ba, nhìn đến phía trước hoang dã bên trong, có thật lớn một đám người. Chí ít có 20 cái, hắn thô sơ giản lược xem xét. Có thể là bởi vì người đông thế mạnh, bọn họ cũng không ẩn tàng, mà chính là ở trong vùng hoang dã đi nhanh, đoán chừng là đang tìm kiếm con mồi. Lý Thiên Mệnh tới gần về sau, tập trung nhìn vào. Thái Thanh Phương thị đệ tử. Hắn đã nhìn ra, cái này 20 người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Thái Thanh Phương thị. Đám người này không có Thiên Nguyên đệ tử, Lý Thiên Mệnh cảm giác khả năng có lực đánh một trận. Khai chiến trước, Phương Tinh Khuyết buông tha ngoan thoại, khiến người ta không dám động đến bọn hắn Thái Thanh Phương thị người. Mà bây giờ, bọn họ cái này 20 người tập hợp một chỗ đi săn, rất nhiều người cũng đỡ không nổi a. Phương Tinh Khuyết gần nhất bài danh tăng lên nhanh như vậy, có thể hay không cùng hắn đem Thái Thanh Phương thị người, đều tụ tập ở bên người, vì chính mình hiệu lực có quan hệ. Lý Thiên Mệnh suy đoán, đây không tính là gian lận sao, người khác đơn đả độc đấu, hắn vài trăm người cùng một chỗ vây công. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói, quy tắc cũng không có cấm đoán loại hành vi này. Lý Thiên nói, vô sỉ a, hoặc là nói, đây là một loại ngầm đồng ý đi, đây là đối tam đại thị tộc đệ tử chiếu cố. Trừ bọn họ. Không ai có thể tụ tập nhiều người như vậy đâu, sinh sinh đem phồn tinh chi chiến, cho đổi thành minh hội chiến.
Lý Thiên Mệnh cười nói. Đương nhiên, hắn chỉ là suy đoán Phương Tinh Khuyết, lấy loại thủ đoạn này nhanh chóng gia tăng điểm số, cũng không nhất định là chân tướng. Nhưng hắn cảm thấy, 89 phần 10. Sao, muốn hay không đánh bọn họ? Huỳnh Hỏa hỏi. Đánh a, đây đều là hành tẩu điểm số. Không cần thì phí, Lý Thiên Mệnh cười nói. Trực tiếp đuổi theo. Không, ngừng lại một chút trước mặt bọn họ đi, giả bộ như bị bọn họ vô ý gặp được, sau đó bị truy kích dáng vẻ. Lý Thiên Mệnh âm u cười nói. Làm phức tạp như vậy, làm cái gì? Ngươi ngu xuẩn, dạng này bọn họ mới có tâm lý ưu thế, không nỡ đến chạy trốn a. Ta một phần đều không muốn ném, Lý Thiên Mệnh nói. Gà tặc, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Đối phương tốc độ tiến lên không tính quá nhanh, bọn họ tại bốn phía tìm người, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến bọn họ trước mắt, ngăn cản tại bọn họ phải qua trên đường. Phương Tinh Ảnh, ngươi chết đúng không? Làm sao chạy chậm như vậy? Trong đội ngũ, một cái tên là Phương Thần Hoan, áo lam thanh niên, quay đầu hướng sau cùng thiếu niên hô to gọi nhỏ. Phương Tinh Ảnh, chính ngươi cút đi, khác cùng chúng ta một đạo. Thật sự là đáng ghét, một cái áo trắng thiếu nữ nói. Nàng gọi, Phương Xấu Ngọc. Nàng tuổi không lớn lắm, dài đến xinh xắn đáng yêu, toàn thân trên dưới châu báu đồ trang sức, đều là phấn sắc, liền biết tất đều là, có thể thấy được nàng đối cái này màu sắc yêu chuộng. Tại đám người này sau cùng, Phương Tinh Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt có chút vô thần. Được thôi, ta đi đây, hắn nói. Hắn là Thái Thanh Phương Thị dòng chính, vốn nên thân phận cao thượng, lại lăn lộn đến loại tình trạng này, quả thực khiến người ta thổn thức. Phương Thần Hoan cùng Phương Xấu Ngọc, là cái này 20 người đội ngũ thủ lĩnh. Cái đội ngũ này vốn là Phương Tinh Ảnh tụ lên, bọn hắn tới về sau, người đều vây đến bên cạnh bọn họ đi. Cút đi, chính chúng ta đi tìm Tinh Khuyết Thiếu Gia. Tinh Khuyết Thiếu Gia bài danh càng ngày càng cao, bất quá còn chưa tới đạt đệ nhất, đoán chừng bên cạnh hắn huynh đệ tỉ muội còn không tính nhiều, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới bọn họ, đã qua 10 ngày. Phương Xấu Ngọc cuống cuồng nói. Không có vấn đề, Xấu Ngọc, xem ta. Phương Thần Hoan cười nói. Bỏ rơi Phương Tinh Ảnh, bọn họ 10 phần hoan hỉ, nhanh chân tiến lên. Gia hỏa này thật sự là buồn cười, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Phương Xấu Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau đứng vững Phương Tinh Ảnh, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Dù sao cũng là đích hệ huyết mạch, Phương Thần Hoan nói. Tinh Khuyết Thiếu Gia giữ lấy hắn, cũng là tìm việc vui, người này ngược lại là tuyệt, mỗi lần bị nhục nhã. Tôn nghiêm đánh mất, lại còn có thể chống đỡ xuống tới. Người đây liền không hiểu được, cùng xúc sinh một dạng còn sống, cái kia cũng gọi là còn sống. Ha ha! Liền tại bọn hắn một đám 19 người vui cười thời điểm, bỗng nhiên có người nói, phía trước giống như có một người. Mau đuổi theo, là con mồi, đừng để người chạy. Chúng ta nhiều gia tăng điểm số, tại phồn tinh chi chiến kết thúc trước, cùng một chỗ đưa cho Tinh Khuyết Thiếu Gia. Truy! Bọn họ 19 người động tĩnh to lớn. Trong mắt bọn họ con mồi, giống như tại thu hành, phát hiện bọn họ về sau, lập tức quay đầu liền chạy. Là cái kia Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên có người thét lên. Bắt hắn lại, nhanh. Một cái công lớn, Phương Xấu Ngọc mừng rỡ. Bắt được hắn hiến cho Tinh Khuyết Thiếu Gia, hắn nhất định thật cao hứng. Mọi người chú ý điểm, đừng đem tinh nguyên kết giới cho đánh tới. Phương Xấu Ngọc nói. Hắn cộng sinh thú tốc độ rất nhanh, nhanh vây quanh. Liền xa xa Phương Tinh Ảnh, đều nghe được động tĩnh của bọn họ. Lý Thiên Mệnh. Hắn ngơ ngác một chút, vội vàng đuổi đi theo. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái thiếu niên tóc trắng, đã bị 19 cái Thái Thanh Phương Thị đệ tử bao bọc vây quanh. Bởi vì kiêng kỵ Lý Thiên Mệnh cái kia cộng sinh thú tốc độ, bọn họ vừa mới vây quanh, thì toàn thể tiến công. 19 người tăng thêm hơn 20 đầu cộng sinh thú. Cơ hồ đem Lý Thiên Mệnh trên dưới trái phải không gian, toàn bộ cho vây chết. Nếu là hắn không trốn thoát được, vậy liền xong đời. Phương Tinh Ảnh thầm nghĩ. Hắn đang xoắn suýt một việc. Muốn hay không cứu người. Được rồi, trước xem tình huống một chút lại nói. Vạn nhất bọn họ không cẩn thận đánh nổ hắn tinh nguyên kết giới, hắn đơn giản cũng là bị đào thải, không có chuyện gì. Phương Tinh Ảnh nghĩ thầm. Đúng vào lúc này. Tại Thái Thanh Phương Thị đệ tử vây công bên trong. Lý Thiên Mệnh ba đầu cộng sinh thú lần nữa biểu diễn. Tốt nhiều điểm sao? Bao quát Phương Thần Hoan, Phương Xấu Ngọc ở bên trong, tất cả mọi người ngây dại. Làm sao lại như vậy? Phương Tinh Ảnh yên lặng. Cuộc chiến đấu này rất có ý tứ, cho nên,
Trạm tinh điện vừa vặn hoán đổi phương tinh ảnh thị giác. Đứng tại hắn vị trí này, có thể đem một trận vây công, thấy rất rõ ràng. Nhị nguyên trên chiến trường, mọi người rốt cục thấy rõ. Ba đầu cộng sinh thú, toàn bộ 390 trở lên điểm sao, một đầu 394, một đầu 397, còn có một đầu 418. Đây rốt cuộc là ai vậy? Giống như gọi Lý Thiên Mệnh. Tên của hắn, lần nữa bị nghị luận ầm ĩ. Nhị nguyên chiến trường rất nhiều người, đều đang nhìn hắn. Sau đó, hắn xuất thủ. Hai cái cổ thánh cảnh tầng thứ 8, 10 cái cổ thánh cảnh đệ thất trọng, còn lại chính là cổ thánh cảnh tầng thứ 6. Theo sơ bộ giao thủ tình huống, Lý Thiên Mệnh đánh giá đối thủ cảnh giới. Nói ngắn gọn, trong bọn họ kém nhất một cái, đều có thể đi Nhân Nguyên Tông làm minh chủ. Hết thảy 20 mấy con nhiều loại phượng hoàng cộng sinh thú, bao quanh Lý Thiên Mệnh, mỗi một cái đều là sinh tử kiếp thú, điểm sao tối thiểu 150 trở lên, cao nhất là phương thần hoan cộng sinh thú kim cương huyễn quang thần phượng, đạt tới 240 ngôi sao. Đó là một cái kim cương phượng hoàng, toàn thân như hoàng kim đúc thành, chói lọi sáng chói, quang mang lập lòe, mặc kệ là mỏ chim chính là móng vuốt, đều cực kỳ thô to, như binh khí sắc bén. Còn có cái kia cổ thánh cảnh tầng thứ 8 phương xấu ngọc, hắn cộng sinh thú, bạch ngọc huyền hoàng, cũng 10 phần không tệ, bạch ngọc thuộc tính vẫn là thổ thuộc tính một cái biến hóa, hắn cả người giống như màu trắng ngọc thạch, xem ra tựa như là còn sống điêu khắc. Dạng này phượng hoàng, xác thực cực kỳ đẹp đẽ, cho nên, Huỳnh Hỏa lập tức thì nhìn thẳng. Cái này hai cái phượng hoàng giao cho ta, Huỳnh Hỏa vỗ ngực một cái nói. Ngươi muốn làm gì? Hoành đao đoạt ái. Siêu. Huỳnh Hỏa hóa thành một đạo hỏa quang, đã bay ra ngoài. Khắp nơi đều là phượng hoàng, tràng diện này đã nói cực kỳ hùng vĩ. Bất quá, từ hai cái cổ thánh cảnh tầng thứ 8 chỉ huy vây công, đó cũng không phải là việc nhỏ. Một cái không chú ý, rất có thể tại chỗ bị loại. Lý Thiên Mệnh không biết có bao nhiêu người chú ý trận này bao vây, hắn chỉ biết là thời điểm muốn để cái này Thái Cổ Thần Tông, nhìn đến lực lượng của mình. Ta càng là cường thế, Linh Nhi thì có lý do cho ta càng nhiều tư nguyên. Thiên địa kiếp nguyên chỉ là bắt đầu. Nếu không phải là như thế, nói không chừng liền phồn tinh chỉ danh ngạch, đều là tôn thần chuyện một câu nói a. Lam Hoang. 394 cái điểm sao Lam Hoang, người khoác vô cực tinh long đồ. Chung quanh đây vừa vặn là một đầu giang hà, nó đều không cần thi triển trạm lam hải ngục, liền chạy độ tiến vào đáy nước, một đám người mang theo cộng sinh thú đuổi đi vào. Miêu Miêu thì lại lấy bản thể, tại Lý Thiên Mệnh bên người. Nó cái kia cửu trọng hỗn độn lôi giới uy lực, tăng lên quá nhiều, đừng nhìn thân thể nó nhỏ bé, uy lực bạo phát đi ra, quả thực đáng sợ đến kinh thiên. Ầm ầm, hỗn độn thiên kiếp buông xuống, một tia chớp cự xà, có thể đem trên trời phượng hoàng trực tiếp bổ đến gần chết. Ông, nó hồn thiên điện ngục bao phủ mà đi, những cái kia tới gần Lý Thiên Mệnh đối thủ, toàn bộ bước cho đi. Ngay sau đó, nó lấy tốc độ khủng khiếp, trong đám người cực nhanh tiến tới, chỗ đến, sấm sét vang dội. Thật nhanh, thật nhanh. Lúc này mới vừa khai chiến, Thái Thanh Phương thị đệ tử có chút mộng, bọn họ 19 người vây giết Lý Thiên Mệnh, có vẻ giống như, đối phương đấu chí 10 phần. Phương Thần Hoan thấy thế, vậy mà cười to, hắn não tử xảy ra vấn đề, cũng dám cùng chúng ta cứng đối cứng, cơ hội tới. Nhanh lên, Phương Sấu Ngọc nói. Sấu Ngọc ngươi nhìn kỹ. Phương Thần Hoan hết sức kích động, hướng về phía Lý Thiên Mệnh áp chế mà đến, còn cố ý phân phó những người khác không được động thủ. Lý Thiên Mệnh, người cùng Hiên Viên Vũ Phong nhất chiến, ta xem, biểu hiện không tệ. Nhưng là thì cảnh giới của ngươi, cũng xứng với cao như vậy điểm sao cộng sinh thú. Hắn tay cầm một cây trường thương, một chiêu xuất thủ, xác thực so Hiên Viên Vũ Phong muốn hung mãnh. Siêu! Trường thương như kim cương, lao vút mà đến. Cổ thánh cảnh tầng thứ 8 thánh nguyên chấn áp, trọn vẹn cao Lý Thiên Mệnh ngũ trọng. Ồ! Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, trong tay Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, quả quyết giết ra. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một kiếm sinh, một kiếm chết. Kiếm của hắn, càng nhanh ác hơn, kiếm quang chợt hiện. Chúng sinh kiếm ý xuyên thấu mà ra, dường như toàn bộ thế giới một dạng, chấn áp tại Phương Thần Hoan trên thân. Đinh! Kim sắc Đông Hoàng kiếm mũi kiếm, tại xông vào ở giữa, xuyên thấu mũi thương của hắn, kiếp này khí tại Lý Thiên Mệnh trong tay, trong nháy mắt bật nát. Không hai, Phương Thần Hoan mở to hai mắt nhìn, cả người lâm vào trạng thái đờ đẫn. Phốc phốc! Lý Thiên Mệnh xuống một kiếm nhanh chuẩn hung ác,
đâm vào lồng ngực của hắn, hắn có thể không cần quan tâm nhiều, dù sao có tinh nguyên kết giới tại, hắn một mực toàn lực đánh giết. Không có gì bất ngờ xảy ra, tinh nguyên kết giới trong nháy mắt sinh ra, chuyển thành thủ hộ trạng thái. Một cái tinh quang lồng ánh sáng xuất hiện, che lại Phương Thần Hoan, để hắn miễn ở vừa chết, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có. Nhưng, hắn bị đào thải. Ngươi, ở đâu ra thực lực? Phương Thần Hoan bị vây ở tinh nguyên trong kết giới, sắc mặt nhăn nhó. Tại người trọng yếu trước mặt bị đánh bại, quả thực vô cùng nhục nhã. Chúng ta nhiều người, ngươi còn không phải xong đời. Phương Thần Hoan dữ tợn nói. Bất quá, nhất làm cho hắn biệt khuất chính là, Lý Thiên Mệnh đều không phản ứng đến hắn, nhào về phía một cái khác đối thủ. Đúng vào lúc này, tinh nguyên kết giới lực lượng, đem cái kia kim cương huyễn quang thần phượng, lôi kéo tiến đến. Nháy mắt kia, tinh nguyên kết giới khuếch trương lớn thêm không ít, thẳng đến Phương Thần Hoan cộng sinh thú, trở lại cộng sinh không gian, mới sẽ thu nhỏ. Ai ai, kiềm chế một chút a, muốn xảy ra chuyện. Huỳnh Hỏa kêu ầm lên. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh nhìn sang, chỉ thấy cái kia kim cương huyễn quang thần phượng thể nội, đột nhiên có sao hỏa nổ tung. Không sai. Ngay tại vừa mới, Huỳnh Hỏa đem, luyện ngục mệnh hỏa, đâm vào trong thân thể của nó. Đối phương vừa mới tiến tinh nguyên kết giới, luyện ngục mệnh hỏa thì nổ tung. Sau đó, mọi người đờ đẫn nhìn đến, tại tinh nguyên kết giới cái này phong bế trong không gian, luyện ngục mệnh hỏa uy lực nổ tung đột nhiên phóng đại. Càng trùng hợp chính là, Phương Thần Hoan không thể trốn đi đâu được, trong nháy mắt bị ngọn lửa chìm ngập. Ầm ầm, một tiếng nổ tung, tinh nguyên kết giới ổn định chống đỡ, nhưng là trong kết giới hết thảy, bao quát một người một thú, bị trực tiếp nổ thành cho tàn. Thần Hoan, Phương Sấu Ngọc cùng còn lại Thái Thanh Phương thị đệ tử, phát ra rít lên một tiếng, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Phương Thần Hoan, chết rồi. Nói thật, có Thái Thanh Phương thị thân phận, lại có tinh nguyên kết giới, bọn hắn người, một cái đều khó có khả năng chết. Bọn họ cũng theo không cho rằng, chính mình sẽ chết tại phồn tinh chiến trường. Mà bây giờ, Phương Thần Hoan chính mình cũng không có kịp phản ứng, liền bị cái này tinh nguyên kết giới phong bế luyện ngục mệnh hỏa, cho nổ không có. Cổ thánh cảnh tầng thứ ba Lý Thiên Mệnh, mạnh đến mức để đám người bọn họ run rẩy. Giết hắn! Cho Thần Hoan báo thù! Bọn họ ngược lại là kiên cường, không có trực tiếp chạy trốn, mà chính là tại chỗ vây giết. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh tan cổ thánh cảnh tầng thứ 8 Phương Thần Hoan, làm thế nào có thể sợ bọn họ vây công? Hắn ba cái cộng sinh thú, đều phân đi rất nhiều đối thủ, Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm chỗ đến, nguyên một đám tinh nguyên kết giới sinh ra. Thẳng đến sau cùng, bên cạnh hắn xuất hiện 18 cái tinh nguyên kết giới. Còn có một cái đâu? Huỳnh Hỏa hỏi. Chạy, Lý Thiên Mệnh nói. Chạy mất người, là cái kia gọi Phương Sấu Ngọc cổ thánh cảnh tầng thứ 8 đệ tử. Nàng mắt thấy không địch lại, trực tiếp chạy trốn, Lý Thiên Mệnh giải quyết những người khác về sau, nàng đã không còn hình bóng. Những người còn lại, toàn bộ đều tại tinh nguyên trong kết giới, đờ đẫn nhìn lấy hắn. Tu vi của hắn, có phải hay không tại tăng vọt? Đây là cổ thánh cảnh A, hắn sao có thể nhanh đến loại trình độ này? Liền Thần Hoan đều bị hắn đánh bại. Chỉ sợ cho đến lúc này, rất nhiều người mới chính thức biết hắn, mới ý thức tới, Lý Thiên Mệnh tại. Có lẽ đối với những cái kia tuyệt đỉnh cường giả tới nói, Lý Thiên Mệnh còn không tính là gì. Thế nhưng là, sau trận chiến này, hắn tại Địa Nguyên Tông đều có một chỗ cắm rùi, tương lai triển vọng Thiên Nguyên Tông, chưa hẳn không thể. Ta nhớ được, Tinh Khuyết thiếu gia, tại cổ thánh cảnh, đều không có loại này tốc độ đột phá đi. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị Nguyên trên chiến trường, càng ngày càng nhiều người nhận biết Lý Thiên Mệnh. Bất quá! Hắn tự tôn thần mang về thân phận, tạm thời còn tại vòng quan hệ bên trong lan truyền. Một người, đánh bại 19 cái Thái Thanh Phương thị đệ tử. Chiến đấu kết thúc, Trạm Tinh Điện rất nhanh liền hoán đổi rơi mất thị giác, nhưng là, nhị nguyên trên chiến trường, liên quan tới hắn thảo luận, kéo dài không thôi. Nhanh như vậy sao? Thiên Viên Vũ Hành hôm nay khó được đi ra thư giãn một tí, lại thấy được như thế hình ảnh. Bốn cấp thiên địa kiếp nguyên, đều có thể tiến hóa. Hắn híp mắt, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Xem ra, hiện tại ta đã không thể, tiện tay đẩy, liền muốn mệnh của hắn. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy Lý Thiên Mệnh tại thần tông nhất phi trùng thiên hình ảnh. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Ta, mới họ Hiên Viên.
không thể tại tiếp tục như vậy, ta dù sao cũng phải làm chút gì. Ánh mắt hắn bên trong tơ máu trải rộng. Trùng hợp như vậy, lại đụng phải. Lý Thiên Mệnh kéo Đông Hoàng Kiếm, cùng ba cái cộng sinh thú, cùng một chỗ tới gần Phương Tinh Ảnh. Đúng vậy a, Phương Tinh Ảnh ánh mắt đờ đẫn, lui về phía sau mấy bước. Không cần khẩn trương, người cho ta cung cấp nhiều như vậy hữu dụng tin tức, để cho ta thành công tiến đến tham chiến, còn trở thành Phương Tinh Khuyết con mồi, ta làm sao đều không đến mức đem ngươi đào thải đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta đó là vì sống sót thuyết pháp, Phương Tinh Ảnh nói. Giải thích cũng là che giấu, Lý Thiên Mệnh cười nói. Cười cười, hắn mới nghiêm mặt nói, mở cái trò đùa mà thôi, chớ để ý. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi, Phương Tinh Ảnh ngơ ngác nhìn hắn ba cái cộng sinh thú, não tử có chút hỗn loạn. Phồn Tinh chi chiến, các ngươi Thái Thanh Phương Thị người, đều muốn tụ tập tại Phương Tinh Khuyết bên người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là dĩ nhiên, vài trăm người tiến đến, chính là cho hắn hộ giá hộ hàng. Phương Tinh Ảnh nói. Cái này không công bằng a, Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại Phương Tinh Khuyết xếp hạng thứ hai, chẳng phải là nói, hắn muốn bắt lại Phồn Tinh chỉ danh ngạch, còn phải đánh bại mấy trăm người. Cái gì không công bằng, cho ngươi cơ hội tiến đến, coi như công bình, trực tiếp cho Phương Tinh Khuyết cùng Hiên Viên Mộc Tuyết danh ngạch, đó mới gọi không công bằng. Phương Tinh Ảnh nói, mấy trăm người, che chở một người, cái này cùng cho không khác nhau ở chỗ nào. Lý Thiên Mệnh im lặng nói, có khác nhau, chỉ ít Thái Cổ Hiên Viên Thị không dạng này. Phương Tinh Ảnh nói, Thái Cổ Thị tộc kiêu ngạo cùng tự tôn tại quấy phá a. Dạng này bắt đầu so sánh, các ngươi Thái Thanh Phương Thị. Tựa như không chuyện ác nào không làm nhà giàu mới nổi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi không hiểu, chúng ta Thái Thanh Phương Thị, vốn là lưỡng nghi thần vực thị tộc, chúng ta là bị làm heo chó một dạng trục xuất tới, chúng ta tiền bối chịu đựng được khó khăn quá nhiều, bây giờ thật vất vả quật khởi, cường thịnh, tự nhiên không muốn tiếp qua mặc người ức hiếp thời gian. Phương Tinh Ảnh cả giận nói. Lưỡng nghi thần vực, Âm Dương Ma Tông, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Cái này không cùng Thái Ất Kiếm Tộc không sai biệt lắm đâu. Không giống nhau, Thái Ất Kiếm Tộc là chính thống, Lục Đạo Kiếm Tông Thái A Kiếm Tộc mới là chi nhánh. Bọn họ là mỗi người đi một ngả, chúng ta là bị chém tận giết tuyệt. Phương Tinh Ảnh nói. Nhàm chán, ta đối với các ngươi lịch sử không hứng thú. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, các ngươi nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, há không phải là không thể về, chạm tinh cổ lộ tu luyện. Một khi rời đi Phồn Tinh chiến trường, trọng mới trở về thời điểm, hạ xuống vị trí tùy cơ. Tự nhiên không có cách nào lại tụ cùng một chỗ. Vậy liền không đi ra một tháng mà thôi, có thể đột phá bao nhiêu? Phương Tinh Ảnh nói. Còn không ít, Lý Thiên Mệnh cười nói. Phương Tinh Ảnh líu lưỡi, trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh thành cái quái vật. Chút thời gian trước, ta ám sát ngươi, hiện tại, ta không phải đối thủ của ngươi. Phương Tinh Ảnh hoảng hốt nói. Thói quen liền tốt. Ngươi thiên địa kiếp nguyên từ đâu tới? Liên quan ngươi không có việc gì. Ngươi dùng kiếm, ngươi có phải hay không nhân nguyên tông chủ chi tử? Ha ha, gặp lại. Lý Thiên Mệnh không có ý định cùng Phương Tinh Ảnh một đạo. Dù sao, bọn họ không trở về trạm tinh cổ lộ tu hành, hắn chả muốn trở về đâu. Ngày thứ hai, Phồn Tinh bảng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh tại trên bảng danh sách, thành công tìm tới chính mình. Người thứ 70, điểm số, 73 điểm. Đánh bại cái kia 18 người, trọn vẹn tăng hơn 40 phân. Vận khí cũng không tệ lắm. Tuy nhiên khoảng cách đứng đầu bảng rất xa xôi, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không nóng nảy, còn là dựa theo chính mình thiết tấu tới. Dù sao đếm ngược 3 ngày trước, đều lấy tu hành làm chủ. Tên của hắn lần thứ nhất xuất hiện tại Phồn Tinh bảng, người có quyết tâm nhất định sẽ trông thấy. Không ra Lý Thiên Mệnh sở liệu. Phương Tinh Khuyết, thấy được. Phồn Tinh chiến trường một tòa màu đen trên núi cao. Hết thảy tiếp cận 200 người, hội tụ vào một chỗ. Bọn họ, đều là Thái Thanh Phương Thị. Dạng này một đội ngũ, quả thực là Phồn Tinh chiến trường phía trên thế lực bá chủ, tuyệt đối có thể hoành hành bá đạo, bất kể là ai đụng tới bọn họ, đều phải chạy trối chết. Phương Tinh Khuyết, chính là đám người này thủ lĩnh. Hắn không nhất định là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là lớn nhất quyền uy. Nhìn thấy không, Lý Thiên Mệnh, người thứ 70, Phương Tinh Khuyết cười lạnh một tiếng. Lấy thực lực của hắn, còn có thể đánh bại 60, 70 người. Vận khí cũng không tệ lắm. Phương Tinh Khuyết bên cạnh,
đứng đấy một cái thiếu niên mặc áo đen. Hắn tuổi tác cùng Phương Tinh Khuyết tương tự, trên đầu có đỏ xanh lam ba loại màu tóc. Đây cũng không phải là nhuộm thành, mà chính là thiên nhiên mà thành. Tại Thái Thanh Phương Thị, đây là thiên phú xuất chúng biểu tượng. Gần với Phương Tinh Khuyết màu phát sáng tóc. Tạm thời đừng để ý tới hắn, trước vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết lại nói, để cô gái này, đặt ở lão tử trên đầu, ta rất khó chịu. Phương Tinh Khuyết nói. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, bên cạnh mình tiếp cận 200 người đội ngũ, khắp nơi đi săn, muốn là còn không sánh bằng Hiên Viên Mộc Tuyết một cái, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Mỗi lần Phồn Tinh Bảng vừa xuất hiện, Phương Tinh Khuyết đã cảm thấy rất mất mặt. Cũng chỉ có 300 chênh lệch, tiếp đó, sẽ càng ngày càng ít, mấy ngày thì vượt qua, thiếu niên mặc áo đen nói. Thần Ngự, người có biết Hiên Viên Mộc Tuyết, từ đâu tới hiệu suất? Phương Tinh Khuyết hỏi. Không biết, thiếu niên mặc áo đen Phương Thần Ngự lắc đầu. Bọn họ lúc nói chuyện, những người khác không có tới gần. Mọi người đều biết, hai người bọn họ tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Mặc kệ, trước vượt qua nàng lại nói, chúng ta Thái Thanh Phương Thị đội ngũ càng lúc càng lớn, các loại sau cùng 3 ngày, ta xem ai dám đến đụng đến ta. Phương Tinh Khuyết nói, ngươi yên tâm, cái này Phồn Tinh chỉ danh ngạch, nhất định thuộc về ngươi. Ai dám đoạt, ta giết chết hắn. Phương Thần Ngự thản nhiên nói. Thần Ngự, cha ngươi ra ngoài lôi kéo còn lại thần vực, trở về rồi sao? Phương Tinh Khuyết quan tâm hỏi. Trở về, hiệu quả không tốt. Hắn đi tứ tượng thần vực, bên kia người, không để ý hắn. Phương Thần Ngự ánh mắt lạnh lùng. Trở về liền tốt, nói thật, ta cảm thấy không đùa. Đại cục đã định, cha ngươi là chúng ta Thái Thanh Phương Thị, người đứng thứ 3, trưởng khống 9 đại thần điện, thẩm phán điện, là thần tông hình phạt chi chủ. Là chúng ta Thái Thanh Phương Thị chính mình người, không muốn xông lên phía trước nhất, cho tông môn bán mạng. Phương Tinh Khuyết nói. Đây là ngươi ý nghĩ, vẫn là. Ta là nghĩ như vậy. Không biết phụ thân bọn họ nghĩ như thế nào. Phương Tinh Khuyết thản nhiên nói. Chúng ta Thái Thanh Phương Thị, đản sinh tại tứ tượng thần vực, trưởng thành tại lưỡng nghi thần vực, xưng bá tại thái cổ thần vực, mới có kích thước ngày hôm nay. Nhưng là, người biết tứ tượng thần vực người, làm sao chửi chúng ta sao? Phương Thần Ngự ánh mắt phẫn nộ. Ngươi nói. Bọn họ nói chúng ta là, tam tính gia nô. Phương Thần Ngự cắn răng nói. Mà nó, Phương Tinh Khuyết ánh mắt phun lửa. Cái gì gia nô, hiện tại thái cổ thần vực, là phương gia chúng ta. Bọn họ bản tộc Hiên Viên, đều phải đứng sang bên cạnh. Một ngày nào đó, ta muốn tiêu diệt tứ tượng thần vực. Phương Thần Ngự nói. Chúng ta cùng một chỗ. Phương Tinh Khuyết lửa giận dâng trào. Hắn phẫn nộ một hồi lâu, mới thở nổi, ánh mắt lạnh lẽo nói, tiếp tục xuất phát, tìm kiếm con mồi. Bọn họ đội ngũ tản ra, nhưng là giữ liên lạc, bên kia có động tĩnh, rất nhanh liền có thể đến gần. Hiệu suất phi thường cao. Đúng vào lúc này, Tinh Khuyết, đụng phải Phương Xấu Ngọc, nàng muốn tìm ngươi. Phương Thần Ngự từ đằng xa đi tới. Nàng, Phương Tinh Khuyết vẫy tay, để cái kia áo trắng thiếu nữ tới. Tinh Khuyết thiếu gia, chúng ta một hàng 18 người, đều bị Lý Thiên Mệnh đào thải ra khỏi cục. Phương Thần Hoan tức thì bị hắn giết. Phương Xấu Ngọc hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Cái gì, rất nhiều người nghe nói như thế. Đều áp sát tới, ánh mắt âm sâm. Các ngươi không phải cổ thánh cảnh tầng thứ 8. Phương Tinh Khuyết cau mày nói. Đúng vậy a, thế nhưng là hắn một kiếm, thì đánh bại Thần Hoan. Phương Xấu Ngọc sắc mặt trắng bệch nói. Điều đó không có khả năng, hắn tại Minh hội chiến không có thực lực này, bây giờ còn chưa nửa tháng đâu. Phương Thần Ngự nói. Có thể là cộng sinh thú tiến hóa, mang tới ích lợi. Phương Tinh Khuyết ánh mắt lạnh lẽo nói. Người này là cái khó chơi con dẹp, thực sự sớm một chút giết chết mới được. Đúng, hắn không là sinh tử kiếp cảnh, như thế nào đánh vỡ tinh nguyên kết giới, giết Phương Thần Hoan. Phương Thần Ngự hỏi, tựa như là hắn cộng sinh thú một loại thần thông, theo vào tinh nguyên kết giới, bỗng nhiên nổ tung. Phương Xấu Ngọc nói, thần thông, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hung quang. Không thể không nói, cái này gọi Lý Thiên Mệnh người, không ngừng khiêu khích bọn họ. Để bọn hắn càng ngày càng buồn nôn. Ngay cả ta Thái Thanh Phương Thị người cũng dám giết. Ha ha, Phương Tinh Khuyết cắn môi. Tinh Khuyết thiếu gia, ta lưu lại một cái hậu thủ. Phương Xấu Ngọc bỗng nhiên nói. Nói, ta để Phấn Phấn đem nó, Huyền Ngọc Phấn, nhiễm đến Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú trên thân, hắn cái kia chim ưa thích treo ở trên người hắn,
hắn trên người bây giờ thì có huyền ngọc phấn. Bạch ngọc huyền hoàng huyền ngọc phấn, cùng phổ thông bột đá không có gì khác biệt, chỉ có chính nó có thể nghe thấy được vị đạo, lấy truy tung đối thủ. Phương Sấu Ngọc nói, ý của ngươi là, chúng ta có thể tìm tới hắn. Phương Tinh Khuyết ánh mắt sáng lên. Cần phải có thể. Hắn cộng sinh thú tốc độ nhanh, tìm tới chưa hẳn hữu dụng. Phương Thần Ngự nói, không nhất định, chúng ta có thể ẩn núp tới gần, tại hắn không có chút nào phòng bị thời điểm, nhất kích tất sát, cộng sinh thú, đều ra không được. Phương Tinh Khuyết ánh mắt âm sâm nói, cái kia, hiện tại thì xuất phát. Xuất phát. Hắc Phụ lượn quanh hoang nguyên, một đám mấy trăm người nhanh như tên bắn mà vụt qua, lần lượt từng bóng người tại cao sơn khe sâu bên trong thoáng hiện, lặng yên không một tiếng động. Chỉ có Thái Thanh Phương Thị, mới có thể tại phồn tinh chiến trường phía trên, tụ tập nhiều người như vậy. Theo lấy bọn hắn tiến lên, nhân số càng ngày càng nhiều. Trong đội ngũ, thậm chí đã tụ tập mấy cái thiên nguyên đệ tử. Phương Sấu Ngọc, vẫn còn rất xa. Phương Tinh Khuyết mắt nhìn phía trước tối tăm giang hà, ngữ khí có chút lãnh đạm hỏi. Đã đuổi hai canh giờ. Tinh Khuyết thiếu gia, không sai biệt lắm. Hắn ngay ở phía trước, ta đề nghị lại chờ một lúc, đem đám người phân tán ra đến, vây quanh mà đi, đóng chặt hoàn toàn hắn đào tẩu lộ tuyến. Phương Sấu Ngọc ngồi tại Bạch Ngọc Huyền Hoàng trên thân, có chút khẩn trương nói. Thành, thời gian điểm ngươi đến an bài. Phương Tinh Khuyết nói. Vâng, Phương Sấu Ngọc kinh hỉ gật đầu. Nàng đang nghĩ, lần này nếu là thành công, chính mình tính toán lập được công cực khổ, nói không chừng có thể đi vào Phương Tinh Khuyết hạch tâm phạm vi. Mấy trăm người tiếp tục tiềm hành. Nhị Nguyên trên chiến trường. Trạm tinh điện cho cái này mấy trăm người toàn bộ hành trình thị giác, mặc kệ bất cứ lúc nào, người bên ngoài đều có thể nhìn đến động tĩnh của bọn họ. Cái này xem ra, tựa như là trạm tinh điện, đối Thái Thanh Phương Thị loại hành vi này, một loại vô hình mỉa mai. Bọn họ là đang đuổi người. Hẳn là. Phương Tinh Khuyết cùng Phương Sấu Ngọc câu thông, Phương Sấu Ngọc mới từ Lý Thiên Mệnh trong tay đào thoát, rất có thể là lưu lại tiêu ký. Cho nên, Phương Tinh Khuyết tại truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Cái này dễ nhìn, dù sao Lý Thiên Mệnh, giết Thái Thanh Phương Thị Phương Thần Hoan, mà Phương Tinh Khuyết, là có thù tất báo người. Nhị Nguyên chiến trường, lại lần nữa náo nhiệt. Trong mắt bọn họ Phương Tinh Khuyết, từng bước một tới gần con mồi, toát ra âm trầm nụ cười. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Mộc Tuyết, Tinh Khuyết thiếu gia, chúng ta phát hiện Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng muốn chạy. Phương Tinh Khuyết chính đang tự hỏi làm nhục Lý Thiên Mệnh biện pháp, hắn đội ngũ bên trái bỗng nhiên phát sinh rối loạn, rất nhiều Thái Thanh Phương Thị đệ tử la to. Truy, Phương Tinh Khuyết giống lớn một tiếng. Mọi người vội vàng thay đổi phương hướng, toàn bộ hướng về bên trái mà đi. Đuổi theo cho ta phía trên nàng, người nào lưu lại cho ta nàng, khen thưởng tam điều kiếp văn kiếp khí một kiện. Phương Tinh Khuyết mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chính hắn càng là một ngựa đi đầu, cùng mấy cái thiên nguyên đệ tử cùng một chỗ, lóe lên một cái rồi biến mất, xông phía bên trái trách, điên cuồng đuổi theo. Tinh Khuyết thiếu gia, Phương Sấu Ngọc ngơ ngác một chút, nàng quay đầu nhìn bên người Phương Thần Ngự, hỏi, chúng ta không truy Lý Thiên Mệnh sao? Ngươi nghĩ gì thế? Phương Thần Ngự đập đầu của nàng một bàn tay, Lý Thiên Mệnh nhiều lắm thì điều đáng ghét chó săn, sủa âm thanh nhiễu người mà thôi. Hiên Viên Mộc Tuyết mới là Tinh Khuyết đối thủ chân chính, đem nàng cầm xuống, chẳng những có thể cấp cho Thái Cổ Hiên Viên Thị sắc mặt nhìn, để bọn hắn ăn quả đắng. Càng là có thể vững chắc thiếu ra Phồn Tinh Chỉ danh ngạch. Phồn Tinh Chỉ danh ngạch cho ai, cũng không thể cho Hiên Viên Thị. Đã hiểu, Phương Sấu Ngọc thè lưỡi, ra vẻ đáng yêu gật đầu. Tam đại thị tộc theo người trẻ tuổi liền bắt đầu cạnh tranh, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, chính mình càng mạnh, người khác càng yếu, tương lai liền sẽ càng tốt. Thái Thanh Phương Thị cũng là theo thế hệ trẻ tuổi, tại cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, vừa rồi quật khởi tại Thần Tông. Phương Tinh Khuyết chẳng những muốn cầm đệ nhất, muốn uy danh lan xa, còn muốn đem Hiên Viên Mộc Tuyết bọn người, triệt để nghiền ép, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Thái Thanh Phương Thị mấy trăm người, truy đuổi một cái Hiên Viên Mộc Tuyết, tràng diện tương đương hùng vĩ. Bất quá, chính thức có thể đuổi kịp, cũng chỉ có mấy cái thiên nguyên đệ tử. Tối tăm trong chiến trường, một cái toàn thân trắng như tuyết thiếu nữ, toàn thân bị băng tuyết bao trùm, nàng ở trong cơn bão táp cấp tốc tiến lên, sau lưng không thể đếm hết được bóng người tại điên cuồng đuổi theo. Nhưng, sắc mặt của nàng chưa từng biến hóa bao giờ. Cẩn thận! Phương Tinh Khuyết vừa hô một tiếng, trên trời rơi xuống tuyết lớn, hình thành băng tuyết phong bạo, cuốn tới.
Trong lúc nhất thời băng phong vạn dặm, hàn phong lạnh thấu xương mà qua thời điểm, bao khỏa phương tinh khuyết ở bên trong, chỉ ít trước mặt hơn 10 người, trong nháy mắt đông lạnh thành tượng băng. Phanh phanh phanh, tượng băng nổ tung về sau, trên người bọn họ đều tràn đầy băng xương, cóng đến run rẩy. Tiếp tục đuổi, phương tinh khuyết xì một tiếng khinh miệt. Đằng sau không có bị đông lạnh phía trên, đã đuổi theo, phương tinh khuyết để bọn hắn cộng sinh thú đều đi ra, dùng thần thông viễn chỉnh oanh tạc. Đàn bà thúi, còn ở trước mặt ta giả thanh cao, ngươi không phải rất có thể giả bộ đâu. Ta nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu, phương tinh khuyết chửi ầm lên. Hắn xác thực rất không có tố chất, thái cổ thần tông đệ tử đều quen thuộc, dù sao mọi người cũng không dám nói hắn không có gia giáo. Một cái hung hăng càn quấy phế vật, cái kia gọi là hoàn khố. Một cái hung hăng càn quấy thiên tài, cái kia gọi là ác mộng. Phương tinh khuyết, cũng là rất nhiều thái cổ thần tông đệ tử ác mộng. Mặc kệ phương tinh khuyết gọi thế nào trách móc, nơi xa cái kia băng tuyết bên trong phi nhanh thiếu nữ, đều không có trả lời hắn, thậm chí không quay đầu lại qua. Có gan đừng chạy, cùng lão tử tỉ thí một trận. Vẫn là nói, các người thái cổ hiên viên thị, cũng là có đầu rút cổ bọc mủ, rùa đen rút đầu. Phương tinh khuyết làm càn chế diễu. Hiên viên mộc tuyết vẫn không có phản ứng đến hắn. Dù sao, ai biết hắn là đơn đấu, vẫn là quần ẩu đâu. Phương tinh khuyết đuổi đến thổ huyết, hắn không những không đuổi kịp, thậm chí dẫn đến đội ngũ tách rời. Hiên viên mộc tuyết, một ngày nào đó, ta muốn người quỳ gối ta phương tinh khuyết dưới chân, cho ta quỳ liếm. Hắn nghĩ hết biện pháp, muốn chọc giận nàng. Câu nói này nói ra miệng, bọn họ thái thanh phương thị đệ tử, đều tại mập mờ cười to. Quả nhiên, câu nói này để cái kia hiên viên mộc tuyết ngừng một chút, băng tuyết càng lạnh lẽo. Nhưng, nàng tiếp nhận năng lực vẫn là rất mạnh. Nàng chỉ dừng lại một lát, liền lập tức tiếp tục rời đi, đối phương tinh khuyết đến đón lấy những cái kia rõ ràng ô ngôn uế ngữ, nàng mắt điếc tai ngơ. Phương tinh khuyết cũng không sợ mất mặt, dù sao tinh chủ kết giới cũng không thể lan truyền thanh âm, coi như trưởng bối nói hắn mở miệng quá phận, thấp kém, hắn đại có thể giải thích vì, đây là chọc giận hiên viên mộc tuyết biện pháp. Tinh khuyết thiếu gia, ưa thích hiên viên mộc tuyết sao? Phương Sấu Ngọc Truy ở phía sau hỏi. Không biết a, bất quá, bọn họ khi còn bé có hôn ước. Phương Thần Ngự thản nhiên nói. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Phương Sấu Ngọc Chu chu mỏ. Hai đại tộc quan hệ, tại những năm này biến đến khẩn trương, đoán chừng tộc Phương không đàm phán. Phương Thần Ngự nói. May mắn, cái này thái cổ hiên viên thị người, làm sao xứng với tinh khuyết thiếu gia? Phương Sấu Ngọc khinh bỉ nói. Đúng vào lúc này, Phương Tinh Khuyết thanh âm, từ phía trước truyền đến. Thần Ngự, người mang Phương Sấu Ngọc, đi đem Lý Thiên Mệnh cho ta chụp tới, đem tay chân chém đứt không tính vết thương chí mạng, sẽ không xúc động tinh nguyên kết giới. Ta trước cùng cái này hiên viên mộc tuyết đòn khiêng lên. Vâng, Phương Thần Ngự nhìn thoáng qua Phương Sấu Ngọc, nói, đi. Đúng, Thần Ngự thiếu gia. Tiếp đó, nàng nắm giữ cùng Phương Thần Ngự đơn độc chung đụng cơ hội, nhìn lấy bên cạnh cái này tuấn Mỹ cao lạnh thiếu niên, Phương Sấu Ngọc trong lòng hươu con sông loạn. Hai người bọn họ thoát ly đám người, lấy Bạch Ngọc Huyền Hoàng truy tung Lý Thiên Mệnh mà đến. Đúng rồi, Thần Ngự thiếu gia, cái này Lý Thiên Mệnh bản sự còn có thể, chúng ta phát hiện hắn về sau, nhất định muốn mai phục tới gần, tranh thủ một kích thành công. Cứ dựa theo tinh khuyết thiếu gia nói, đem tay chân chém đứt, hắn cũng tương đương với phế đi, chạy không được. Mặt khác, bắt, chém giết hắn cộng sinh thú, cũng là một loại biện pháp. Phương Sấu Ngọc nói. Ta cần ngươi nói, Phương Thần Ngự nói. Ta lắm mồm, bất quá, vì hoàn thành nhiệm vụ nha, Thần Ngự thiếu gia không muốn hung nhân nhà. Phương Sấu Ngọc ủy khuất nói. Chớ ở trước mặt ta nũng nịu, ngươi loại này nữ, ta nhiều lắm là chơi một lần, thì sẽ không còn có hứng thú. Phương Thần Ngự nói. Phương Sấu Ngọc ngây người tại chỗ. Thần Ngự thiếu gia, nàng đuổi theo. Làm gì? Phương Thần Ngự hỏi. Một lần thì một lần nha, tình cảm chắc chắn sẽ có. Phương Sấu Ngọc thẹn thùng nói. Phương Thần Ngự ngây dại. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nói, ta nói cho ngươi, sinh tử kiếp cảnh trở xuống, ta Phương Thần Ngự, không có đối thủ. Ngươi chỉ là phương diện kia, nếu như là chuyện nam nữ, vậy cũng không nhất định. Ta mẹ nó nói là chiến đấu. A. Ầm ầm, đại địa tiếp tục oanh minh, chấn động to lớn. Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang cùng một chỗ, đang cùng một đầu cửu giai cổ thánh thú đại chiến. Trong mắt bọn hắn,
trước mắt đại địa rạn nứt ra từng cái vết nứt, thương sơn run rẩy, dòng sông lật trời. Một đầu toàn thân áo giáp cự thú, theo trên mặt đất lao ra, lấy trên đầu độc giác, hướng về Lam Hoang đâm xuyên mà đến. Đây là một đầu hình dáng như xuyên sơn giáp cự thú, thon dài mà kiên cường, toàn thân lân phiến dày đến một mét trở lên, phía trên dính đầy cáu bẩn, nó nanh vuốt đều cực kỳ sắc bén, trên lưng càng nắm chắc hơn 10 cái lưỡi đao một dạng gai nhọn, cái đuôi như đuôi rồng một dạng, cuối cùng nhất sắc bén như thương nhọn. Dạng này hình thể, thuận tiện nó tại bên trong lòng đất ghé qua, chui xuống đất bản sự, siêu phàm thoát tục. Cái này một con hung thú, tên là xuyên sơn giới long. Đè lại nó. Không dùng Lý Thiên mệnh hô, Lam Hoang liền đã cùng nó đòn khiêng lên. Nó chấn động đại địa, đem hóa thành trạm Lam Hải Ngục, đem cái này xuyên sơn giới long ép ra ngoài, nó cái kia thân thể lớn như vậy trực tiếp lăn đi lên. Lam Hoang thân thể, chỉ ít có cái này xuyên sơn giới long lớn gấp 3, nhưng nói thật, đối phương văn ngắn sắc bén, càng thêm linh hoạt, thì cùng cá trạch giống như. Phanh phanh. Hai đầu cự thú điên cuồng va chạm, chém giết. Đối phương là một đầu thành niên cửu giai cổ thánh thú, thực lực tương đương tại cổ thánh cảnh đỉnh phong, là nơi này nhất phương bá chủ. Lý Thiên Mệnh vào lúc này, từ trên trời giáng xuống. Cửu U thần ma chảo. Có linh hồn kiếp phó tăng thêm, một chảo này uy lực tương đương cường hãn. Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám cánh tay móng vuốt, tuy nhiên xé rách huyết nhục lộ ra quá ngắn nhỏ, thế nhưng linh hồn kiếp phó trùng kích, đối xuyên sơn giới long tới nói, thực sự quá lớn. Xuyên sơn giới long, một tiếng hét thảm, tuyệt đối kinh động tứ phương. Giống, Lam Hoang đặt ở trên người đối phương, hồng mông âm ba thi triển. Ngay tại lúc này, xuyên sơn giới long ra sức giãy giụa, xông ra nó trưởng khống, đột nhiên thi triển nó thần thông đại địa ma bàn. Trong lúc nhất thời, lại có vô số bùn đất cùng núi đá, ngưng kết tại trên người của nó. Nó thân thể cuốn một cái, đầu đuôi tương liên, đem kiên cường phần lưng, cung cấp trên đại lượng gai nhọn. Lộ tại bên ngoài, kể từ đó, nó biến thành một cái sắc bén bàn quay. Ngưng tụ đến núi đá cùng bùn đất, trồng chất tại trên thân thể, kết thành một cái thân thể của hắn gấp 10 lần lớn nhỏ đại địa ma bàn. Ông, cái kia như núi lớn to lớn đại địa ma bàn, theo lên chân trời, hướng về Lam Hoang nện tới. Ầm ầm, đây quả thật là một ngọn núi nện xuống, hơn nữa còn là lấy xoay tròn phương thức, càng đáng sợ chính là, đồi núi nội hạch là cao tốc xoay tròn xuyên sơn giới long. Đinh đinh đinh, phần lưng của nó gai nhọn, cùng Lam Hoang long chảo ma sát, ra đời vô số sao hỏa, vô cực tinh long đồ hoàn toàn ngưng tụ, vì Lam Hoang chặn xuyên sơn giới long tuyệt sát nhất kích. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, từ thiên hạ đâm xuống đến. Vạn kiếp kiếm, hội tụ mũi kiếm. Đế vực kiếm hoàng kết giới phạm vi, đã tương đương to lớn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể lựa chọn, không đem kết giới căng ra. Mà chính là đem vô số kiếm khí, hội tụ tại trên thân kiếm. Kể từ đó, hiện tại đế vực kiếm hoàng kết giới, uy lực so vạn kiếp kiếm đều còn mạnh hơn nhiều. Phốc phốc, hắn một kiếm xuyên thấu xuyên sơn giới long cái ót. Phốc phốc phốc, quấy rối đế vực kiếm hoàng kết giới, tại xuyên sơn giới long trong đầu căng ra, trong lúc nhất thời, đem bên trong giết thành hổ gián. Ngao ô, ánh mắt hung hãn xuyên sơn giới long ngao ô một tiếng, mềm mại ngã xuống. Lý Thiên Mệnh ngay sau đó thì thu hồi Đông Hoàng kiếm, lấy tế luyện pháp đạt được cái này cửu giai cổ thánh thú thú hồn, giao cho Lam Hoang. Đây là ngươi cái thứ 7, thất bại nữa, ngươi liền không có. Lý Thiên Mệnh nói, ta không phục, Lam Hoang nói. Thời kỳ phản nghịch đến ngươi, không phục cũng phải phục. Lý Thiên Mệnh đem nó sách về cộng sinh không gian đi. Trước mắt Huỳnh Hỏa có tân thần thông, Lam Hoang cùng Miêu Miêu còn không có tiến triển, phồn tinh chiến trường là điều kiện thiên nhiên. Lý Thiên Mệnh tại tu luyện cùng chiếm lấy điểm số sau khi, phàm là gặp phải hung thú, cơ bản xuất thủ. Hắn ba cái cộng sinh thú càng ngày càng mạnh, tương đương với Lý Thiên Mệnh thực lực của mình, cũng tại tăng vọt. Khoảng cách cổ chi thánh cảnh tầng thứ tư cổ thánh kim thân, chỉ có nhất trọng. Một khi thành công, ta còn không có tu luyện, luyện thể chiến quyết, nhục thân biến hóa không lớn, nhưng là bọn họ ba cái, huyết nhục cường độ tăng vọt, mà lại... Về sau mỗi một tầng đột phá, đều sẽ có huyết nhục năng lực ngoài định mức tăng phúc. Đây là cộng sinh thú đặc tính, hâm mộ không tới. Bọn họ chịu đựng qua thiên ý cảnh sau xấu hổ kỳ, cũng nên đến bạo phát thời điểm. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại mục tiêu, cũng là cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Nếu là có thể đột phá tầng thứ tư, ta khả năng, cổ
cổ thánh cảnh vô địch. Thật nhanh a, cảm giác hôm qua, còn tại cùng cổ thánh cảnh tầng thứ hai càn đế sinh tử đấu. Chín đại thần vực tuy nhiên hung hiểm, nhưng ta nếu là không đến, hiện tại đoán chừng, còn không đột phá nổi cổ chi thánh cảnh. Trước mắt Lam Hoang ngay tại luyện hóa thú hồn, Lý Thiên Mệnh dự định rời đi phồn tinh chiến trường, đi chạm tinh cổ lộ, tiếp tục tu hành thiên ý. Hắn xúc động trên gia tinh nguyên kết giới. Các loại trong chốc lát, tựa hồ không có động tĩnh. Không có phản ứng là có ý gì. Lý Thiên Mệnh nhớ đến mấy lần trước, chạm tinh điện tiền bối, rất nhanh liền đến đón mình đi ra. Hắn bỗng nhiên giật mình. Nói rõ bên cạnh ta 3.000 mét bên trong, có người tồn tại. Có thể là vừa mới đánh bại xuyên sơn giới long, náo động lên động tĩnh. Nghĩ đến đây, hắn liền dự định chuyển di. Lý Thiên Mệnh rất cảnh giác, hắn hai mắt nhìn phía trước, mở u tay trái ở phía sau, quan sát phía sau. Ngay tại lúc này, hắn nhìn đến sau lưng có cái cao lạnh thiếu niên, hướng về hắn phi tốc mà đến. Đây là Phương Tinh Khuyết bên người một người, Lý Thiên Mệnh phản ứng lại. Thiếu niên này nắm giữ ba màu tóc dài, tuổi tác không lớn, thiên phú rất cao, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt quay đầu, cùng đánh tới chớp nhoáng đối thủ, trực tiếp chạm mặt. Hắn lần này đầu, cho đối phương giật nảy mình. Phải biết, mục tiêu của hắn là đánh lén, một chiêu đánh tan. Còn mấy trăm mét, hắn đều bị Lý Thiên Mệnh phát hiện, còn thế nào đánh lén. Duy nhất để hắn cao hứng là, Lý Thiên Mệnh cũng không có để cái kia hắc miêu đi ra, hắn sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy Phương Thần Ngự, hỏi, ngươi tên gì? Đánh lén thất bại, Phương Thần Ngự chậm xuống cước bộ, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Phương Thần Ngự, hắn một bên nói, một bên tới gần Lý Thiên Mệnh. Làm gì đâu? Ngươi dám giết ta Thái Thanh Phương thị người, đã đắc tội chúng ta toàn tộc, ta phụng mệnh đoạn tay ngươi đủ, áp giải cho Phương Tinh Khuyết xử trí. Phương Thần Ngự âm lãnh nói. Các ngươi người, không chết qua a? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Không có, ngươi phá lệ, không cho ngươi đạt được kết cục bi thảm, giết gà dọa khỉ, chúng ta về sau không tốt lắm lăn lộn. Tinh Khuyết mặt mũi, không chỗ đặt, Phương Thần Ngự nói. Lý Thiên Mệnh cười khúc khích, mười mấy tuổi tiểu hài tử, vẫn rất sẽ bưng, mặt mũi đều có. Ngươi lá gan thật là lớn a, hy vọng bi kịch buông xuống thời điểm, ngươi còn có thể dạng này, trên mặt nụ cười nói chuyện. Phương Thần Ngự nói. Có thể, Lý Thiên Mệnh nói. Phương Thần Ngự để hắn cái này nhẹ nhàng như thường dáng vẻ, tức giận đến có chút phát run, hắn ẩn giấu đi tức giận, còn tại ở gần Lý Thiên Mệnh. Muốn đánh a, Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh quan sát một chút, nói, người này có chút cổ quái, hắn đại bộ phận khí tức, đều là cổ thánh cảnh thánh nguyên, nhưng trên thân đã có bộ phân sinh tử kiếp cảnh sinh kiếp chi lực. Ta đoán chừng hắn sắp hoàn toàn bước vào sinh tử kiếp cảnh. Đối thủ như vậy, đánh lên rất mệt mỏi, mà lại thắng thua sinh tử khó liệu. Huống hồ, Lam Hoang ngay tại luyện hóa thú hồn, không có cách nào tham chiến. Ngươi không dùng giải thích nhiều như vậy, không phải liền là chạy trốn sao? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Không cần nói đến ngay thẳng như vậy, Lý Thiên Mệnh cười nói. Lúc nói chuyện, Phương Thần Ngự đã đến trước mắt của hắn. Xem chiêu, Lý Thiên Mệnh hô to một tiếng, xoay người chạy. Gan chó. Phương Thần Ngự giật mình, còn tưởng rằng hắn muốn thi triển cái gì đại chiêu, đang muốn phòng bị, liền nhìn đến Lý Thiên Mệnh cưỡi lên một đầu lôi đình cự thú, quay người bỏ chạy. Phương Thần Ngự giận không nhịn nổi. Lý Thiên Mệnh. Người cái này để người ta cười nhạo thứ hèn nhát, không có cột sống ra hỏa, người sẽ chỉ chạy thật sao? Bột mềm, phế vật. Tại chúng ta trong mắt, người chính là một đầu sẽ chỉ chạy trốn, chỉ xứng run rẩy là chó mất chủ. Hắn một bên truy đuổi, một bên giận mắng. Cẩu tặc, cả nhà các ngươi đều là cục đuôi súc sinh. Phương Thần Ngự mắng to. Chỉ bất quá, miêu miêu tốc độ kinh thiên, Lý Thiên Mệnh sớm đã nhanh chóng đi. Bị dạng này mắng. Ngươi có thể chịu a? Miêu miêu châm ngòi thổi gió nói. Không thể a, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy còn không quay đầu đánh hắn. Lý Thiên Mệnh gõ gõ đầu của nó, nói, người trẻ tuổi, muốn kiên nhẫn một chút, trò vui muốn ấp ủ một chút, mới có xông vào mũi mùi hương đậm đặc. Tại một chỗ như vậy, cường địch vây quanh, từng bước mạo hiểm, kỳ thật tâm cảnh của hắn, đều thành thục rất nhiều. Cái gì đồ chơi, bản mèo nghe không hiểu, ta chỉ muốn đánh hắn. Đánh cái gì đánh, hắn cũng không phải mắng ngươi, thật ứng câu nói kia. Lời gì? Hoàng đế không vội, thái giám gấp. Miêu miêu khẩn trương phía dưới, vội vàng mò trứng. May mắn, vẫn còn ở đó.
Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, cái kia phương thần ngự, triệt để cùng mình quấn lên. Hắn vốn đã thoát khỏi hắn, thậm chí rời đi phồn tinh chiến trường, trở lại trạm tinh cổ lộ tu hành, có thể mỗi lần trở về sau, bất quá mấy canh giờ, đối phương vậy mà lại xuất hiện. Người còn chưa tới, người này liền bắt đầu nhục mạ. Hắn biết rõ đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh, chính là muốn ép hắn giận không nhịn nổi, chủ động cùng chính mình động thủ. Đến cùng là vì cái gì đây? Lý Thiên Mệnh suy tư. Hắn nhất định có truy tung biện pháp của ta. Sau đó hắn trên dưới kiểm tra. Trên người hắn không có mặc cái gì phòng ngự kiếp khí, hiện hữu chỉ là phổ thông quần áo. Sau đó không lâu, hắn tại trên quần áo, phát hiện một số tinh mịn bột đá, số lượng rất nhỏ. Đoán chừng cũng là thứ này. Thay quần áo khác, rửa đi là được rồi. Huỳnh Hỏa nói. Không, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Vì sao? Hắn đều mắng lâu như vậy, ta phải đem hắn đầu lưỡi rút. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật đúng là tốt nhịn a. Đại trượng phu, có thể duỗi có thể co lại. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải co được giãn được sao? Ngươi cút. Cổ Phong đường phố, Tuyết Nghi kiếm các. Tỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Lý Thiên Mệnh ngẫu nhiên tới. Ai vậy? Kiếm Tuyết Nghi hỏi. Chuyện kia về sau, hung thủ đến bây giờ không tìm được, nàng bình thường tính cách hoan thoát, nhưng bây giờ lại bao phủ tại u buồn bên trong, hiển nhiên tâm tình rất khó chịu. Phương Thần Ngự, Lý Thiên Mệnh nói. Cũng là cả ngày nắm lấy ngươi chạy cái kia. Kiếm Tuyết Nghi trợn mắt một cái nói. Ngươi đều biết a? Lý Thiên Mệnh giật mình nói. Nói nhảm, hiện tại chỉnh cái tông môn người đều biết ngươi, thật nhiều người mỗi ngày đều đi xem. Chờ ngươi ngày nào bị Phương Thần Ngự đuổi qua đâu. Trạm tinh điện chuyên môn cho Phương Thần Ngự mở cái thị giác, để mọi người chế giễu ngươi là làm sao chạy trốn. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngọa tào, vô tình. Lý Thiên Mệnh một mặt mộng bức. Mọi người còn cho ngươi lấy cái ngoại hiệu, kêu cái gì, sợ Thiên Mệnh. Có người còn viết một bài thơ, treo ở ngươi, thiên hạ đệ nhất các cửa. Kiếm Tuyết Nghi nói. Cái gì thơ, Lý Thiên Mệnh nổi giận, có người khi dễ như vậy sao? Phồn trong tinh chiến ta khúm núm, minh hội tranh tài ta trọng quyền xuất kích. Quá khi dễ người, Lý Thiên Mệnh cả giận nói, có điều hắn thừa nhận, bài thơ này cũng không tệ lắm. Ngươi đừng thương tâm a, không có cách, Thái Thanh Phương thị người cũng là bá đạo như vậy, ai để ngươi giết bọn hắn người đâu. Hiện tại trong trong ngoài ngoài, đều tại nói ngươi, sống không mất bao nhiêu thời gian. Kiếm Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, nói, Thiên Mệnh, tỷ khuyên ngươi sớm một chút theo phồn tinh chiến trường đi ra, trốn vào chính mình địa nguyên các, trong vài năm trước không ra, có gì cần, ta đưa cho ngươi. Không thành, nếu như vậy, ta chẳng phải là thành ngươi nuôi tiểu bạch kiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe cũng không tệ lắm a. Kiếm Tuyết Nghi cười nói. Không được, ta cự tuyệt, ta không phải ăn bám người, một ngày nào đó, ta sẽ tại phồn tinh chiến trường phía trên trọng quyền xuất kích, trèo lên đỉnh đệ nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Kiếm Vương Minh tất cả mọi người cười. Nỗ lực, huynh đệ, ta xem trọng ngươi. Triệu Nhất Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi là cái thứ gì, ta dùng ngươi nhìn kỹ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, bỗng nhiên nắm tay của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái. A, à, Triệu Nhất Tuyệt đau đến sắc mặt phát run. Tuyết Nghi kiếm các yên tĩnh trở lại. Cút sang một bên, chớ cùng ta xưng huynh gọi đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Là, Triệu Nhất Tuyệt cúi đầu, bộ mặt tức giận đi ra. Tỷ, cái này Phương Thần Ngự đến cùng thân phận gì a? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Cái kia, hắn là chín đại thần điện một trong, thẩm phán điện điện chủ, Phương Thần Vũ, chi tử, Phương Thần Vũ là Thái Thanh Phương thị nhân vật số 3. Có thể chấp trưởng thẩm phán điện, trưởng quản tông môn hình phạt, đều là ngoan nhân. Kiếm Tuyết Nghi nói. Thân phận còn không thấp, ta tâm lý nắm chắc, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thiên Mệnh, tỷ không là cười nhạo ngươi, đúng là quan tâm ngươi. Kiếm Tuyết Nghi cắn răng nói. Ta biết a. Vậy ngươi vừa mới. Ta thì nhằm vào Triệu Nhất Tuyệt một cái, không nhìn chúng hắn cái này âm dương quái khí ngữ khí. Lý Thiên Mệnh nói. A, Kiếm Tuyết Nghi lúc này mới yên tâm, nàng hai tay đặt ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, nắm bóp, nói, dù sao, nhất định muốn thật tốt còn sống. Không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh cười, đi. Không tiễn. Đến đón lấy ba ngày, nhớ đến đi nhị nguyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh đứng tại cửa ra vào nói. A, đi chính là. Hiên Viên Hồ, Lục Đạo Kiếm Cung. Hôm nay Lục Đạo Kiếm Cung không ai, đoán chừng Khương Phi Linh tại Nhiên Linh Cung tu hành, không có qua tới nơi này.
sẽ không có người cho nàng thông báo Lý Thiên Mệnh đến tin tức. Bọn họ chỉ có thể nhìn vận khí chạm mặt. Có nhiều người nhìn như vậy, liền ước định gặp mặt thời gian cơ hội đều không có. Lý Thiên Mệnh theo trạm tinh cổ lộ đi ra, chỉ có ngắn ngủi một cái canh giờ, hắn đợi không được nàng, chỉ có thể ngộ kiếm. Hắn dùng hắc ám cánh tay, mở ra thất trọng kiếm chướng, đi tới, lục đạo kiếm thần, trước mắt. Tiền bối, ta lại tới ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Cút đi, lục đạo kiếm thần nói. Ta có thể cởi xuống ngươi quần cộc sao? Cút đi. Vậy ta nhưng là thoát a. Cút đi. Ngươi thật là lười biếng, trước khi đi thời điểm, ngươi liền không thể nhiều thiết lập vài câu tự động trả lời sao? Cút đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình thật nhàm chán. Hắn ngay tại cái này lục đạo kiếm thần trước mặt, tu luyện, sử dụng nhân đạo chúng sinh kiếm. Lục đạo kiếm thần nói qua, các loại cái gì thời điểm chính mình hoàn toàn quen thuộc một kiếm này, thì chỉ dẫn chính mình đệ nhị kiếm. Một canh giờ thời gian đảo mắt đã qua. Lý Thiên Mệnh đến chạy về Phồn Tinh chiến trường. Linh Nhi không đến. Hắn nhìn lấy lục đạo kiếm cung cửa, có chút thất vọng. Không biết ta lần trước viết thơ tình, có hay không đem nàng cảm động rơi lệ. Lấy tài hoa của ta, tám thành không có vấn đề. Hắn làm sao biết, Khương Phi Linh xác thực rơi lệ. Nhưng là bị đất khóc. Phồn Tinh chiến trường. Đây là Phồn Tinh chi chiến ngày thứ 19. Cùng Tuyết Nghi sư tỷ thổi qua châu, hiện tại là ngày thứ 3. Lý Thiên Mệnh nằm tại một dòng sông trên hướng xuống phiêu lưu, Huỳnh Hỏa tại bên cạnh hắn bơi ngửa, cái kia cánh nhỏ một nhóm, nhất là Thanh Nhàn. Tiểu tứ a tiểu tứ, ta vì ngươi, tiến đến cái này Phồn Tinh chiến trường chịu khổ, còn cũng bị người nhục nhã. Chờ ngươi sau khi sinh, nhất định muốn tốt với ta một chút, không tốt cùng cái này ba cái ca ca, một chút lương tâm đều không có. Lý Thiên Mệnh nâng lấy trong tay một khỏa tiểu thải trứng, mặt mũi tràn đầy yêu thương nói. Hắc hắc, Huỳnh Hỏa cười không nói. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, hắn theo trong sông nhảy lên, tìm được một cái âm trầm sơn động, đem cửa động phong bế về sau, hắn chuẩn bị tiếp tục tu hành. Cái này, bột đá, có thể rửa đều rửa không sạch. Lý Thiên Mệnh nói. Nói rõ cái kia phương thần ngự, sau đó không lâu, còn phải âm hồn bất tán đuổi theo. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh không có nhiều lời, trong tay lục lọi cái kia tiểu thải trứng, trong lòng hồi tưởng đến hôm nay tại trạm tinh cổ lộ phía trên, quan sát những cái kia phồn tinh thiên ý. Mỗi ngày đều đến hấp thu mấy chục người, thậm chí là mấy trăm cái sinh tử kiếp cảnh tiền bối thiên ý, tại bọn họ thiên ý quán thâu phía dưới, Lý Thiên Mệnh vẫn đang nhanh chóng trưởng thành. Hắn tại trạm tinh cổ lộ phía trên hiệu suất, so người khác cao hơn nhiều lắm. Hắn dần dần tiến vào trạng thái, nhắm mắt lại. Trong lòng hết thảy, đều cùng tu hành có quan hệ. Nói, nhìn như chỉ có một hai, kỳ thực có vạn vạn ức. Thiên ý, bất quá là thiên đạo căn cơ, khởi nguồn vạn vật bắt đầu. Trạm tinh cổ lộ phía trên, một hai cái tiền bối suy nghĩ, kỳ thật không tính là gì. Nhưng là, nhìn ngàn ngàn vạn vạn tiền bối suy nghĩ cùng ngộ đạo, trên thực tế cũng có thể, tổng kết ra vật hữu dụng. Nhìn đến mức quá nhiều, ngộ được phổ biến, chính là thiên ý chi đế hoàng. Vạn cổ đệ nhất chính đạo. Không biết người cái này đồ chơi nhỏ, người nói, lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, vuốt ve trong tay tiểu thải trứng. Bởi vì cái gọi là, huynh trưởng như cha, ta tính ngươi nửa cái cha, ngươi cũng coi như ta nửa cái khuê nữ. Lý Thiên Mệnh lộ ra, người cha hiền lành, giống như mỉm cười. Trong tay tiểu thải trứng tại Lý Thiên Mệnh trong tay chuyển động, xem ra rất thân mật. Theo thời gian trôi qua, tại tu hành bên trong, rất nhiều cảm giác kỳ diệu, dâng lên trong lòng. Tiểu thải trứng tuy nhiên còn không có ấp trứng, có thể Lý Thiên Mệnh cùng nó ở giữa, thì đã có một số tâm hồn liên hệ. Hắn dần dần có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa này tâm tình, tuy nhiên không thể giao lưu, có thể chỉ ít có thể trải nghiệm, nó sướng vui đau buồn. Cùng Huỳnh Hỏa bọn họ thẳng thắn khác biệt, đây cũng là một cái, có rất nhiều tiểu tâm tình gia hỏa, vui vẻ, nhiệt liệt, dễ giận, yêu thương. Dù sao thiên biến vạn hóa. Quả nhiên là nữ hài tử, khiến người ta suy nghĩ không thấu a. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Cứ như vậy, hắn một mực tại cảm thụ tâm tình của nó. Đột nhiên, trước mắt thế giới, bỗng nhiên một tiếng oanh minh. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình, bị kéo vào một giấc mơ bên trong. Cái gì? Cảnh vật trước mắt thiên biến vạn hóa. Hắn toàn thân không thể động đậy, ngơ ngác đứng ở trong hư không, hoàn toàn không có thân thể. Chỉ có một cái ý thức tồn tại.
Oanh! Tại kịch liệt biến hóa về sau, trước mắt tầm mắt trống trải vô cùng, tiếp theo trong nháy mắt, thế giới định hình. Xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, chính là vô số thế giới. Mỗi một cái thế giới, tựa hồ cũng là Viêm Hoàng Đại Lục dạng này thiên địa, thậm chí càng lớn, rộng lớn hơn, bọn họ chồng chất cùng một chỗ, ngàn vạn, như thế lớn như vậy thế giới nhóm, tràn đầy kinh khủng đánh vào thị giác lực. Thái cổ hỗn độn cự thú mộng. Lý Thiên Mệnh đã đoán được, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Hắn tức sẽ thấy, tiểu tứ, bản thể. Thật giống như, hắn đã từng nhìn đến Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma cùng Thái Cực Hồng Mông Quỷ Long một dạng. Tiểu tứ bản thể, lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, trước mắt mê vụ một dạng vô tận thế giới, ở trước mắt kéo ra màn che. Hắn thấy được, đó là một cái cây, một gốc khiến người ta run rẩy, khiến người sợ hãi cây. Nó nhánh cây, quán xuyên vô số thế giới, che đậy những thế giới kia bầu trời, nó lá cây, như là mặt đất bao la, nó cành, như là thế giới sống lưng. Nó rễ cây, lan tràn ngàn tỷ dặm, xuyên thấu vô số thế giới, những thế giới kia bùn đất, đều là nó chất dinh dưỡng. Cây này, giả thiên tế nhật, xuyên qua cổ kim, nó thậm chí so, Hồng Mông Sơn hải giới, còn muốn lớn, bởi vì nó là thế giới thực vật đế hoàng, nó ở khắp mọi nơi. Trên thế giới tất cả thực vật, đều là thân thể nó một bộ phận. Nó lấy sức một mình, cùng vạn vạn ức sinh linh địch nổi. Lý Thiên Mệnh thấy được một cái kinh khủng hình ảnh. Cái kia chính là, nó rễ cây, có thể phân hóa đến vô cùng tiểu nhân trình độ, bọn họ chẳng những quán xuyên lục địa hải dương, càng quán xuyên vô số sinh linh, bao quát người, thú loại, thậm chí là cỡ ngón tay côn trùng. Sợi rễ của nó, tại sinh linh thể nội phân hóa, tựa như là thần kinh một dạng trải rộng toàn thân, hút huyết nhục tinh hoa, đem nguyên một đám sinh linh, biến thành thây khô. Mỗi cái thế giới đều có vạn vạn ức sinh linh, vô số thế giới. Tại sợi rễ của nó tàn phá bừa bãi bên trong, không có một cái nào sinh linh có thể còn sống sót, thiên địa vạn vật hết thảy, đều tại tư dưỡng cây này, khỏe mạnh trưởng thành. T. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Đây là cây, vẫn là hủy diệt thế giới, sinh linh ác ma. Nói thật, đây không tính là một cái cây, càng giống là hoa. Bởi vì, nó thân cây cũng không thô to, theo sợi rễ bắt đầu, rất nhanh liền phân ra 9 cái chạc cây. 9 cái chạc cây đi lên kéo dài, phân biệt kết xuất 9 loại hoàn toàn khác biệt bông hoa. Mỗi một loại bông hoa, đều là khác biệt nhan sắc. Nói thí dụ như, lớn nhất tới gần Lý Thiên Mệnh đóa hoa này, đó là một đóa màu trắng tinh hoa. Nó bao phủ màu trắng mê vụ, nhẹ nhàng hô hít một hơi, liền có thể cảm nhận được hắn pha trộn tiên khí, đó là một loại tịnh hóa tâm linh cảm giác. Nhìn bộ dáng, cái này tựa như là một đóa thủy tiên. Nhưng tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, nó càng là một đóa thần thánh chi hoa, là thánh khiết, cao hơn biểu tượng, là sinh mệnh lực thể hiện. Tại cái này thần thánh chi hoa dưới, xương máu ngập trời. Xương máu tràn ngập bên trong, Lý Thiên Mệnh thấy được một đóa đỏ như máu hoa. Này đóa hoa tựa như là theo trong biển máu mọc ra, diễm lệ, tinh hồng, như mỹ nhân môi đỏ, có thể trong nhụy hoa, đều là huyết sắc răng độc. Đóa hoa này cánh hoa, như kiếm phong một dạng sắc bén, tại cái kia trong cánh hoa. Lý Thiên Mệnh thấy được đếm không hết oan hồn, ở trong đó mờ mịt du đáng, vậy cũng là cây này sợi rễ phía trên, hút mà đến hồn linh, có người, có thú, tư dưỡng cái này máu tanh chi hoa trưởng thành. Đây là trong truyền thuyết trên hoàng tuyền lộ bỉ ngạn hoa, lại gọi là mạn châu sa hoa. Lý Thiên Mệnh tê cả ra đầu. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, nuốt sống mặt trời, dẫn đến vạn vật mất đi ánh sáng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, dùng lôi đình luyện hóa thế giới, sinh linh tịch diệt. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long tựa hồ không có gì, nhưng là cây này, sinh trưởng với thế giới, hấp thụ sinh linh huyết nhục thần hồn, nuốt tận vạn vật sinh cơ. Như vậy, thái cổ hỗn độn cự thú, đến cùng thiện hay ác? Đây là vấn đề căn bản nhất, có thể Lý Mộ Dương, cũng chưa nói cho hắn biết. Vấn đề này, tuyệt đối để Lý Thiên Mệnh nội tâm rối loạn. Mộng cảnh còn chưa kết thúc, hắn vẫn còn tiếp tục nhìn xuống. Cây này, hết thảy dài ra 9 đóa hoa. Ngoại trừ cái kia thần thánh chi hoa cùng tinh hồng chi hoa, mặt khác thất đoá rất xa xôi, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn một cái nhan sắc. Nhưng có thể khẳng định, cái này 9 đoá hoa, mỗi một đoá hoa, đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Cái này sinh trưởng 9 đoá hoa thế giới chi thụ, chính là trong tay hắn cái này khỏa tiểu thải trứng thân thể. Vẫn cho là, tiểu tứ thân thể rất nhỏ, kỳ thật, nó so lam hoang đều lớn. Nó tiểu, chỉ là bởi vì,
nó là một hạt loại cây đi. Ai có thể nghĩ tới, một hạt lớn chừng ngón cái loại cây, có thể trưởng thành trước mắt cái này kinh khủng thế giới chi thụ. Kết thúc rồi à? Hắn phát hiện mình thị giác đang biến hóa. Hắn tại chìm xuống dưới, chìm đến cái này thế giới chi thụ, phân ra 9 cái trạc cây địa phương. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh rung động phát hiện, chỗ đó giống như có một người. Thị giác còn đang chìm xuống, hắn rốt cục thấy rõ ràng. Xác thực nói, cái kia hẳn là một cái linh thể, cũng không phải là thân thể máu thịt. Nó chỉ là lớn lên giống người, giống một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Bộ dáng của nó rất cổ quái, có chừng người thân thể, tứ chi cùng khuôn mặt, thế nhưng là nàng có cánh hoa một dạng cánh, trên người của nàng quấn quanh lấy dây leo, mặc trên người lá cây bện thành quần áo, một đôi mắt sáng ngời mà tròn trịa, hoa mùi thơm khắp nơi. Không thể không nói, nàng 10 phần đáng yêu, tựa như là một cái hoa chi tinh linh, thơm ngọt động lòng người. Nàng là ai? Lý Thiên Mệnh mộng. Đúng vào lúc này, nàng duỗi duỗi tay. Trong lúc nhất thời, cái này thế giới chi thụ phía trên, một đóa hoa thay đổi, phấn hoa như nước mưa một dạng rơi xuống, ở thế giới cắm rễ. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Cô bé này, chính là cái này thế giới chi thụ. Hoặc là nói, là linh hồn của nó, linh thể. Hắn thị giác, còn tại chìm xuống dưới, hắn theo tiểu cô nương kia bên người đi qua, tiểu cô nương kia ngay tại trên phiến lá đánh lăn chơi đùa, căn bản cũng không có nhìn đến hắn. Đúng vào lúc này, phía dưới vậy mà truyền đến một thanh âm. Tiên Tiên, mau trở lại. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, tại chỗ ngốc trệ. Đầu óc của hắn như bị lôi đình trúng đích, cùng muốn phá tan đến giống như. Linh Nhi thanh âm. Hắn làm sao lại tại tiểu tứ trong mộng cảnh, nghe được Khương Phi Linh thanh âm. Hắn tại chỗ ngốc trệ, vội vàng hướng phía dưới nhìn qua. Hắn vậy mà nhìn đến, tại cái này 9 cái trạc cây tách ra địa phương, sương mù nồng nặc bên trong, giống như có một tòa thành trì. Cái thanh âm kia, cũng là ở trong thành trì này truyền lên. Làm sao có thể, Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Hắn như ngu ngốc một dạng nhìn lấy tòa thành trì kia, dù cho nhìn không thấy, có thể trong lòng của hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, hắn cảm giác chính mình đi qua cái này thành trì. Đó là vĩnh sinh thế giới thành. Thần táng, ma thành. Trong lòng hắn một mảnh hỗn loạn thời điểm, phía dưới đối phương thành trì trong sương mù, một cái mỹ diệu bóng người, như ẩn như hiện. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy nàng, có thể như thế đường cong, thậm chí là tóc chiều dài, đều cùng trong lòng của hắn cái cô nương kia, hình dáng như thế tương tự. Bỗng nhiên, cái kia mỹ diệu bóng người, bỗng nhiên lấy uy nghiêm, bao la hùng vĩ giọng nữ, nổi giận hô, người nào dám can đảm xông ta vĩnh sinh thế giới thành. Oanh! Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, nàng là phát hiện chính mình sao? Sau một khắc, cái kia gọi là Tiên Tiên, tiểu cô nương, xuất hiện tại hắn bên người, ngay sau đó, nguyên một khỏa, thế giới chi thụ, ầm vang chấn động, 9 đóa hoa tụ tập mà đến, thiên địa một mảnh hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh kinh hãi thời khắc, nhìn lại. Quả nhiên, một cái cánh tay màu đen, theo thương thiên phía trên duỗi xuống dưới, một tay nắm lấy cái kia thế giới chi thụ rễ cây. Rầm rầm rầm, gốc cây kia, bị nó theo vạn giới bên trong sinh sinh rút ra. Tòa thành trì kia, ầm vang sụp đổ. Đầu kia cánh tay màu đen, theo Lý Thiên Mệnh trước mắt xuyên qua. Hắn tận mắt thấy, cánh tay kia trung ương thái cổ tà ma chi nhãn, vậy mà như thế to lớn. Đây không phải là một con mắt, đó là 100.000 mắt kép, tựa như là côn trùng một dạng, lít nha lít nhít. 10 vạn con ánh mắt, 100.000 đầu thái cổ tà ma, Lý Thiên Mệnh cũng không dám thở hào hển. Cái này mẹ nó là cái gì a? Thái cổ tà ma có 2 mắt, nhưng chỉ có 1 con mắt. Có thông thiên chi năng. Có thể, 100.000 mắt kép, đây là trộm thiên nhất tộc sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, đây là phụ thân Lý Mộ Dương đời thứ nhất cánh tay đâu, bây giờ nhìn, còn thật chưa chắc là. Cái tay này, quá kinh khủng. Ngươi là đầu thứ tư. Thanh âm của nó, như vạn thế chúa tể. Sau đó hỗn độn luân hồi, do ta trưởng khống. Đồng dạng một câu, lại lần nữa chấn động. Oanh! Lý Thiên Mệnh tinh thần chấn động. Trước mắt hết thảy, tại đột nhiên ở giữa khôi phục thư thái. Trong sơn động, vẻn vẹn chỉ có hắn, cùng một cái tiểu thải trứng. Thế mà, trong lòng của hắn đã nhấc lên, sóng to gió lớn. Hắn nhìn trong tay tiểu thải trứng, ánh mắt thâm thúy, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đệ nhất, thái cổ hỗn độn cự thú, đến cùng là cái gì?
hủy diệt thế giới, làm hại thương sinh. Thứ hai, Linh Nhi, Hiên Viên Si cùng Vĩnh Sinh thế giới thành, còn có vừa mới cái kia người nói chuyện, là quan hệ như thế nào? Hai vấn đề này, đối với hắn tạo thành thật sâu khốn buồn bực. May mắn, hắn cũng không phải là xoắn suýt người, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Không quản đi qua không khỏi ta quản. Bây giờ bọn họ là ta Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, là ta huynh đệ. Ta chỉ nhìn trước mắt. Đến mức Linh Nhi cùng Vĩnh Sinh thế giới thành bí mật, về sau có cơ hội đi thăm dò là đủ. Hiên Viên Si mang theo ma thành sinh ra, cùng gốc cây kia phía trên, Vĩnh Sinh thế giới trong thành người, khẳng định có quan hệ. Thế mà, bí ẩn lớn nhất vẫn tại. Cái kia chính là, cái kia chỉ có được 100.000 thái cổ tà ma chi nhãn hắc ám cánh tay. Nó, thuộc về người nào? Làm gì đâu, tại em gái ta trước mặt đùa nghịch ngươi. Huỳnh Hỏa theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, đầy vẻ khinh bỉ hỏi. Ta biết nó là gì? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái gì? Huỳnh Hỏa hiếu kỳ đánh lên tới. Một cái mẫu phượng hoàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, ta kê ra mùa xuân tới, thượng thiên không tệ với ta a. Huỳnh Hỏa vui sướng nhảy múa. Ngoả tào, Lý Thiên Mệnh một bàn tay che ở nó trên ót, đem nó bổ đến đầu óc choáng váng, người muốn cái gì đâu? Nó là người thân muội muội a. Nói cũng đúng a, Huỳnh Hỏa cái này mới phản ứng được, bất quá, nó còn tiếp tục cười to, thoải mái. Tối thiểu có cái muội muội bưng trà đưa nước, hầu hạ gà đại ca ta. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cũng cười. Chờ lấy nó dùng cành, lá cây, cánh hoa, đâm bạo ngươi trứng. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ. Hắn về suy nghĩ một chút. Một cái cây, 9 đóa hoa, một cái linh thể, thiên địa hoa cỏ cây cối chi đế hoàng. Ta vốn cho là cái này tiểu thải trứng không mạnh, bây giờ nhìn, không đơn giản a. Thậm chí có thể nói, mới nhìn đến hình ảnh, thật vô cùng đáng sợ. Chỉ là, vừa nghĩ tới nó dễ cây phía trên vạn vạn ức sinh linh, Lý Thiên Mệnh thì không rét mà run. Tu luyện đi, để nó xuất sinh lại nói. Có lẽ là cái kia hình ảnh quá bao la, đối Lý Thiên Mệnh tâm cảnh sinh ra trình độ nhất định ảnh hưởng. Tại trạm tinh cổ lộ, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp Tam Đại Thần vật tư nguyên tạo hóa bên trong, Lý Thiên Mệnh cổ thánh cảnh tiến triển rất thuận lợi. Lần này tâm tình dung chuyển, ngược lại làm cho hắn ý niệm trong lòng càng kiên định hơn. Mặc kệ quá khứ, chỉ nhìn trước mắt. Một trận thao tác sau. Rốt cục cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Cổ thánh kim thân, tới. Lý Thiên Mệnh đứng tại một đầu giang hà trước. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu ở bên cạnh, Lam Hoang thì trong nước lăn lộn. Đến cổ thánh cảnh tầng thứ tư về sau, Lý Thiên Mệnh bản thân cảm giác, huyết nhục phát sinh một trận thuế biến, hắn vốn là thân thể người. Loại này thuế biến tại tu luyện, luyện thể chiến quyết, trước đó, kỳ thật sẽ không quá lớn. Nhưng, có thể là bởi vì, hắn cũng có thái cổ hỗn độn cự thú chi thể quan hệ, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch điên cuồng trưởng thành. Huyết mạch, chính là trời sinh thiên phú, tương đương với lão hổ con gái, cuối cùng trưởng thành lão hổ như thế, hắn đạt tới cảnh giới này, một trận thuế biến tự nhiên buông xuống. Đùng đùng sao không dứt? Lý Thiên Mệnh cảm giác, nhục thân của mình tố chất. Đang phát sinh một trận căn bản tính thuế biến. Biến đến càng lúc càng giống là, chân chính thái cổ hỗn độn cự thú. Ta có thể hấp thu nhiều như vậy bất diệt kiếm khí, khẳng định cùng thái cổ hỗn độn cự thú thể chất, có quan hệ. Lần này cổ thánh kim thân thuế biến, không phải nhục thân cường độ cường thành trình độ nào, mà là ta tu luyện, luyện thể chiến quyết, thiên phú, nhất định rất kinh người. Phồn tinh chỉ có thể hấp thu tinh nguyên, mỗi người hấp thu có hạn, không biết, ta hạn độ. Tại trình độ gì? Nếu như trình độ cao, vậy nhất định có thể sáng tạo ra, người khác không thể so bì, chạm tinh cổ thần thể. Lý Thiên Mệnh lấy ra một thanh thánh thú binh, nó nắm giữ 90 điều thánh thiên văn, có thể so với vi sinh vân tịch, bạch xí tinh liên, là minh hội chiến trên chiến trường đoạt được. Lúc ấy, hắn quét sạch không ít. Hắn hai tay nắm ở cái này một thanh kiếm. Không dùng thánh nguyên, chỉ dùng thân thể lực lượng, ra sức vặn một cái. Răng rắc, thân kiếm gãy thành hai đoạn. Chỉ có thân thể bắp thịt lực lượng, vậy mà có thể làm đến bước này. Lý Thiên Mệnh rất rung động. Ngày mai trực tiếp trầm xuống thiên nguyên đỉnh thử một chút, nhìn xem không tu luyện, luyện thể chiến quyết, ta có thể hay không, xuống đến tầng dưới chót nhất. Bề ngoài của hắn xem ra, huyết khí càng thịnh vượng, nghiêm chỉnh có một loại cự thú khí tức. Các ngươi như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ ba cái. Bề ngoài nhìn không ra cái gì khác nhau tới.
cùng ngươi nói một dạng, là một loại ở bên trong biến hóa tăng lên. Ta gia tăng tương đối ít, quy đệ tăng cường rất nhiều. Huỳnh Hỏa nói, đến mức miêu miêu, hàng ở giữa. Ầm ầm, Lam Hoàng chính tại phi thiên độn địa. Huỳnh Hỏa tuy nói tương đối ít, nhưng, kỳ thật cũng so Lý Thiên Mệnh hiếu thắng. Tăng thêm nó hơn 400 ngôi sao, trên thực tế nó hiện tại chiến đấu lực, đã khá kinh người. Kê ra ta rốt cục xoay người a. Nó nhịn không được giơ lên cánh, tú cơ nhục. Cổ thánh cảnh tầng thứ tư, chỉ là cổ thánh kim thân bắt đầu, đến đón lấy mỗi lần đột phá, các ngươi đều sẽ có nhục thân cường độ cùng thánh nguyên đồng bộ tăng lên, sau đó sinh tử kiếp cảnh, đều sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Từ giờ trở đi, thân thể máu thịt chiến lực, cùng thần thông một dạng, đều là cộng sinh thú bảng hiệu. Cổ thánh kim thân, là một cái tiếp tục gia tăng quá trình. Bọn họ là thái cổ hỗn độn cự thú, về sau đoán chừng sẽ càng ngày càng khoa trương. Oanh! Vừa nói đâu, Lam Hoàng theo lòng đất chui ra, đem Lý Thiên Mệnh cho đỉnh bay ra ngoài. Đỉnh thật cao. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình cũng là cái 3 tuổi tiểu hài tử, sau đó, bị một con voi lớn cho đỉnh bay ra ngoài. Đừng nhìn Lam Hoàng chỉ có cổ thánh cảnh tầng thứ tư, nó hiện tại huyết nhục cường độ tăng thêm vô cực tinh long đồ, cổ thánh cảnh cộng sinh thú, cùng nó cận chiến, đều là đệ đệ. Xuất phát, lão tử muốn phản kích. Bị truy lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng là tại chờ hôm nay. Hắn vừa dứt lời dưới, nguy cơ liền đột nhiên buông xuống. Cái gì? Huỳnh Hỏa lóe lên thì xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh sau lưng, ngay sau đó đương 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 vài tiếng, nó dùng thông thiên phần ma vũ cho Lý Thiên Mệnh chặn mấy đạo công kích. Không có sao chứ, Lý Thiên Mệnh hỏi. Gãi ngứa ngứa, Huỳnh Hỏa chẳng thèm ngó tới nói xong cúi đầu xem xét, nó một hai cánh còn đang run rẩy, hiển nhiên địch nhân tu vi không kém. Lý Thiên Mệnh đã thấy người đến. Bên cạnh người kia có một đầu đầu gỗ hình dáng, ất mộc thương long, hết thảy 260 ngôi sao, hắn bản thân trên tay nắm bắt một đóa hoa, phía trên 9 cánh hoa, đều là chí mạng ám khí. Chính là Hiên Viên Thương Thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng là cổ thánh cảnh tầng thứ 9, địa nguyên tông mạnh nhất đệ tử một trong. Lý Thiên Mệnh, tính mệnh của ngươi khó đảm bảo, còn dám náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hiên Viên Thương Thương nắm bắt ám khí. Hắn nhịn không được nhìn nhiều Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, cái kia màu sắc rực rỡ chim nhỏ liếc một chút. Hắn đều không thấy rõ ràng, Huỳnh Hỏa làm sao chặn ám khí của nó. Cái này không dẫn người mắc câu đâu, Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái này gọi tự tìm đường chết đi, phế vật, Hiên Viên Thương Thương thản nhiên nói. Ta phế vật, Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, kỳ thật hắn muốn chờ người không phải Hiên Viên Thương Thương, mà chính là Phương Thần Ngự. Tính toán thời gian. Phương Thần Ngự cũng nhanh tìm tới, cũng được, trước làm ra hỏa này lại nói. Hắn cùng Huỳnh Hỏa bọn họ liếc nhau một cái. Xuất thủ. Tại động thủ đánh người trong chuyện này, Lý Thiên Mệnh một mực rất thẳng thắn, muốn không phải cố ý kích thích đối phương, hắn đều chẳng muốn nhiều lời. Trạm tinh điện rất chú ý ta, nhị nguyên trên chiến trường những người vây xem kia, khẳng định lại muốn nhìn ta bêu xấu. Thái Thanh Phương thị đệ tử rất kiêu ngạo, thích cầm người khác chế giễu đây. Vậy liền, thấy rõ ràng tốt. Hắn động. Trong tay một đôi đông hoàng kiếm, bên người ba đầu thái cổ hỗn độn cự thú, ai dám tranh phong. Rầm rầm rầm. Dưới chân bọn hắn, từng cái chất gỗ long chảo đưa ra ngoài, đây chính là cái kia ất mộc thương long thần thông, cự mộc tù lung. Đây cũng không phải là phổ thông đầu gỗ, hắn độ cứng quyết định bởi tại ất mộc thương long cổ thánh kim thân. Cổ thánh cảnh đệ thất trọng về sau. Cộng sinh thú khai phát ra, thánh thú mệnh tuyền, thánh nguyên lại so với ngự thú sư cao ngũ thành. Tầng thứ 8 thời điểm, thánh nguyên đạt tới ngự thú sư gấp 2, tầng thứ 9 thời điểm, đạt tới gấp 3, sau đó, một mực bảo trì gấp 3. Có điều, cộng sinh thú thánh nguyên, trên cơ bản dùng tại thần thông phía trên, không có ngự thú sư sử dụng chiến quyết như vậy tinh tế. Thánh nguyên nhiều, tăng cường chính là thần thông uy lực. Cái này Hiên Viên Thương Thương là cổ thánh cảnh tầng thứ 9. Hắn cộng sinh thú thần thông uy lực, đã tăng lên tới cực hạn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, cái này cự mộc tù lung vẫn rất có lực uy hiếp. Ông! Huỳnh Hỏa trên không trung phun ra lục đạo hỏa liên, hỏa diễm bao phủ, gỗ lớn thiêu đốt. Phóng tới Lý Thiên Mệnh bọn họ chất gỗ long chảo, rất nhanh thiêu thành cho tàn. Bất quá, vẫn là có mấy trăm long chảo, hóa thành đại thụ cuốn lấy Lam Hoang, sau đó lại không ngừng kéo dài, tạo thành một cái cự đại chất gỗ lồng giam. Đem Lam Hoang vây khốn. Ầm ầm. Chỉ thấy Lam Hoang giận dữ,
một thân cậy mạnh nổ tung, trực tiếp đem cái này lồng giam vỡ nát. Hiên Viên Thương Thương ngây ra một lúc, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, nó chỉ dựa vào lực lượng, chống đỡ nát cự mộc tù lung. Hắn không phải tại Minh hội chiến, vừa tới cổ chi thánh cảnh sao? Sự thật trước mắt, để không có khả năng, trở thành khả năng. Quỳ xuống đi, con kiến hôi. Huỳnh hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên xuất hiện thời điểm, đã tại Hiên Viên Thương Thương trước mắt. Đi mau, Hiên Viên Thương Thương chính muốn chạy trốn, nhìn lại, nơi xa đồi núi bên trong, một cái tiểu mèo đen treo ở trên cây, như tên trộm nhìn lấy hắn, còn ngáp một cái. Hiên Viên Thương Thương sắc mặt tối sầm. Trong lòng của hắn thật xuất hiện một loại trực giác. Cái kia chính là, hắn tuyệt đối không phải Lý Thiên Mệnh đối thủ. Hắn nắm giữ chấn động toàn bộ Thái Cổ Thần Tông tốc độ phát triển. Hiên Viên Thương Thương đoán không sai, Lý Thiên Mệnh bọn họ một người ba thú biểu hiện bây giờ, đã tại nhị nguyên trên chiến trường, nhấc lên một trận dao động. Bất quá, càng chuyện kích thích, tới. Phương Thần Ngự xuất hiện. Vì để cho người càng trực quan sát trận này tao ngộ chiến, Trạm Tinh Điện sẽ tùy thuộc góc chuyển hóa làm, Phương Sấu Ngọc thị giác, nàng chính giấu ở phía xa. Ở trong mắt nàng, Phương Thần Ngự thấy một lần Lý Thiên Mệnh, thì cực nhanh tiến tới mà đi, hắn gặp Lý Thiên Mệnh đang chiến đấu, mừng thầm trong lòng. Bắt hắn lại bất luận cái gì một đầu cộng sinh thú, hắn đều đi không được. Đây là cơ hội duy nhất, không phải vậy truy cho tới hôm nay, hắn đều muốn từ bỏ. Lý Thiên Mệnh chính muốn cầm xuống Hiên Viên Thương Thương, bỗng nhiên lại có nguy cơ buông xuống. Miêu Miêu nhắc nhở nói, là đại cừu gia đến rồi. Hắn nhìn lại. Đây không phải Phương Thần Ngự sao? Chờ cũng là ngươi. Lý Thiên Mệnh hai mắt, lập tức thì lửa giận ngút trời. Ngươi chờ ta. Phương Thần Ngự ánh mắt sáng lên, hắn những ngày này nhục mạ nhiều như vậy, thăm hỏi Lý Thiên Mệnh thân nhân vô số lần, đều không có hiệu quả. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh rốt cục nhịn không được. Ta rốt cục chuyển vận. Hạnh phúc tới có chút quá đột ngột. Phương Thần Ngự hít thở sâu một hơi, vội vàng kịp phản ứng, tiếp theo trong nháy mắt. Hắn tam đại cộng sinh thú, dốc toàn bộ lực lượng. Phương Thần Ngự là ba đời ngự thú sư. Trên đỉnh đầu của hắn, xuất hiện ba cái màu sắc khác nhau phượng hoàng. Bên trái là một cái hỏa diễm phượng hoàng, lại kinh người nắm giữ 16 con cánh, toàn thân giận lửa đốt cháy, ngoại trừ cánh nhiều bên ngoài, quả thực cũng là huỳnh hỏa phóng đại bản. Đương nhiên, nó trong mắt điểm sao không có huỳnh hỏa nhiều, nó nắm giữ 299 cái điểm sao, đã là địa nguyên tông tối cao. Không sai. Phương Thần Ngự, cũng là địa nguyên tông đệ nhất đệ tử. Tại địa nguyên tông, hắn là vô địch tồn tại, Hiên Viên Thương Thương cùng hắn cảnh giới giống nhau, nhưng địa vị kém hắn cách xa vạn dặm. Phương Thần Ngự số tuổi chỉ có 17, hắn là nội trong năm nay, tất thành thiên nguyên đệ tử tồn tại. Hắn cường thế, ngoại trừ cái kia thập lục rực diễm hỏa phượng, bên ngoài, còn có hai cái phượng hoàng, đều là 290 ngôi sao trở lên. Một đầu, Thâm Hải Minh Hoàng, chính là hiếm thấy băng thủy thuộc tính phượng hoàng cộng sinh thú, một cái phi cầm, lại là hải dương bá chủ. Một đầu, Bát Trảo Thiên Cương Phượng, nắm giữ 8 cái cánh gà, một thân màu xanh lông chim, chạy như bay ở trong cơn bão táp, một lần vỗ cánh, cuồng phong gào thét. Tăng thêm Hiên Viên Thương Thương, bọn họ tương đương với 6 đánh 4. Hiên Viên Thương Thương rất thông minh, hắn mắt thấy Phương Thần Ngự đến, vội vàng tránh ra, sau đó ở bên ngoài thả ám khí. Trong tay hắn cái kia một đóa hoa, tên là Khấp Huyết Hoa, đó là nắm giữ hai đầu kiếp văn ám khí. Hắn thi triển Huyết Phú Táng Hoa Quyết, cái kia là sinh tử chiến quyết bên trong, sinh kiếp chiến quyết. Khấp Huyết Hoa chín cánh hoa, có thể huyễn hóa ra đầy trời mưa máu, khắp nơi bão táp, cho Lý Thiên Mệnh một người ba thú chế tạo phiền phức. Hắn cộng sinh thú Ất Mộc Thương Long, cũng trốn đi, cắm rễ ở trong đất bùn, cho Hiên Viên Thương Thương cùng một chỗ đánh lén. Ngươi lăn đi. Phương Thần Ngự đối Hiên Viên Thương Thương hô một tiếng. Bất quá, Hiên Viên Thương Thương không có phản ứng đến hắn. Chờ ta thu thập hắn, lại thu thập ngươi. Phương Thần Ngự cười lạnh, trên tay lấy ra binh khí. Tam điều kiếp văn phong hỏa hồn thiên kiếm. Một thanh trường kiếm, phong hỏa quấn quanh, thân kiếm lại như màu xanh thẳm thủy tinh, quả thực lộng lẫy. Địa nguyên đệ tử bên trong, cũng chỉ có nửa bước vào sinh tử kiếp cảnh, có một ít sinh kiếp chi lực Phương Thần Ngự. Có thể sử dụng cái này tam điều kiếp văn kiếp khí. Dù sao, một đầu kiếp văn, rất có thể cũng là mấy trăm đầu thánh thiên văn tổ hợp. Cái này phong hỏa hồn thiên kiếm vừa ra, phong vân cuốn lên,
xem ra, khí thế muốn so Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm còn đáng sợ hơn. Lý Thiên Mệnh, chết! Phương Thần Ngự sắc mặt lạnh lùng, động thủ thì giết, đây là hắn nhất quán điệu bộ. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đương đương đương! Hắn dùng Đông Hoàng kiếm chặn Hiên Viên Thương Thương Huyết Vũ Táng Hoa Quyết, ánh mắt lại một mực tại Phương Thần Ngự trên thân. Ông! Thái Nhất Tháp xuất hiện. Linh hồn kiếp phó tiến vào Thái Nhất Tháp, cái kia Thái Nhất Tháp cấp tốc mở rộng, bay ở trên trời. Đưa cho người kia cho ta trấn trụ, Lý Thiên Mệnh nói. Ầm ầm, Thái Nhất Tháp lăng không chạy như bay, đánh tới thả ám khí Hiên Viên Thương Thương. Cái này, cũng là Lý Thiên Mệnh thực lực một bộ phận. Hắn ba cái Phượng Hoàng, đều có nhất định, sinh kiếp chi lực, cảnh giới cao các ngươi rất nhiều, có lòng tin sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh bọn họ. Vậy được, trận đấu đi, xem ai trước xong, ta gọi nó ba ngày ca. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. A, à, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, trong nháy mắt điên rồi. Quả nhiên, bọn họ chịu không được kích thích. Vì hưởng thụ Lý Thiên Mệnh ba ngày, ca, xưng hô, bọn họ đều điên rồi. Giết a, Huỳnh Hỏa gia hỏa này thông minh cực kỳ, nó liếc một chút đã nhìn chằm chằm cái kia thập lục rực diễm hỏa phượng. Cái này phượng hoàng điểm sao tuy nhiên nhiều nhất, nhưng dù sao hỏa thuộc tính, nó căn bản không có e ngại. Người đây là vật gì? Gà vẫn là cái gì tạp mau điểu? Thập lục rực diễm hỏa phượng cao cao tại thượng, toàn thân cao quý vô cùng, nó lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn Huỳnh Hỏa, hoàn toàn không nghĩ ra, cái này một cái tiểu đông tây, vì sao dám đấu khí dâng trào sông lên? Ngươi nói lão tử là tạp mau điểu, ngươi chứng hết rồi, Huỳnh Hỏa nổi giận. Ông! Luyện ngục hỏa ảnh thi triển. Trong lúc nhất thời, hơn vạn hỏa ảnh, ùn ùn kéo đến. Ha ha, thập lục rực diễm hỏa phượng cười lạnh một tiếng, thi triển thần thông, ban ngày diễm lửa. Ầm ầm, ngọn lửa nóng bỏng bao phủ, tạo thành một cái cự đại mặt trời gay gắt lăn đi qua, một đường hút vào, đem Huỳnh Hỏa luyện ngục hỏa ảnh, toàn bộ hấp thu ở trong đó. Chết đi ngươi, đối phương cười to. Hô, một đạo nhỏ bé bóng người, đột nhiên vọt ra. Trang bức, xem kiếm. Huỳnh Hỏa kiếm như chớp ảnh, một kiếm bạo phát. Thông thiên cương khí, xuyên thấu. Phốc phốc, một kiếm xuyên thủng. Cái kia thập lục rực diễm hỏa phượng. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, bụng nó bị xuyên thấu, đau đến toàn thân run rẩy. Sao, làm sao có thể? Một cái tạp mao điểu a, cho dù có 400 điểm sao, có thể cảnh giới của nó, cũng cao không đi nơi nào a. Ngươi cút ngay cho ta. Nó lại lần nữa thi triển thần thông, diệt hỏa trận. Ông, bốn đạo hỏa diễm vòng xoáy, cuốn tới, nó bay lên mà lên. Nhưng là, người đâu? Thập lục rực diễm hỏa phượng cúi đầu xem xét. Nó sợ ngây người. Cái kia tạp mao điểu, theo miệng vết thương của mình, chui vào chính mình thân thể. Một khắc này, nó có tương đương dự cảm bất tường. Kê ra ta chán ghét nhất người xem thường ta, người xong. Đây là Huỳnh Hỏa tại chính mình trong bụng truyền đến thanh âm. Sau một khắc, luyện ngục mệnh hỏa nổ tung. Phốc suy, nương theo lấy hỏa diễm trùng kích, từng đạo thông thiên cương khí. Xé rách thân thể của nó, máu tươi vẩy ra. Ầm ầm, một cái thập lục rực diễm hỏa phượng, nổ thành thi khối, ầm vang rơi xuống, liền gào thảm cơ hội đều không có. Huỳnh Hỏa rõ ràng là một cái ma quỷ một dạng đối thủ, nó lại lựa chọn khinh địch, dẫn đến chính mình, liền thi triển thực lực cơ hội, đều không có. Thập lục rực diễm hỏa phượng, chiến tử. Giờ khắc này, liền Lý Thiên Mệnh đều ngây ngẩn cả người. Ta mẹ nó còn không có động thủ đâu. Huỳnh Hỏa, đem người giết đi. Quả nhiên, thái cổ hỗn độn cự thú, bản tính rất thô bạo. Hắn nhìn thoáng qua, mặt khác hai cái chiến trường còn tốt, thập lục rực diễm hỏa phượng chết, đem mặt khác hai đầu phượng hoàng dọa đến gần chết, tiếp theo có cả ngập trời phẫn nộ, nghiêm túc đối địch tình huống dưới, cùng Miêu Miêu bọn họ còn có đến đánh. Yếu gà, nhàm chán, kê ra ta đi đổ long. Huỳnh Hỏa lóe lên, Ất Mộc Thương Long cùng Hiên Viên Thương Thương đã sớm trợn mắt hốc mồm, hốt hoảng chạy trốn. Hiển nhiên, cái này 418 ngôi sao, tạp mao điểu, trực tiếp thành trên chiến trường, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật bá vương. Huỳnh Hỏa cái này vừa đi, Lý Thiên Mệnh thì phải thừa nhận Phương Thần Ngự ngập trời chi nộ. Một cái cộng sinh thú chiến tử, tương đương với thực lực giảm xuống, thiên phú hạ xuống, đây là cả đời sự tình, cả một đời. Phương Thần Ngự ánh mắt phun lửa, cả người đã lãnh nhược sát thần. Người cần phải chú ý, không phải là thực lực giảm xuống.
mà chính là thân nhân mất đi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Người đây là tại dạy ta làm thánh mẫu, đạo đức bảng giá ta. Phương Thần Ngự rất khí trùng thiên. Há, cái kia trách ta lắm mồm. Người khác cùng cộng sinh thú như thế nào ở chung, Lý Thiên Mệnh xác thực không có tư cách can thiệp. Nhưng, hắn kiếm chỉ Phương Thần Ngự, nói, người tự cho là có thể chúa tể cuộc sống của người khác, liền cần làm tốt, nỗ lực giống nhau đại giới chuẩn bị. Người nói muốn đoạn tay ta đủ, giết ta cộng sinh thú, hiện tại xin hỏi ngươi, tư vị như thế nào? Chấm, chờ ngươi thành một giới phế nhân, tại ta dưới chân run rẩy, hỏi lại ta vấn đề này. Phương Thần Ngự phẫn nộ xuất thủ. Tại hắn xuất thủ đệ nhất cái nháy mắt, mặt khác trên chiến trường, Lam Hoàng thi triển tân thần thông, Hồng Mông Ma Bàn, dùng sau lưng 9 tầng quỳ núi vì bàn quay, đem cái kia Thâm Hải Minh Hoàng, va vào đáy nước, xinh xinh mài đến máu thịt be bét, tại chỗ tử vong. Phương Thần Ngự lòng như đao cắt. Càng khó chịu hơn chính là, còn có một cái trên chiến trường, hắn sau cùng một đầu, Bát Trảo Thiên Cương Phượng, tại Miêu Miêu dùng thần thông đánh nổ đầu sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, gần như tử vong. Vẫn là Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay, nói, Miêu Miêu, cho người ta chừa chút nội tình, làm người lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp a. Ngao ô, Miêu Miêu cảm giác sâu sắc nhàm chán, một đường vọt tới trước, thanh trượt mà đi, tùy tiện tìm cái địa phương, tại chỗ ngủ. Nó là chuẩn bị để Lý Thiên Mệnh, thời điểm ra đi, tiện tay đem nó kiếm đi là được rồi. Trận này tranh phong, xem ra đã kết thúc. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú mạnh, đã dẫn phát nhị nguyên chiến trường động đất. Thế mà, Phương Thần Ngự, lửa giận ngập trời, người đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta muốn giết ngươi, ta thề, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn dẫn động trên thân hết thảy lực lượng, hướng về Lý Thiên Mệnh áp chế mà đến. Kỳ thật có thể không dùng dạng này, ta đây coi là có qua có lại, giúp ngươi thực hiện suy nghĩ trong lòng. Ngươi muốn giết người khác cộng sinh thú, trước chính mình tiếp nhận thử một chút, không nhiều công bình. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh không có để Huỳnh Hỏa bọn họ hạ sát thủ, bất quá sự tình đã phát sinh, hắn không cảm thấy có lỗi gì. Người ta truy sát 9 ngày, nhục mạ 9 ngày, nó mục đích, có thể không phải là vì cùng Lý Thiên Mệnh uống trà nói chuyện phiếm. Không cần nói. Phương Thần Ngự tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, một kiếm đánh tới. Tử kiếp chiến quyết, tam cực tuyệt mệnh kiếm. Đệ nhất kiếm, hỏa nô thí kiếm. Đệ nhị kiếm, phong cực cuồng kiếm. Đệ tam kiếm, thủy dạng nộ kiếm. Một kiếm này nắm giữ tử kiếp chiến quyết ý chí, cái kia chính là nhất kích tất sát, là vì giết người mà ra đời kiếm. Tam cực tuyệt mệnh kiếm tinh hoa ở chỗ, đem ba kiếm tất sát hợp nhất. Một loại kiếm đạo, ba loại biến hóa, một kiếm ở giữa, diễn sinh ba loại kiếm hoa, hướng về Lý Thiên Mệnh phủ đầu bao phủ mà đến. Có tinh nguyên kết giới tồn tại, Phương Thần Ngự không có ngu như vậy, hắn mắt thấy Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Cũng không có giúp đỡ ý tứ, hắn muốn là tay gãy gãy chân. Ta muốn ngươi nhận tội. Phương Thần Ngự gầm thét. Thật không hổ là thẩm phán điện điện chủ chi tử, mở miệng thì là người khác có tội. Đáng tiếc, hắn đụng phải là Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lấy cường hãn cổ thánh kim thân lực lượng, cầm một đôi đông hoàng kiếm, tim của hắn so với ai khác đều chấn định. Lực lượng, vĩnh viễn đều là chân lý. Đây hết thảy. Đều là hắn chăm chỉ không ngừng truy cầu cường đại lý do. Siêu. Một đôi kiếm, phân sinh tử. Viêm hoàng đệ nhất kiếm quyết lục đạo sinh tử kiếm. Hắn đã càng ngày càng quen thuộc. Đinh đinh đinh. Kinh người kiếm ý, run rẩy thân kiếm, thẳng tắp mũi kiếm, xuyên qua mà đi, một kiếm bên trong, vạn thiên chúng sinh. Lý Thiên Mệnh chỉ có một người, nhưng, hắn như đế hoàng, có thiên quân vạn mã. Mạnh nhất kiếm, vĩnh viễn là kiếm ý chí. Đương đương đương, liên tục ba kiếm giao phong, đều là kim sắc đông hoàng kiếm, sinh chi kiếm biến hóa không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phương Thần Ngự dùng hết tất cả khí lực ba kiếm, toàn bộ cho nhân đạo chúng sinh kiếm chi sinh kiếm, nhẹ nhõm tiêu trừ, Lý Thiên Mệnh tựa như là một vũng nước, để Phương Thần Ngự một bồn lửa giận, đột nhiên dập tắt. Sau một khắc, màu đen đông hoàng kiếm xuyên qua mà ra. Siêu, tại một kiếm kia đâm ở trong miệng thời điểm. Thì đột nhiên đình chỉ. Bởi vì, đối phương tinh nguyên kết giới xuất hiện. Bất quá, Lý Thiên Mệnh lục đạo sinh tử kiếm, vẫn là tương đối cường thế, trực tiếp đem đầu lưỡi xé nát. Mắt thấy muốn xuyên qua đầu lâu thời điểm, tinh nguyên kết giới, bảo vệ Phương Thần Ngự một cái mạng. Tinh nguyên kết giới mang theo Phương Thần Ngự,
về sau chấn động mấy bước. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới nhẹ nhõm thu kiếm, hắn nhìn thoáng qua, bên kia Hiên Viên Thương Thương tinh nguyên kết giới đều bị huỳnh hỏa đánh tới, cái kia Ất Mộc Thương Long tức thì bị thiêu đến kêu thảm kêu rên. Đây hết thảy đều thuyết minh, Phương Thần Ngự cùng Hiên Viên Thương Thương vây công, hoàn toàn tan tác. Đây càng nói rõ, hiện tại Lý Thiên Mệnh, mặc kệ là mình vẫn là cộng sinh thú, đều đứng ở Địa Nguyên Tông đỉnh phong. Không thể không nói, Nhị Nguyên chiến trường, giờ phút này, hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Thần Ngự chiến bại, đầu lưỡi bị đoạn, hai đầu cộng sinh thú chiến tử, thiên phú chợt giảm, tiền đồ trọng thương. Dễ chịu sao, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn lấy hắn. Ngô ngô ngô, Phương Thần Ngự hai tay điên cuồng đánh tinh nguyên kết giới, trừng to mắt, hận ý ngút trời. Chỉ tiếc, hắn ra không được. Đừng đánh nữa, muốn không phải cái này tinh nguyên kết giới, người đều là một thi thể. Lý Thiên Mệnh nói. Ô ô, Phương Thần Ngự mềm mại ngồi dưới đất, một mặt suy bại, nhưng hắn vẫn là ác độc nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi là muốn nói, cha ngươi sẽ báo thù cho ngươi. Phương Thần Ngự không nói chuyện, hắn chấp nhận. Chờ xem đi, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, hôm nay, chỉ là bắt đầu. Khuyên quân một câu, khác trêu chọc ta. Hắn dậm chân rời đi, lưu lại Phương Thần Ngự, tim như bị đao cắt. Nhị Nguyên trên chiến trường, mọi người nhìn đến, thiếu niên tóc trắng kia, đang theo lấy, thị giác, tới gần. Đây là Phương Sấu Ngọc thị giác, nói rõ Lý Thiên Mệnh tại ở gần nàng. Đảo mắt, hắn đứng tại, thị giác, trước mặt. Thị giác tại run rẩy kịch liệt, góc độ cũng biến thành góc ngắm chiều cao, cái góc độ này, lộ ra Lý Thiên Mệnh cao cao tại thượng, mọi người thấy cực kỳ không thoải mái. Điều này nói rõ, Phương Sấu Ngọc quỳ xuống. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh đối Phương Sấu Ngọc nói một câu nói. Nhị Nguyên trên chiến trường người, nghe không được thanh âm của hắn, nhưng là từ hình miệng phán đoán, hoàn toàn có thể đoán được hắn nói cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn trường ồn ào. Bởi vì, hắn nói là, nói cho Phương Tinh Khuyết, có ta ở đây, hắn không đi được Phồn Tinh Trì. Nhị Nguyên chiến trường, tối cao mật thất. Phương Thái Thanh hôm nay lại tới. Bất quá, người đứng bên cạnh hắn, đổi một cái. Đây là một cái nam tử mặc áo bào đen, hắn mày kiếm mắt hổ, cả người không giận mà uy, hắn hai tay chắp sau lưng, trong lúc hành tẩu, long hành hổ bộ, xem xét thì rất có uy nghiêm. Dạng này người so Phương Thái Thanh, càng có đế hoàng chi khí. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là đứng tại Phương Thái Thanh sau lưng, lấy Phương Thái Thanh vi tôn. Thần Vũ, cảm thụ như thế nào? Phương Thái Thanh hỏi. Thần Ngự phế đi một nửa, đã từng mặc sức tưởng tượng tương lai, tan thành mây khói đi. Thẩm phán điện chủ Phương Thần Vũ nói, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, nhìn không ra có bao nhiêu phẫn nộ. Sinh tử kiếp cảnh, sinh đứa bé không dễ dàng, có trở thành giường cột hy vọng, càng không dễ dàng. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Phương Thái Thanh nói, đây là mệnh, chẳng trách, ai biết cái này Lý Thiên Mệnh, có thể quật khởi đến loại trình độ này. Tôn thần ánh mắt, thật sự là đủ hung ác, Phương Thần Vũ thản nhiên nói. Mấu chốt là Hiên Viên Đạo, Phương Thái Thanh nói. Tông chủ có ý tứ là, tôn thần để hắn cho Lý Thiên Mệnh, cấp 3 thiên địa kiếp nguyên, hắn cho 4 cấp. Người nói, hắn có phải hay không biết, Tinh Khuyết cùng Lý Thiên Mệnh có mâu thuẫn, cố ý. Phương Thái Thanh nói. 89/10. Ha ha, bắt đầu đấu trí đâu? Phương Thái Thanh cười lạnh. Tông chủ định làm gì? Để cho chúng ta tại trạm tinh điện người, cùng Tinh Khuyết nói, để hắn mang bọn ta Thái Thanh Phương thị người, đem Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, toàn giết. Phương Thái Thanh nói. Đúng a, Phương Thần Vũ ánh mắt sáng lên, Lý Thiên Mệnh là tôn thần nhân, tôn thần không cho hắn ra chuyện, để kiếm vô ý che chở hắn. Bất quá ta nghe nói. Kiếm vô ý người bởi vì tinh nguyên kết giới tồn tại, chưa đi đến Phồn Tinh chiến trường. Nếu là người tuổi trẻ cừu hận, liền từ người trẻ tuổi đến xử lý. Tiểu tử này đã bắt đầu, đều giết cộng sinh thú, nếu như hắn gieo gió gặt bão, cộng sinh thú chết sạch, tôn thần cũng không thể nói cái gì a. Đúng, Phương Thái Thanh nhìn về phía hắn, nói, Thần Vũ, ngươi là ta huynh đệ, Hiên Viên Đạo cho ta chơi ngáng chân quấy rối, liên lụy ngươi nhi tử, ta muốn vì ngươi, ra cái này giọng điệu. Tạ tông chủ. Nhị Nguyên chiến trường, hạ tầng chỗ ngồi nơi hẻo lánh chỗ. Địa Nguyên đệ tử, Triệu Nhất Tuyệt, còn lại đang ngồi vào phía trên, chung quanh núi kêu biển gầm, để hắn có chút choáng váng. Hắn cộng sinh thú quá mạnh. Nhất là cái kia con chim nhỏ, chỉ sợ so bản thân hắn còn mạnh hơn.
Phương Thần Ngự là Địa Nguyên Tông mạnh nhất đệ tử, hắn đánh bại Phương Thần Ngự cùng Hiên Viên Thương Thương liên thủ, cái này Lý Thiên Mệnh, vừa mới tiến Địa Nguyên Tông, lúc này mới 20 ngày, thì Địa Nguyên Tông vô địch. Hắn trước đó tại Nhân Nguyên Tông Minh hội chiến, quyết đấu Hiên Viên Vũ Phong thời điểm, so hiện tại kém xa. Người này đến cùng bối cảnh gì? Cơ hồ người người đều đang nghị luận Lý Thiên Mệnh. Triệu Nhất Tuyệt đã thấy rất rõ ràng, hắn hôm nay biểu hiện, đã oanh động Nhân Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông. Thậm chí, Thiên Nguyên đệ tử bên trong, đều có không ít người cũng đang thảo luận hắn. Triệu Nhất Tuyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Kiếm Tuyết Nghi, nàng đang cùng mấy cái Thái Ất kiếm tộc nữ đệ tử cùng một chỗ, hô to gọi nhỏ, mau đưa Lý Thiên Mệnh thổi lên trời. Đây là ta đệ, quay đầu giới thiệu cho mọi người nhận biết. Kiếm Tuyết Nghi đại tức giận nói. Không cho phép gạt người a, hôm nào tổ cái cục, thân cận một chút. Tỷ muội của nàng nhóm nói. Thân cận có thể, chớ suy nghĩ quá nhiều, tiểu tử này danh hoa có chủ. Kiếm Tuyết Nghi nói. Thôi đi, không phải là ngươi chứ. Muốn là ngươi, chúng ta nhưng muốn đào chân tường. Tiện nhân. Kiếm Tuyết Nghi cùng các nàng đùa giỡn cùng một chỗ. Ai ai, thối Tuyết Nghi, tay của ngươi để vào đâu đâu. Ha ha, lớn. Triệu Nhất Tuyệt nhìn đến có chút khó chịu, hắn theo đuổi nàng khá hơn chút năm. Tất cả mọi người cho là bọn họ là một đôi nhi, có thể Kiếm Tuyết Nghi cũng không thích hắn. Như thế nào, chịu phục không có đâu, chơi mệt rồi về sau, Kiếm Tuyết Nghi đi tới hỏi. Chịu phục, hôm nay chấn động tông môn, phong quang vô hạn, so minh hội chiến danh tiếng lớn hơn. Triệu Nhất Tuyệt cúi đầu nói. Ta không biết ngươi từ đâu tới lòng ghen tị, hắn thẳng tốt một cái người. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ta đã biết, Triệu Nhất Tuyệt nói. Được, hắn hiện tại nhất phi trùng thiên, cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Kiếm Tuyết Nghi ngồi xuống, cái kia thon dài vòng eo, đường cong có chút dẫn lửa. Ngươi cảm thấy, phía sau hắn sẽ như thế nào? Triệu Nhất Tuyệt đột nhiên hỏi. Phương diện nào? Phồn Tinh chỉ danh ngạch. Cái này rất khó đi. Phương Tinh khuyết người này dở trò lưu manh, vài trăm người tụ cùng một chỗ, liền xem như đếm ngược ba ngày, đều không ai dám động đến hắn. Còn Hiên Viên Mộc Tuyết, ta nghe người ta nói, nàng hư hư thực thực bước vào, tử kiếp, nắm giữ tử kiếp chi lực. Phồn Tinh chiến trường, sợ không người là nàng đối thủ. Kiếm Tuyết Nghi nói. A, à, Triệu Nhất Tuyệt gật gật đầu. Có điều, hắn đắc tội thẩm phán điện điện chủ chi tử, đây chính là Phương Tinh khuyết bên người nhân vật trọng yếu, có chút không dễ làm a. Hắn trả tại chỗ thả ngoan thoại, Kiếm Tuyết Nghi dầu dĩ nói. Không cần quan tâm, nói không chừng hắn cũng có nhất định bối cảnh. Bằng không, dám cùng Phương Tinh khuyết cứng đối cứng, đây không phải là tìm chết a. Triệu Nhất Tuyệt nói. Đúng vậy a, Phương Tinh khuyết gia hỏa này, xác thực phách lối, xúc động, ương ngạnh, nhân phẩm rất kém cỏi, hoành hành bá đạo. Bất quá, người xác thực có thực lực, có thế lực. Ai cũng biết, Thái Thanh Phương thị con cháu rất phách lối, có thể trường bối của bọn hắn, cũng không có quản giáo ý tứ. Đây là bọn họ quật khởi con đường, lúc còn trẻ mạnh mẽ, sớm muộn đều sẽ tỉnh táo lại. Nhưng nếu lúc tuổi còn trẻ, thì co vào nội liếm, sợ là liền cơ hội vùng lên, cũng sẽ không có. Phồn Tinh chiến trường. Tinh khuyết thiếu gia, Tinh khuyết thiếu gia. Phương Sấu Ngọc liền bò mang lăn, phấn sắc quần áo lên đầy là vết bẩn, tóc cũng 10 phần lộn xộn, xem ra rất là chật vật. Thái Thanh Phương thị đệ tử đội ngũ nhân số càng nhiều, trước mắt đã tiếp cận có 400 người. Trong đám người, Phương Tinh khuyết nghênh ngang đi bộ, nếu như bá vương, bên người không thiếu nịnh nọt chi đồ. Làm gì, ồn ào, còn thể thống gì? Phương Tinh khuyết có chút không nhịn được chừng Phương Sấu Ngọc liếc một chút. Liên tiếp truy sát Hiên Viên Mộc Tuyết rất lâu, lại một chút thu hoạch đều không có, trong lòng của hắn có chút phiền muộn, bởi vì hắn biết, bên ngoài khẳng định có người tại mỉa mai chính mình. Tinh khuyết thiếu gia, ra chuyện. Phương Sấu Ngọc nước mắt nước mũi chảy ngang nói. Đúng rồi. Nàng không phải cùng Thần Ngự cùng một chỗ, đi đối phó cái kia Lý Thiên Mệnh sao? Có người nói. Phương Tinh khuyết cũng nghĩ tới. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Phồn Tinh bảng đệ nhất, ngược lại là đem Lý Thiên Mệnh quên ở sau ót. Có dám mau thả, có phải hay không Thần Ngự đụng tới Thiên Nguyên đệ tử rồi? Phương Tinh khuyết nói. Không phải a, hắn. Nói thẳng. Thần Ngự thiếu gia, hắn bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, còn chết hai đầu cộng sinh thú. Liền đầu lưỡi đều bị cắt. Thật thê thảm a, ô ô. Phương Sấu Ngọc thanh âm thê tuyệt nói. Mấy trăm người vừa rồi còn đang nói giỡn, nghe nói như thế về sau, bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, đều xoay đầu lại, ngạc nhiên nhìn lấy Phương Sấu Ngọc.
Người còn mắt mù à? Phương Tinh Khuyết cười khúc khích nói. Là thật, Lý Thiên Mệnh còn để cho ta, mang một câu cho ngươi. Phương Sấu Ngọc chân thành nói. Phương Tinh Khuyết trì trệ, ánh mắt dần dần âm lãnh, bầu không khí buông xuống đến băng điểm, mọi người xem xét, gia hỏa này chóp mũi đã tại run nhẹ nhẹ, đây là hắn nổi giận điềm báo trước. Hắn nói, có hắn Lý Thiên Mệnh tại, người đừng nghĩ cầm tới Phồn Tinh Trì danh ngạch. Phương Sấu Ngọc cúi đầu run rẩy nói. Cái này nghe là một câu nói đùa, có thể ở chỗ này, lại tạo thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi nói lại lần nữa xem. Hắn nói, có hắn tại, người đừng nghĩ cầm tới Phồn Tinh Trì danh ngạch. Ta đi hắn mẹ già, mà nó, Phương Tinh Khuyết hướng trên mặt đất nôn một đầu nước bọt, hắn bỗng nhiên tiến lên đây, nhấc lên Phương Sấu Ngọc cổ áo, một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng. Ba, Phương Sấu Ngọc kêu thảm một tiếng, trong mắt đều sắp bị rút ra. Uy hiếp ta, cảnh cáo ta, ngươi là cái thá gì a? Phương Tinh Khuyết hung tợn chừng lấy Phương Sấu Ngọc. Tinh Khuyết thiếu gia, ta không phải Lý Thiên Mệnh a, ô ô. Phương Sấu Ngọc bị dọa đến hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cút! Phương Tinh Khuyết đem nàng cho ném ra ngoài. Ngay sau đó, hắn quất ra một thanh kiếm, bắt đầu chặt chém chung quanh núi đá cây cối, mọi người vội vàng tránh ra. Phanh phanh phanh! Hết thảy chung quanh, đều bị hắn chém thành toái phiến. Thái Thanh Phương Thị các đệ tử nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Phương Tinh Khuyết phẫn nộ phát tiết. Ta cái gì thời điểm, bị một cái tôm tép nhãi nhép, cho chỉnh buồn cười như vậy rồi. Phương Tinh Khuyết trừng tròng mắt, nhìn hằm hằm mọi người. Tinh Khuyết, lãnh tĩnh một chút đi, một cái thiên nguyên đệ tử nói. Bọn họ cũng đều biết, Phương Tinh Khuyết tuổi tác quá nhỏ, tính khí thái trùng. Thanh, tỉnh táo, ta tỉnh táo. Hắn hít thở một hơi thật sâu, ánh mắt lại phá lệ đỏ bừng. Càng nghĩ vẫn là càng khí. Thần ngự tu vi không thấp, những sự thật này đều thuyết minh, cái này gọi Lý Thiên Mệnh người. Thực lực của hắn tiến triển siêu nhanh. Gần thành như thế nào? So ta thải phượng huyết mạch còn trâu. Phương Tinh Khuyết cười lạnh nói. Trước mắt nhìn, thật đúng là dạng này, cũng không biết hắn tu hành bên trong, đến cùng có cái gì mở ám. Vậy cũng đừng nghĩ quá nhiều, người này đem ta gây phiền, trước tiên đem Hiên Viên Mộc Tuyết để một bên, ta trước làm tàn hắn, giết ta huynh đệ hai đầu cộng sinh thú. Vậy ta trước hết để cho hắn làm rác rưởi. Phương Tinh Khuyết nắm chặt song quyền. Hắn lại đem Phương Sấu Ngọc bắt lại trở về. Ngươi còn có thể tìm tới hắn sao? Có thể, còn có thể. Hắn nói, hắn không rửa đi ta Huyền Ngọc Phấn, chờ ta mang ngươi tìm hắn. Phương Sấu Ngọc nói. Mà nó, Phương Tinh Khuyết lại muốn gầm thét. Tinh Khuyết, ngươi tới đây một chút. Bỗng nhiên đi tới một cái áo da cam nữ tử, đối với hắn vẫy vẫy tay. Vân tỷ, Phương Tinh Khuyết khiến người khác tránh ra, lưu lại mấy cái thiên nguyên đệ tử, bao quát cái kia gọi là Vân tỷ, nữ tử ở bên trong, hết thảy 9 cái thiên nguyên đệ tử. Cha ngươi mang cho ngươi tin tức, Vân tỷ nói khẽ. Nói thế nào? Hắn để ngươi, trước mặc kệ Hiên Viên Mộc Tuyết, đem Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, toàn giết. Vân tỷ nói. Giống như ta nghĩ, thật không hổ là cha ta. Hiểu ta, Phương Tinh Khuyết cười, có cha ta chống đỡ, vậy thì cái gì sự tình cũng bị mất. Chúng ta cái này vài trăm người hơi đi tới, 9 cái thiên nguyên đệ tử. Ta nhìn hắn chạy thế nào? Tông chủ bàn giao, phải chú ý gia hỏa này tốc độ tiến bộ, không thể khinh địch, tranh thủ mau chóng giải quyết. Được, cha ta có nói, hắn là thân phận gì sao? Không nói đây. Vì sao không nói? Phương Tinh Khuyết cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đều ý thức được, Lý Thiên Mệnh cần phải có người chèo chống, mới có như thế đảm lượng. Không biết, làm theo là được, Vân tỷ nói. Nói đúng, cha ta đều lên tiếng. Cái này Thái Cổ Thần Tông, ai còn có thể có cha ta quyền uy đại? Phương Tinh Khuyết mắt lộ ra vẻ sùng kính. Cha nói đúng, nhân tình gì sành đời đều không có ý nghĩa, chỉ có thực lực cùng địa vị, mới có thể để cho người tôn kính chính mình, sợ hãi chính mình. Ta, muốn làm giống như hắn người. Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh theo Phồn Tinh chiến trường đi ra, tại trạm tinh cổ lộ tu luyện sau 2 canh giờ, liền hướng bên này mà đến. Một đường lên. Hắn quả nhiên phát hiện, tự mình biết danh độ tăng lên rất nhiều. Mặc kệ là Địa Nguyên Tông cùng Thiên Nguyên Tông, gặp phải đệ tử khác, bọn họ đều ngừng chân, nhìn xa xa chính mình. Bất quá, bọn họ cũng không lên đây bắt chuyện, ánh mắt phức tạp. Hiển nhiên, bọn họ đối ta đắc tội Thái Thanh Phương Thị đệ tử, biểu hiện lo lắng, không dám cùng ta kéo lên liên hệ.
Các loại Lý Thiên Mệnh vừa đi, bọn họ thì top 5 top 3, thấp giọng nghị luận. Kỳ thật cũng không có biện pháp gì, vì tiểu tứ xuất sinh, nhất định phải một cái phồn tinh chỉ danh ngạch. Phương tinh khuyết ngang như vậy, không xung đột, càng không khả năng. Gặp cái kia mộng cảnh về sau, hắn đối tiểu gia hỏa này, có càng nhiều mong đợi hơn. Hôm nay hắn đến Thiên Nguyên Đỉnh, cũng là muốn thử một chút, lấy chính mình trước mắt cổ thánh kim thân, tại không có tu luyện, luyện thể chiến quyết, tình huống dưới, có thể tại Thiên Nguyên Đỉnh bên trong, chìm xuống dưới bao nhiêu. Nếu có thể trực tiếp nặng đến phần đáy, vậy liền không cần chạm tinh cổ thần thể. Bởi vậy, hắn đối với cái này được tràn đầy chờ mong. Hắn đi vào Thiên Nguyên Tông, càng lên trời Nguyên Đỉnh, trong tay hắn đã mang theo một loại khác nghĩ tử, nhưng Âu Dương Kiếm Vương lúc này thời điểm cũng không ở đây. Đoán chừng làm việc, hắn thì tự mình trầm xuống Thiên Nguyên Đỉnh. Xì xì xì, linh tai điên cuồng tàn phá bừa bãi thân thể. Lý Thiên Mệnh cắn răng, cưỡng ép chống đỡ. Phần lớn linh tai, đều là hỏa diễm lôi đình khí hậu các loại thuộc tính, hắn bây giờ thể chất, năng lực chịu đựng cường đại rất nhiều. 1/3. Tiếp đó, phía dưới cũng là kiếp văn linh tai. Lần trước, ta chính là để kiếp văn linh tai chặn. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu chìm xuống. Chung quanh đây kiếp văn linh tai là một loại ngọn lửa màu đen, gọi là triệt cốt kiếp hỏa, có thể thiêu tiến thân thể, bị bỏng cốt cách, thật muốn đau, cái kia chua thoải mái gọi người khó có thể tin. Xì xì xì.